Vương Đồng An bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, sau đó nói, cử hiền bất tị thân ma, chỉ nếu là không tổn hại tập thể lợi ích, ai đến nhận thầu còn không phải như vậy, người nói có đúng hay không? Tống Tân Vũ chỉ có thể gật đầu, hắn ý thức được mình tới một chuyến vô ích, Vương Đồng An là không thể nào vì thế gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nếu như về sau xảy ra bất kỳ chuyện gì, hắn sẽ đem hết thảy trách nhiệm đẩy cho mình, con hàng này liền là thể chế bên trong kẻ già đời. Quả nhiên, Vương Đồng An tới một câu, liền theo ý ngươi xử lý, ta ủng hộ ngươi. Tống Tân Vũ trong lòng chửi ầm lên, ủng hộ ngươi tê liệt, gặp gỡ ngươi như thế một vị lãnh đạo coi như ta không may, hắn cũng không dễ dàng như vậy bị Vương Đồng An cho xáo lộ, cười cười nói, Vương Cục, ta còn có một cái nghĩ pháp. Nói, Vương Đồng An đã hơi không kiên nhẫn, cái dám lớn một chút việc nhỏ cùng mình lượn nửa ngày vòng tròn, cuối cùng chính là không muốn nhận gánh trách nhiệm, ngươi một cái phó chức. Dân chính bệnh viện là ngươi phân công quản lý phạm vi, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta cõng nổi hay sao? Tống Tân Vũ nói, kỳ thật ta đối chữa bệnh phương diện sự tình cũng không hiểu nhiều, muốn không dứt khoát đem chuyện này giao cho Tiểu Hứa, hắn đi qua một mực tại hệ thống vệ sinh công việc, mặc dù tuổi trẻ nhưng là tương quan kinh nghiệm phi thường phong phú. Vương Đồng An thầm mắng Tống Tân Vũ láo cá, quả thật là một điểm trách nhiệm đều không muốn gánh chịu, hiện tại đem cái này gánh giao cho Hứa Thuần Lương. Về sau nếu thật là xảy ra chuyện gì hắn cũng dễ dàng làm rõ ràng. Vương Đồng An nói, giao cho Tiểu Hứa cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi vẫn muốn đưa đến giám sát tác dụng, dù sao cũng là người trẻ tuổi nha, mà lại chuyện này lại dính đến người nhà của hắn. Người trẻ tuổi dù sao khiếm khuyết kinh nghiệm, thời khắc mấu chốt vẫn là cần lão đồng chí hỗ trợ đem tốt quan. Tân Vũ đồng chí, ngươi là hắn lãnh đạo trực tiếp, trợ giúp cán bộ trẻ tuổi trưởng thành ngươi không thể đổ cho người khác nha. Tống Tân Vũ nói, ta nhất định không cô phụ Vương Cục trọng thác. Vương Đồng An nói, đúng rồi, toàn thành phố thành hương cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ tiêu chuẩn, sự tình tiến triển như thế nào? Tống Tân Vũ nói, đã không sai biệt lắm, ta chỉnh lý tốt lập tức báo cáo cho ngài. Vương Đồng An nói lên chuyện này, hai ngày trước Lý Học Khánh chạy tới hướng ta phàn nàn, nói cái gì Hứa Thuần Lương nhằm vào hắn, đang làm việc bên trong cho hắn chế tạo chướng ngại. Tống Tân Vũ nói, có sao? Ta không nghe hắn nói qua. Vương Đồng An nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, vượt cấp báo cáo luôn luôn không tốt, Lý Học Khánh mặc dù tại chế định tiêu chuẩn trong chuyện này lao khổ công cao, nhưng cũng không phải hắn vòng qua Hứa Thuần Lương vị này chức vị chính trực tiếp bên trên báo lý do, người nói có đúng hay không. Tống Tân Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, Vương Đồng An mặt ngoài là nói Lý Học Khánh, nhưng thật ra là tại gõ mình. Lý Học Khánh không có trải qua Hứa Thuần Lương cho phép trực tiếp liền đem sắp xếp tiêu chuẩn đưa đến mình nơi này. Vương Đồng An không cao hứng, hắn cho rằng Lý Học Khánh là thân tín của mình, thân là cục dân chính người đứng đầu, ghét nhất chính là nhìn thấy thủ hạ của mình kéo bè kết phái, nhất là phụ tá phát triển dòng chính. Khó trách Lý Học Khánh bị Hứa Thuần Lương tìm cái cớ chuyển xuống 2 tuần, nói không chừng chính là Vương Đồng An chủ ý. Tống Tân Vũ nhẹ gật đầu, Vương Cục nói đúng, ta còn tưởng rằng Lý Học Khánh đã báo trước qua Hứa Thuần Lương. Vương Đồng An nói, con người của ta phiền chán nhất chính là nội bộ mâu thuẫn. Tiểu Hứa lần này tới trong đám khẳng định xúc phạm một chút người lợi ích, nhưng đây là tổ chức bên trên quyết định, ta có lý do tin tưởng tổ chức bên trên mắt ánh sáng, không nên cảm thấy người ta mới vừa tới liền làm vòng quan hệ bài ngoại, đã đi vào cục dân chính công việc chính là mình người, ta quyết không cho phép kéo bè kết phái bài xích người mới hiện tượng phát sinh. Tống Tân Vũ âm thầm nổi nóng, ta mẹ nó lại không có bài xích Hứa Thuần Lương, người Vương Đồng An căn bản cũng không phải là cho Hứa Thuần Lương bất bình, người là nhân cơ hội gõ ta. Nhưng người ta là cấp trên của mình, trong lòng lại nén giận cũng phải nghe. Vương Đồng An lại nói, về sau cai quản liền muốn quản, đừng cố kỵ cái gì mặt mũi, đều làm người tốt, vậy chúng ta công việc còn thế nào tiến hành tiếp? Tống Tân Vũ tại Vương Đồng An nơi này bị một bụng tử khí, mặt âm trầm rời đi, trở lại văn phòng, nhìn thấy viện mồ côi viện trưởng Trương Thuận Đạt ngồi ở bên trong chờ mình, bọn hắn là lão giao tình, lại là hàng xóm cũ, Trương Thuận Đạt tới là hẹn Tống Tân Vũ ban đêm uống cái ít rượu. Nhìn thấy Tống Tân Vũ sắc mặt không tốt, một đoán chính là chịu phê bình, Trương Thuận Đạt nói, đi Vương Cục nơi đó. Tống Tân Vũ ừ một tiếng, kéo ra ngăn kéo đi lấy khói, Trương Thuận Đạt đã đi tới cho hắn bên trên một chi, thuận tiện giúp hắn đốt. Tống Tân Vũ hít vài hơi khói, Trương Thuận Đạt đem văn phòng cửa sổ mở ra, lại đi qua đóng cửa phòng lại, tâm tình không tốt. Tống Tân Vũ nói, quen thuộc, dù sao có trách nhiệm đều là chúng ta chịu trách nhiệm. Trương Thuận Đạt nở nụ cười. Hắn liền kiên nước tiểu tính, lại nhẫn 2 năm, nơi này chính là ngươi đương gia.
Tống Tân Vũ chỉ vào Trương Thuận Đạt nói, không thể nói lung tung được a, à, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trương Thuận Đạt nói, yên tâm đi, ra cánh cửa này, ta cái rắm cũng không nhiều thả một cái. Tống Tân Vũ nói, ngươi không tại viện mồ côi ở lại, đến trong đám làm gì? Trương Thuận Đạt nói, viện mồ côi nhà ăn vừa đổi thầu khoán, hô ngươi đi qua nếm thử đồ ăn. Ta không đi, liền các ngươi kia nhà ăn có thể làm ra hoa dạng gì? Trương Thuận Đạt nói, đừng mang cảm xúc nha, tuyệt đối là rực rỡ hẳn lên, liền chúng ta viện mồ côi kia địa thế, ngươi đi ẩn long hồ chuyển cái vòng, cái gì phiền não cũng bị mất. Tống Tân Vũ nói, ít khoe khoang. Trương Thuận Đạt lại nói, Tần Ngọc Kiều cũng đi. Tống Tân Vũ không lên tiếng, yên lặng rút hai cái khói, Tần Ngọc Kiều là cục dân chính nổi danh đại mỹ nữ, cũng là đương nhiệm dân chính bệnh viện viện trưởng, tuổi tác mặc dù lớn chút, bất quá từ nương bán lão phong vận vẫn còn, đương nam thế nhưng là bọn hắn thế hệ này trong lòng người ánh trăng sáng. Trương Thuận Đạt đối vị lão hữu này hiểu rõ vô cùng, biết hắn tâm tư, cười nói, quay lại để Tần viện nhiều kính ngươi vài chén rượu. Tống Tân Vũ nói, được rồi, ta cho ngươi mặt mũi này. Trương Thuận Đạt cười hắc hắc, đứng lên nói, ta đi trước chuẩn bị, sớm một chút tới a, chờ ngươi đánh bài. Tống Tân Vũ nhèo mắt lại giơ lên cái cằm, ý là trong lòng mình nắm chắc. Trương Thuận Đạt sau khi đi, Tống Tân Vũ lại nghĩ tới Vương Đồng An vừa rồi kia phiên phát biểu, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, mẹ nó. Nhắm mắt lại nhớ tới Tần Ngọc Kiều dáng vẻ, lúc tuổi còn trẻ Tần Ngọc Kiều thật sự là xinh đẹp a. Tần Ngọc Kiều cùng nhân sự khoa Tần Ngọc Đình là hai tỷ muội, hai người đều là lão cục trưởng nữ nhi. Khi đó cục dân chính tuổi nhỏ người ai không nhớ thương đôi này tỷ muội hoa, nhất là muội muội Tần Ngọc Kiều. Tống Tân Vũ cũng truy cầu qua, bất quá thời điểm đó hắn đã không hậu trường cũng không vốn liếng, người ta cục trưởng thiên kim làm sao có thể đem hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá bây giờ vị kia lão cục trưởng đã qua đời, Tống Tân Vũ cũng trở thành cục dân chính người đứng thứ hai. Tần gia tỷ muội hai hiện tại ngược lại thành thủ hạ của hắn, dựa vào lão cục trưởng ban cho, hai người cũng đều lăn lộn đến khoa cấp cán bộ, Tần Ngọc Đình gả cho nhà tang lễ Cảnh Thanh Tùng. Tần Ngọc Kiều viện y học thời điểm phẩm học kiêm ưu, nhưng tại nàng thực tập thời điểm thích một vị nào đó mang giáo lão sư, cùng vị lão sư kia bắt đầu chơi ngoại tình, lúc ấy khiến cho rất là chật vật. Nếu không cha nàng ra mặt, chỉ sợ liền chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được. Về sau Tần Ngọc Kiều liền được an bài tại dân chính bệnh viện công việc, ở nhà người an bài xuống gả cho cục dân chính một vị nào đó mới tới sinh viên, vị kia lớn học sinh cũng không cam chịu tâm đương hiệp sĩ đổ vỏ, không mấy năm hai người liền ly hôn. Tình cảm liên tiếp gặp khó, Tần Ngọc Kiều đối hôn nhân cũng đã mất đi kỳ vọng, có qua một đoạn thời gian cam chịu, dù sao quay chung quanh nàng chuyện xấu có thật nhiều, đến nay cũng không có lại đi vào hôn nhân điện đường. Những năm gần đây, theo tuổi tác phát triển, Tần Ngọc Kiều cũng thu liễm rất nhiều. Tống Tân Vũ nghĩ đi nghĩ lại mơ mơ hồ hồ liền ngủ mất, trong mộng hắn không biết làm sao lại cùng Tần Ngọc Kiều nằm ở cùng nhau, ngay tại triền miên thời điểm, thình lình có mấy tên cảnh sát xông vào, đem Tống Tân Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tỉnh mộng, người cũng về tới trong hiện thực đến, trên trán ẩm ướt cộc cộc một mảnh, trong đũng quần cũng là ẩm ướt cộc cộc một mảnh. Tống Tân Vũ lại là hổ thẹn lại là kinh hỉ, dạng này trạng thái rất nhiều năm chưa từng có. Nhìn đến thân thể của mình y nguyên tuổi trẻ, nhìn đồng hồ đã tan việc, hắn tranh thủ thời gian bỏ ra một phút đồng hồ thời gian cấp tốc chỉnh lý một chút. Rời phòng làm việc, nhìn thấy trong viện xe trên cơ bản đều đi, Tống Tân Vũ chuẩn bị đón xe đi viện mồ côi thời điểm, Hứa Thuần Lương mở ra Cayenne từ một bên trải qua, Tống cục, người mới tan tầm a. Tống Tân Vũ cười nói, đúng vậy a, ta xem báo biểu đâu. Có điểm tâm hư. Nếu để cho người khác biết hắn buổi chiều tới cái mộng xuân không giấu vết chỉ sợ cũng thành chuyện cười lớn, đương nhiên loại này lo lắng cũng không tồn tại, cái này sự kiện chỉ có hắn tự mình biết. Đi nơi nào, ta đưa người. Tống Tân Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta đi viện mồ côi. Hứa Thuần Lương nói, lên xe, vừa vặn tiện đường. Đông Châu thị viện mồ côi ở vào ẩn Long Hồ Bờ, khoảng cách Hứa Thuần Lương chỗ ở ẩn Hồ Quan để không xa. Tống Tân Vũ mở cửa xe ngồi xuống, hắn lựa chọn phụ xe, chủ yếu là dựng Hứa Thuần Lương xe tiện lợi, không muốn ngồi ở phía sau bày ra lãnh đạo diễn xuất. Tống Tân Vũ mới vừa vào đến, Hứa Thuần Lương đã nghe đến hắn mùi trên người, mùi vị kia có chút đặc biệt, Hứa Thuần Lương nhìn Tống Tân Vũ một chút, xem báo biểu. Người nhà nhìn chính là AV bảng báo cáo A. Tống Tân Vũ cười cười, dù sao chính hắn nghe thấy không được, bất quá tọa hạ thời điểm cảm giác đúng quần có chút lạnh. Thật muốn đem chỗ ngồi làm nóng cho mở ra hong khô một chút,
lại lo lắng để Hứa Thuần Lương sinh ra hoài nghi, Lời Bình nói, xe không tệ. Hứa Thuần Lương lái xe lái ra đại môn, tiện tay rơi nửa đoạn dưới cửa sổ, thầm than suối quẩy, sớm biết lão Tống vừa đánh một phát liền không cho hắn lên xe, Hứa Thuần Lương trong lòng suy nghĩ, hắn đến cùng với ai đâu. Đi làm trong lúc đó làm loại chuyện này lá gan đủ lớn, con hàng này cũng không phải người tốt ha. Tống Tân Vũ nói, tiểu Hứa, người ban đêm cùng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Hứa Thuần Lương nói, ta thì không đi được, ta cái này cấp bậc không đủ trình độ người vòng tròn. Tống Tân Vũ cười ha ha nói, đừng khách khí với ta, chuyện đêm nay kỳ thật cùng ngươi là có liên quan hệ. Có liên quan tới ta, Hứa Thuần Lương có chút buồn bực. Tống Tân Vũ nói, là như thế này, người buổi chiều không phải nói với ta Trường Thiện Bệnh viện muốn cùng dân chính bệnh viện hợp tác kiểm tra sức khỏe trung tâm sự tình nha, chuyện của ngươi ta đương nhiên muốn hết sức ủng hộ, ta vừa rồi liên hệ dân chính bệnh viện Tần Viện Trường, ban đêm mời nàng ăn cơm, ngươi vừa vặn đi theo nàng nhận thức một chút. Về sau chuyện hợp tác các ngươi trực tiếp đàm. Hứa Thuần Lương nói, dạng này a, kia buổi tối để ta làm đông. Tống Tân Vũ nói, không cần, viện mồ côi bên kia nhà ăn vừa mới trọng trang hoàn thành, chúng ta đi qua hỗ trợ nghiệm thu một chút. Hứa Thuần Lương thầm than, cái gì nghiệm thu, chính là ăn không ngồi rồi chứ sao. Đông Châu viện mồ côi ở vào ẩn Long Hồ Đông Nam, phía bắc bằng hộ khu ngay tại phá dỡ, còn có một tòa làm trái xây nhà quật cường đứng lặng tại phế tích bên trong. Trên nóc nhà còn đâm một cây hồng kỳ, lộ ra có chút đáng chú ý. Hứa Thuần Lương từ cửa sau lái vào, giữ cửa lão đầu vốn là muốn hỏi đến, nhưng nhìn đến ngồi kế bên tài xế Tống Tân Vũ, lập tức đem cửa mở ra. Xem ra Tống Tân Vũ thường xuyên tới, Tống Tân Vũ thuần thục là Hứa Thuần Lương chỉ đường, Hứa Thuần Lương lái xe tới đến viện mồ côi nhà ăn phía trước bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe đã ngừng mấy chiếc xe, trong đó một cỗ sâm panh kim sắc Porsche Cayenne là thuộc về Tần Ngọc Kiều. Hứa Thuần Lương tướng xe của mình dừng ở chiếc kia Cayenne bên cạnh, trong lòng có chút kỳ quái, dân chính hệ thống những này trung tầng cán bộ xem ra điều kiện kinh tế cũng không tệ, cái này Tần Ngọc Kiều mở tốt như vậy xe chẳng lẽ không sợ người khác đâm cột sống. Đoán chừng cũng là có tính cách nữ nhân. Xe còn không có dừng hẳn, viện mồ côi viện trưởng Trương Thuận Đạt liền ra đón, là Tống Tân Vũ mở cửa xe, la hét Tống Cục, không có thời gian quan niệm a. Tống Tân Vũ đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho hắn. Trương Thuận Đạt cười rạng rỡ vươn tay ra, Hứa chủ nhiệm, kính đã lâu, ta đã sớm muốn làm quen người. Hứa Thuần Lương cùng Trương Thuận Đạt nắm tay, Trương viện trưởng tốt, ta vừa tới dân chính hệ thống, mong rằng tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Trương Thuận Đạt cười nói, Hứa chủ nhiệm quá khách khí, hiện tại là các ngươi thời đại, hẳn là ta hướng các ngươi người trẻ tuổi nhiều học tập mới đúng. Tống Tân Vũ nói, Tần viện trưởng có tới không? Trương Thuận Đạt nói, đã sớm tới. Nhớ cùng Tống Cục đánh bài, nhưng tam khuyết một không đánh được a. Tống Tân Vũ nói, hổ thẹn, vừa rồi bận bịu công việc quên thời gian, gần nhất chuyện trong cục có chút nhiều. Trong hiện thực mặc dù không có thể cùng Tần Ngọc Kiều đánh bài, nhưng trong mộng lại mới vừa cùng nàng đại chiến một trận, tình hình chiến đấu được không kích liệt, Tống Tân Vũ cũng không phải lần đầu tiên phát dạng này mộng, đủ để chứng minh Tần Ngọc Kiều ở trong mắt hắn vị trí. Ba người cùng một chỗ đi vào trong, viện mồ côi nhà ăn gần đây đổi thầu khoán. Nhà ăn trong trong ngoài ngoài trùng tu qua một lần, ở trong đó có một cái mấu chốt khâu là, trùng tu là viện mồ côi phương diện bỏ vốn, trùng tu sau từ Lưu Quốc Thắng nhận thầu, chưa từng có cứng rắn quan hệ căn bản không có khả năng nhận thầu nơi này. Nhà ăn đại sảnh là cho các hài tử của viện mồ côi chuẩn bị, ba căn phòng nhỏ là chuyên môn dùng để tiếp đãi, bình thường cơ bản không mở ra cho người ngoài, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng không tốt. Đêm nay bữa cơm này Lưu Quốc Thắng cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Trương Thuận Đạt mời người ngoại trừ Tống Tân Vũ cùng Tần Ngọc Kiều, còn có một vị là bạn tốt của hắn, Đông Châu bên trong bệnh viện phó viện trưởng Trầm Đức Tài. Ở trong đó còn có một mối liên hệ, trước mắt dân chính bệnh viện còn mang theo Đông Châu Trung Y Viện phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu, cái này tấm bảng ý nghĩa tượng trưng quá nhiều tại ý nghĩa thực tế, hợp tác mới bắt đầu, Đông Châu Trung Y Viện ngược lại là phái qua một chút chuyên gia đi qua ngồi xem bệnh, về sau bởi vì không có cái gì bệnh nhân cũng liền không giải quyết được gì. Tần Ngọc Kiều năm nay 41 tuổi, mặc dù nhưng đã là tuổi 40, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn phong tình vạn trùng. Tống Tân Vũ nhìn thấy nàng liền hai mắt sáng lên, đây mới là nữ nhân, không uổng công ta xế chiều hôm nay vì ngươi chảy xuống anh hùng nhiệt lệ. 2. Hứa Thuần Lương giỏi về bắt giữ hơi biểu lộ, từ Tống Tân Vũ biểu tình biến hóa liền đoán được hắn sâu trong đáy lòng hẳn là nhớ thương Tần Ngọc Kiều, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chưa chừng lão Tống trên thân hương vị chính là hắn tự mình chơi đùa ra.
Tống Tân Vũ trước cùng Trầm Đức Tài nắm tay, nhưng thật ra là lợi dụng hắn đánh yểm trợ thuận tiện cùng Tần Ngọc Kiều nắm tay, muốn nói Tống Tân Vũ vẫn còn có chút ác thú vị. Hứa Thuần Lương đi theo Tống Tân Vũ sau lưng, cùng lãnh đạo cùng một chỗ nhất định phải bày chính vị trí của mình, bất quá chỉ bằng hắn nhan trị và khí chất coi như lại điệu thấp cũng không che giấu được tự thân quang mang. Tần Ngọc Kiều nhìn qua thật không giống 40 tuổi nữ nhân, làn da trong trắng lộ hồng, trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, nàng chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa chủ nhiệm đúng không, ta nhưng đã sớm nghe nói qua ngươi lớn tên. Tống Tân Vũ đang chuẩn bị dùng mình tắm rửa qua tự thân tinh hoa tay nắm chặt Tần Ngọc Kiều trắng nõn tay nhỏ thời điểm, Tần Ngọc Kiều thế mà vượt qua hắn trực tiếp cùng Hứa Thuần Lương nắm lấy, cái này khiến Tống Tân Vũ ngả vào nửa đường tay biến đến có chút xấu hổ, vì che giấu xấu hổ, hắn thuận thế dùng tay chải sửa lại một chút tóc, cái động tác lơ đãng này lại làm cho ống tay áo một cọng lông rơi vào hắn trán bên trên, có chút cuộn lại, có chút chói mắt. 3. Trầm Đức Tài xuất phát hiện ra trước Tống cục phó cái trán căn này lông tóc, hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy Tống Tân Vũ là cái từ trước đến nay quyển, nhưng lại nhìn Tống Tân Vũ rõ ràng là tóc thẳng, căn này lông nơi phát ra liền ý vị sâu xa. Hứa Thuần Lương nắm chặt Tần Ngọc Kiều tay, từ da thịt tính chất cùng dưới da mỡ co giãn đánh giá ra Tần Ngọc Kiều khẳng định không ít hoa công phu làm tự thân bảo dưỡng, cái này thân nhựa cây nguyên protein có thể. Đường Minh Mị cũng là hơn 40 tuổi mỹ nữ, cùng Tần Ngọc Kiều so sánh, Đường Minh Mị càng thêm tự nhiên, Tần Ngọc Kiều vô luận cách ăn mặc vẫn là trang dung đều quá tinh xảo một chút, làm người tựa hồ cũng cao điệu một chút, cái này cũng chứng minh nàng đối hình tượng của mình là tương đương để ý. Hứa Thuần Lương nắm tay phương thức rất lịch sự, mỉm cười nói, Tần viện trưởng tốt, ta đi theo người cũng coi là đồng hành. Tần Ngọc Kiều nở nụ cười xinh đẹp, Hứa chủ nhiệm là danh y thế gia, ta đối Hứa lão tiên sinh y thuật cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, đi qua phụ thân ta khi còn tại thế cũng thường xuyên đi hồi xuân đường cầu y. Tống Tân Vũ nhìn qua hai người, Hứa Thuần Lương nắm tay rất có chừng mực, Tần Ngọc Kiều biểu hiện được có chút nóng tình chủ động, cầm Hứa Thuần Lương tay còn không có thả, Tống Tân Vũ không khỏi cảm thán. Vẫn là nhỏ thịt tươi nổi tiếng A, từ mình cái này thành thục nam đã không nhận thục phụ chào đón. 3. Tần Ngọc Kiều lại giới thiệu Trầm Đức Tài cho Hứa Thuần Lương nhận biết, Hứa Thuần Lương đối bên trong bệnh viện ấn tượng còn dừng lại tại trước đây không lâu bọn hắn tiến vào một nhóm ngụy liệt dược phẩm sự tình bên trên, một lần cho Mộc Lan tập đoàn mang đến rất lớn phụ bột ảnh hưởng, cũng bởi vì sự kiện kia trung y viện có không ít người bị tạm thời cách chức xử phạt. Trầm Đức Tài cười nói, Hứa chủ nhiệm tại chúng ta hệ thống vệ sinh thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Hứa Thuần Lương nói, hổ thẹn, ta tại hệ thống vệ sinh không có lưu lại cái gì thanh danh tốt. Mấy người cùng một chỗ nở nụ cười, Trương Thuận Đạt chào hỏi mọi người nhập tọa, Tống Tân Vũ tọa hạ thời điểm, Trương Thuận Đạt cũng phát hiện hắn trên trán dính lấy cây kia lông, Trương Thuận Đạt cảm thấy không đúng, hướng Tống Tân Vũ lặng lẽ đưa cái ánh mắt, dùng tay sờ lên trán của mình, dùng cái này tới nhắc nhở hắn. Nhưng Tống Tân Vũ cũng không lĩnh hội hắn ý tứ. Bởi vì an bài Tần Ngọc Kiều cùng Trầm Đức Tài phân biệt ngồi tại Tống Tân Vũ tả hữu, Trương Thuận Đạt cũng không tốt trực tiếp nhắc nhở hắn. Hứa Thuần Lương vốn định ngồi tại Trầm Đức Tài bên người, nhưng Tần Ngọc Kiều chủ động hô tiểu Hứa, đến bên này ngồi. Tống Tân Vũ nhìn Tần Ngọc Kiều một chút, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nữ nhân là không phải so nam nhân còn tốt sắc. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Hứa Thuần Lương gương mặt kia dáng dấp hoàn toàn chính xác lấy vui. Tống Tân Vũ nói, đúng, tiểu Hứa ngươi ngồi Tần viện trưởng bên người, hảo hảo tâm sự chuyện hợp tác. Tần Ngọc Kiều sửng sốt một chút, nhìn Tống Tân Vũ một chút, cũng rốt cục phát hiện hắn trên trán cây kia lông, lấy nàng lịch duyệt phân biệt ra được căn này lông xuất xứ cũng không khó, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tống Tân Vũ cũng quá không chú ý chi tiết. Hứa Thuần Lương cũng phát hiện, hắn lập tức làm ra hợp lý suy đoán. Khẳng định là lão Tống lột tóc thời điểm trong lúc vô tình dính vào đi, cái này mẹ nó liền lúng túng, đỉnh lấy một cọng lông có mặt tiệc tối, ngẫm lại con hàng này cặp kia tay làm qua sự tình, bữa cơm này lập tức liền không thơm. Tần Ngọc Kiều nở nụ cười, ta đi trước tẩy cái tay. Trương Thuận Đạt lặng lẽ cho Tống Tân Vũ phát cái tin, đi toilet chiếu soi gương. Tống Tân Vũ nhìn thấy tin tức, coi là Trương Thuận Đạt là hỗ trợ sáng tạo mình cùng Tần Ngọc Đình đơn độc chung đụng cơ hội. Thế là đứng lên nói ta cũng đi. Tống Tân Vũ nhìn thấy Tần Ngọc Kiều che miệng đi vào toilet, hắn tại cửa phòng rửa tay một cái, thuận tiện nhìn một chút tấm gương, rốt cục phát hiện trên trán nằm sấp cây kia lông, Tống Tân Vũ thế mới biết Tần Ngọc Kiều tại sao muốn đi toilet, nàng là không nín được cười. Tống Tân Vũ xấu hổ giận dữ đan sen, hôm nay bị chơi khăm rồi, hắn đưa tay đem cây kia cuộn lại lông hái xuống, vừa vặn Tần Ngọc Kiều từ trong toilet ra,
Tống Tân Vũ dọa đến khẽ run rẩy, phải tay run một cái muốn đem cây kia lông vung rơi, kết quả động tác có chút lớn, có vẻ hơi khoa trương. Tần Ngọc Kiều nhìn thấy hắn cái dạng này, liên thủ đều quên tẩy, cúi đầu từ Tống Tân Vũ bên người đi qua, đi hai bước rốt cục vẫn là nhìn không được suy suy nở nụ cười. Tống Tân Vũ mặt mo đỏ bừng, vô luận hắn hiện tại đến vị trí nào, tại Tần Ngọc Kiều trong mắt hắn còn là đã đi qua cái kia không đáng chú ý tiểu tử nghèo, cái này khiến tự tôn của hắn trong thời gian ngắn bị thương rất nặng. Tống Tân Vũ đợi nàng rời đi dùng sức lắc lắc tay, vẫn không thể nào vứt bỏ, nhìn thấy vòi nước cái này mới nhớ ra cái gì đó, mở khóa vòi nước lặp đi lặp lại cọ rửa, nắm tay xông sạch sẽ, lại đem mặt tẩy một lần, thật sâu hút một hơi, không phải liền là một cọng lông nha, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác, ta cũng không tin ngươi Tần Ngọc Kiều không có dụng lông thời điểm. 1. Bởi vì Tống Tân Vũ cái này nhạc đệm khiến cho bữa cơm này bầu không khí cũng biến thành lúng túng. Tần Ngọc Kiều trên cơ bản đều không có nhìn tới Tống Tân Vũ, không phải xem thường hắn, mà là lo lắng cùng hắn hai mắt nhìn nhau dễ dàng cười trận. Tần Ngọc Kiều người này bản thân cười điểm cũng có chút thấp, thế là nàng hơn phân nửa thời gian đều là đang cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương đem Trường Thiện Bệnh viện cố ý cùng Dân Chính Bệnh viện hợp tác ý nghĩ nói, Tần Ngọc Kiều lúc này biểu thị hoan nghênh, bất quá nàng cũng cho thấy, trước mắt Dân Chính Bệnh viện cùng Trung Y Viện là chiều sâu quan hệ hợp tác. Trung y viện trước đây cũng có tướng kiểm tra sức khỏe trung tâm di chuyển đến Dân Chính Bệnh viện ý nghĩ. Vừa vặn Trầm Nước Tài cũng tại hiện trường, Trầm Nước Tài nói, hoàn toàn chính xác có chuyện này, Dân Chính Bệnh viện là trong chúng ta bệnh viện phụ thuộc bệnh viện, các ngươi hợp tác ý nghĩ ta cần hướng viện lãnh đạo hồi báo một chút. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, lúc nào Dân Chính Bệnh viện về Trung y viện quản. Hắn nhìn Tống Tân Vũ một chút, Tống Tân Vũ đêm nay tâm tình không tốt lắm. Không có lĩnh hội Hứa Thuần Lương ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, thẩm viện trưởng, theo ta được biết, Trung y các ngươi viện cùng Dân Chính Bệnh viện chính là cái treo biển hành nghề quan hệ, cũng không tính thực chất hợp tác, mà lại Trung y viện đối Dân Chính Bệnh viện không có quyền quản hạt, không phải từ thuộc đơn vị, Dân Chính Bệnh viện quyền quản lý từ đầu đến cuối đều tại chúng ta cục Dân Chính. Trầm Nước Tài bởi vì Hứa Thuần Lương ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới thuận miệng nói một câu nói sẽ kích thích Hứa Thuần Lương phản ứng lớn như vậy. Hắn cười nói cái này ta biết. Tất cả mọi người nghe hiểu nàng ý tứ, ngang hàng dưới điều kiện, Dân Chính Bệnh viện chọn Trung y viện mà không phải cái khác. Hứa Thuần Lương mơ hồ ý thức được lần này hợp tác chưa hẳn như trong dự đoán thuận lợi, Trầm Nước Tài vừa rồi câu nói kia cố gắng không phải vô ý, mà Tần Ngọc Kiều tỏ thái độ chứng minh nàng bảo còn áp tại Trung y viện một phương, cái này cũng rất bình thường, song phương hợp tác lâu như vậy, Tần Ngọc Kiều ở trong đó khẳng định có một chút không muốn người biết lợi ích. Một. Coi như không có cái gì mờ ám bên trong, thân là Dân Chính Bệnh viện viện trưởng tại đàm phán bắt đầu khai thác thận trọng thái độ cũng là chuyện rất bình thường. Cục Dân Chính dạng này đơn vị nước quá sâu, tất cả mọi người ở trong lòng ước định lấy cái này mới tới người trẻ tuổi, hắn vừa tới đến liền nhúng tay mới nhà tang lễ kiến thiết, ngay sau đó lại đại náo Dương Sơn nghĩa địa công cộng, hiện tại lại đưa tay đưa về phía Dân Chính Bệnh viện, tiểu tử này đến cùng là kinh nghiệm sống chưa nhiều một vị làm bừa. Vẫn là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được dũng cảm tiến tới. Trương Thuận Đạt kẹp lên một cây trưởng cá nói, cái này mềm túi trưởng cá không tệ, mới mẻ đây, không có xương cốt, thuận hoạt cực kỳ. Hứa Thuần Lương mỉm cười, có xương cốt thời điểm cũng là trượt không trượt tay. Trương Thuận Đạt lại nói, thuần hoang dại, tuyệt đối không có cho ăn qua thuốc tránh thai, các ngươi nếm thử liền biết. Tần Ngọc Kiều lại nhíu mày, nói khẽ ta không ăn cá không vảy. Tống Tân Vũ nói, lão Trương, ngươi không ra, đối Tần viện khẩu vị ngươi không ăn ý à. Tần Ngọc Kiều nói, ta thích ăn chay, bình thường rất ít ăn ăn mặn. Ê, Trương Thuận Đạt vừa đúng mở câu trò đùa, Tống Cục thích ăn ăn mặn. Một bàn người đều tâm lĩnh thần hội nở nụ cười, đều nghe ra vừa rồi lần này đối thoại phía sau cất giấu rất sâu hàm nghĩa. Tống Tân Vũ lúc này mới từ cây kia lông trong bóng tối đi ra, bưng ly rượu lên nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không nguyệt, ta là thời gian khổ cực lớn lên, cho nên ta thích ăn ăn mặn, hôm nay mọi người khó được tề tụ một đường, ta đến lĩnh một bình, cầu chúc chúng ta Đông Châu Dân Chính sự nghiệp càng ngày càng tốt, hy vọng chúng ta ở đây mỗi người là Đông Châu lão bách tính nhiều xử lý hiện thực, nhiều làm việc tốt. Tần Ngọc Kiều toàn bộ hành trình không uống rượu, bữa cơm này sau khi ăn xong, Trương Thuận Đạt chuyện đương nhiên để Tần Ngọc Kiều tiện đường đưa Tống Tân Vũ về nhà, thật không nghĩ đến bị Tống Tân Vũ từ chối nhã nhặn. Tống Tân Vũ biểu thị muốn cùng Hứa Thuần Lương xe trở về, Hứa Thuần Lương uống rượu, chỉ có thể lâm thời kêu trở dùm. Tống Tân Vũ nhà ở tại khu vực mới,
Hứa Thuần Lương đem hắn đưa về cư xá, Tống Tân Vũ lúc xuống xe đi đường có chút tập tễnh, Hứa Thuần Lương đặc địa vịn hắn tướng một mực đưa đến đơn nguyên cổng. Tống Tân Vũ mặc dù từ lúc tuổi còn trẻ liền thầm mến Tần Ngọc Kiều, nhưng là hắn rõ ràng hơn mình địa vị hôm nay được không dễ, hắn hiểu được hẳn là như thế nào nắm chắc phân tắc, đây cũng là hắn từ chối nhã nhặn Tần Ngọc Kiều đưa hắn nguyên nhân. Tống Tân Vũ dừng bước lại nói, người nói đúng, dân chính bệnh viện quyền quản lý từ đầu đến cuối đều tại chúng ta cục dân chính, trong bọn họ bệnh viện tính sợi lông. Đêm nay chủ đề là không vòng qua được đi căn này kinh. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn đã có chút chính choáng, cười nói, Tống cục, ta tâm lý nắm chắc. Tống Tân Vũ nói, quyết định sự tình liền lớn mật đi làm, đừng có lo lắng, ta ủng hộ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn Tống cục. Tống Tân Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn đem ích lợi của quốc gia đặt ở vị thứ nhất. Hứa Thuần Lương cho rằng Tống Tân Vũ nói đều là rượu nói, trạng thái bình thường thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, tự mình đem Tống Tân Vũ đưa đến cửa nhà, gõ mở cửa phòng, cái này mới rời khỏi. Về đến nhà, nhìn thấy Gia Gia còn ở thư phòng bên trong nghiên cứu bệnh lịch, Hứa Thuần Lương gõ cửa phòng một cái nói, Gia Gia, người còn chưa ngủ à? Hứa Trường Thiện lấy xuống kính viễn thị, cười nói, không có, đang xem đại gia ngươi ra lưu lại bản này sách thuốc, đối ta dẫn dắt thật là rất lớn. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, bản này sách thuốc cùng Chu Nhân Hòa nhưng không có chút quan hệ nào. Hứa Trường Thiện nói, người giới thiệu qua tới vị kia họ Tiết người bệnh triệu chứng có chút phức tạp, phiền toái nhất là hắn đối nguyên nhân bệnh nói năng thận trọng, trước mắt ta chỉ có thể đối chứng không cách nào giúp hắn triệt để thanh trừ bệnh căn. Hứa Thuần Lương nói, đã hắn không chịu phối hợp, đó chính là hắn đối tự thân không chịu trách nhiệm, chúng ta cần gì phải vì hắn lao tâm phí thần. Hứa Trường Thiện nói cũng không thể nói như vậy, người ta người bệnh ngàn dặm xa xôi đến nhà xin giúp đỡ, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, hắn không chịu nói chỉ có thể nói rõ hắn có khó khăn khó nói. Hứa Thuần Lương cười nói, ra ra, ta hiểu được. Hứa Trường Thiện nói, mới đơn vị công việc còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, rất tốt. Hứa Trường Thiện nói, đúng rồi, cha ngươi vừa gọi điện thoại tới, bảo ngày mai từ kinh thành trở về. Hứa Thuần Lương nói, hắn còn chưa đi à. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Hứa Gia Hiên đã sớm đi nước ngoài, nghĩ không ra trong khoảng thời gian này đều ở trong nước ở lại. Hứa Trường Thiện nhìn không được cười nói, người đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Hắn không đi chẳng phải là tốt hơn, một người tại hải ngoại dốc sức làm cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, liền cái kia tính tình, người thật đúng là trông cậy vào hắn lưu tại Đông Thành thành thật thật hiếu kính người. Hứa Trường Thiện nói, ta cũng không có trông cậy vào hắn hiếu kính ta, chỉ cần hắn có thể sống yên ổn ở lại trong nước liền tốt, bên ngoài không an toàn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ không phải bên ngoài không an toàn, là lão ba xử lý chức nghiệp không an toàn, gật đầu nói, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, tổng ở bên ngoài tung bay cũng không phải vấn đề. Hẳn là về nước qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương, ngươi hiểu rõ hắn cùng mụ mụ ngươi hiện tại tình trạng sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không rõ ràng, dù sao hai người đều nhìn đối phương không thế nào thuận mắt, bất quá tự mình còn giống như có chút liên lạc. Hứa Trường Thiện thở dài nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, coi như tách ra cũng không phải làm thành thù nhà, tất lại còn có ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, ra ra. Cái này thật đúng là không phải chúng ta quan tâm sự tình, hai người bọn họ lớn bao nhiêu, sự tình gì không có trải qua, ứng làm như thế nào ở chung, người ta so chúng ta rõ ràng. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng. Hứa Thuần Lương nói, không còn sớm, ngài nhanh đi ngủ đi. Hứa Trường Thiện nói, ta xem xong toa thuốc này lập tức đi ngay ngủ, người trước đi ngủ đi, ngày mai còn được ban. Hứa Thuần Lương về đến phòng, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút WeChat tin tức. Tô Tình bị tỉnh đài khẩn cấp triệu hồi Nam Giang, xem ra gặp phải áp lực rất lớn, đài lãnh đạo không nghĩ bọn hắn tiếp tục đưa tin Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên mau đem đưa tin tổ cho gọi đi về, không nghĩ bọn hắn lội Đông Châu cái này tranh vào vũng nước đục. Còn có một đầu Hạ Hầu Mộc Lan tin tức, nàng đã từ Hỗ Hải trở về, chuẩn bị ngày mai đến Đông Châu cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, nói là có chuyện cùng hắn ở trước mặt thương lượng. Nhớ tới Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương thân thể lập tức tỏa ra sinh cơ bừng bừng, không phải hắn tự chủ không được, thật sự là tiên thiên cảnh giới quá náo người. Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể thành tựu hắn tiên thiên cảnh giới, giữa hai người giao lưu cũng đạt tới như keo như sơn ăn ý cảnh giới.
Ngẫm lại mỗi lần gặp gỡ Hạ Hầu Mộc Lan đều kiều sân nói chịu không được hắn, cũng không có qua mấy ngày lại sẽ chủ động đến tìm hắn tiếp nhận một phen như gió bão mưa rào quất roi. Hứa Thuần Lương trên giường chờ mình, bây giờ nghĩ khởi Tống Tân Vũ hôm nay xấu hổ giống như hiểu được, nam nhân mà, ai cũng có xúc động thời điểm. Tống Tân Vũ đêm nay về đến nhà, bị lão bà mắng một trận, lão Tống nguyên bản liền nổi giận trong bụng, thừa dịp chính choáng tướng thua thiệt lão bà nhiều tháng lương thực nộp thuế một lần giao cái nhẹ nhàng khoan khoái, nói đến kỳ quái, hôm nay hắn trạng thái dũng mãnh phi thường, nguyên nhân chủ yếu là mang theo 5 phần sai tướng nhà mình Hoàng Kiểm bà tưởng tượng thành Tần Ngọc Kiều, phóng ngựa hoành thương tùy tiện rong ruổi. Tống Tân Vũ lão bà thậm chí hoài nghi người này uống thuốc, bất quá bị hắn giày vò một phen về sau, trong lòng đẹp đến mức nổi lên, xong việc về sau lại là giúp hắn lau lại là cho hắn mớm nước. Tựa như khao một vị chiến trường vinh quy anh hùng. Tống Tân Vũ thanh tỉnh rất nhiều, nằm ở trên giường hồi tưởng đến hôm nay phát sinh hết thảy. Tần Ngọc Kiều nữ nhân này từ lúc tuổi còn trẻ liền ở trước mặt mình bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hiện tại mặc dù khách khí với mình rất nhiều, nhưng chỉ là mặt ngoài, vẫn có thể từ nàng hai mắt chỗ sâu nhìn ra đối với mình khinh thường. Tống Tân Vũ nhớ kỹ cùng Trương Thuận Đạt cùng một chỗ tại lúc còn trẻ thảo luận qua nàng, Trương Thuận Đạt khi đó liền khuyên hắn đừng nằm mơ. Giống bọn hắn loại này nông dân xuất thân không chơi nổi chim hoàng yến, bọn hắn thích hợp chính là quê quán tặc. Một bên vang lên quen thuộc tiếng ngáy, lão bà hắn mang theo thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc thiếp đi, Tống Tân Vũ nhưng thủy chung cũng ngủ không được, từ trên giường lặng lẽ đứng lên, khoác lên y phục, đi vào trên ban công đốt một điếu thuốc. Tần Ngọc Kiều đấy, hắn phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương qua trước khi đến, Tần Ngọc Kiều mở ra cục dân chính duy nhất một cỗ Porsche Cayenne, nàng còn ở Vạn Phúc Trang Viên biệt thự. Dựa vào nàng tiền lương thu nhập căn bản chi chống đỡ không dậy nổi cuộc sống như vậy. Bên ngoài có truyền ngôn, Tần Ngọc Kiều bị một vị nào đó phú thương bao nuôi, nghĩ tới đây, Tống Tân Vũ trong nội tâm liền như là đâm vào một cây châm, đi qua hắn không quyền không thế, Tần Ngọc Kiều chướng mắt mình, hiện tại hắn rốt cục có nhất định địa vị xã hội, nhưng trên xã hội lại bắt đầu hướng tiền nhìn, Trương Thuận Đạt nói không sai, mình không chơi nổi chim hoàng yến, đời này nhất định làm cái này lão gia tặc. Tống Tân Vũ dùng sức hút một hơi thuốc, hồi tưởng lại đêm nay Tần Ngọc Kiều biểu hiện, hắn có chút ngứa ngáy hàm răng, có lẽ hắn đối với nữ nhân này quá tốt rồi, đã nàng nhìn mình không dậy nổi, mình cũng không cần thiết đối nàng mọi chuyện thuận theo, muốn tại trường thiện bệnh viện muốn cùng dân chính bệnh viện chuyện hợp tác bên trên làm chút văn chương, muốn để nữ nhân này biết mình lợi hại. Cố Hậu Nghĩa tiến về dân chính bệnh viện tìm Tần Ngọc Kiều lần thứ nhất hợp tác đàm phán, phi thường không thuận lợi. Tần Ngọc Kiều mảy may không có cân nhắc Hứa Thuần Lương mặt mũi, đối vị này lão viện trưởng gây khó khăn đủ đường. Cố Hậu Nghĩa đang nghe Tần Ngọc Kiều liệt ra một loạt điều kiện hà khắc về sau, phát giác đối phương tại hợp tác bên trên không có bất kỳ cái gì thành ý, thế là cũng không có ở lâu. Rời đi dân chính bệnh viện, Cố Hậu Nghĩa cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, đem mình tao ngộ nói một lần. Hứa Thuần Lương sau khi nghe xong, cũng cảm thấy có chút buồn bực. Tần Ngọc Kiều nữ nhân này làm sao ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, tối hôm qua rõ ràng chủ động nói để trường thiện bệnh viện người phụ trách đi tìm nàng đàm, hôm nay liền tối thiểu lễ mạo đều làm không được, đây không phải nhằm vào Cố Hậu Nghĩa, mà là nhắm vào mình. Hứa Thuần Lương tối hôm qua còn tưởng rằng Tần Ngọc Kiều đối với mình ấn tượng không tệ đâu, nhưng hiện thực có chút đánh mặt, kết quả người ta chỉ là giao tế trên trận qua loa. Hứa Thuần Lương nhớ tới tối hôm qua Tống Tân Vũ lúc xuống xe tự nhủ qua kia lời nói. Người này đương lúc mặc dù đi đường có chút đập gõ, nhưng đầu não hẳn là thanh tỉnh, đã nói còn không đến mức không trải qua đại não. Thế là Hứa Thuần Lương đi thẳng tới Tống Tân Vũ văn phòng, đem Tần Ngọc Kiều cố ý làm khó dễ hợp tác phương đàm phán đại biểu sự tình nói. Tống Tân Vũ hôm nay rõ ràng có chút không tại trạng thái, nghe Hứa Thuần Lương nói xong, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối Tần Ngọc Kiều hắn còn hiểu rõ, đừng nhìn nàng cũng là tuổi 40. Cái này nữ nhân trên người còn không có rút đi đại tiểu thư tính tình, trên thân còn mang theo coi trời bằng vung ngạo khí, cho dù là đối chính mình cái này lãnh đạo trực tiếp nàng cũng khuyết thiếu vốn có tôn trọng. Tống Tân Vũ nói, tiểu Hứa, ngươi không cần phải gấp, hợp tác loại chuyện này cũng cùng yêu đương giống như muốn song phương phù hợp, khẳng định là phải có cái rèn luyện quá trình. Hứa Thuần Lương nói, nhưng Tần Viện nói Trung Y Viện sớm liền định đem bọn hắn kiểm tra sức khỏe trung tâm đem đến dân chính bệnh viện. Tống Tân Vũ nói, ta làm sao không nghe nói. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua bên trong bệnh viện vị kia thẩm viện phó ngược lại là đề đầy miệng, ta cảm thấy Trung Y Viện liền là theo chân thêm phiền, căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống,
Trung y viện cùng dân chính bệnh viện ký tên hợp tác hiệp nghị đã có 3 năm, 3 năm này bọn hắn căn bản không cho dân chính bệnh viện cái gì tài nguyên. Tống Tân Vũ hồi ức nói, vừa hợp tác lúc ấy ngược lại là làm một hồi trung y phòng khám bệnh, cũng không có mấy ngày bọn hắn liền đem chuyên gia rút lui trở về. Hứa Thuần Lương nói, dân chính bệnh viện giàu gì cũng là cấp 2 bệnh viện, là cục chúng ta thuộc hạ đơn vị, Đông Châu Trung y viện mặc dù là cấp 3 giáp nhưng chỉ là cái chuyên khoa bệnh viện, cấp bậc bên trên cũng không so chúng ta cao đến đâu bên trong đi. Tống Tân Vũ nói, bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta so, hồi trước thuốc giả sự kiện khiến cho tiếng xấu lan xa, mình cái mông đều không có lau sạch sẽ còn muốn nhúng tay chúng ta dân chính sự tình, quả thực là trò cười. Tống Tân Vũ phản cảm bên trong bệnh viện nguyên nhân không chỉ là bởi vì đối Tần Ngọc Kiều vì yêu sinh hận, còn có một nguyên nhân Trung y viện cùng dân chính bệnh viện ký tên hợp tác hiệp nghị là Vương Đồng An thúc đẩy, bởi vì hắn đối dân chính y viện rất ít chú ý, cho nên hôm qua trong lúc nhất thời không nhớ tới chuyện này, về sau trải qua Trương Thuận Đạt nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, lại liên tưởng khởi Vương Đồng An thái độ, Tống Tân Vũ cảm giác mình bị Vương Đồng An bày một đạo. Vương Đồng An căn bản đối Trường Thiện bệnh viện kế hoạch hợp tác không hứng thú, nhưng là hắn cố ý không nói, mà là để mình làm chim đầu đàn, nếu như lần này hợp tác không thành công, Hứa Thuần Lương 89 phần 10 sẽ cho là mình từ đó cản trở, Tống Tân Vũ cũng không muốn đương cái tên xấu xa này. Hứa Thuần Lương phát hiện Tống Tân Vũ đối Trung y viện không có nhiều hảo cảm, như thế dấu hiệu tốt, hắn thấp giọng nói, ta dự định điều tra một chút, nếu như Trung y viện đầu tư kiểm tra sức khỏe trung tâm là thật, ta khuyên Trường Thiện bệnh viện khác tuyển địa phương, nếu như bọn hắn chỉ muốn tay không bắt sói, vậy chúng ta cũng không thể hy sinh ích lợi của mình. Tống Tân Vũ vốn muốn đem dân chính bệnh viện từng vì Trung y viện phụ viện là Vương Đồng An thúc đẩy sự tình nói cho Hứa Thuần Lương, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói cho thỏa đáng, tiểu tử này là cái nghé con mới đẻ không sợ cọp, Vương Đồng An vừa vặn là cái lão hổ ly, lần này ngược lại muốn xem, con nghé cùng lão hổ ly cái nào có thể chiếm thượng phong. Tống Tân Vũ nói, nhất định phải làm đến thực sự cầu thị, dù sao đối với chuyện này ta là ủng hộ ngươi. Hứa Thuần Lương cười cười, Tống Tân Vũ đối ủng hộ của mình giới hạn tại ngoài miệng, điểm này Vương Đồng An so với hắn làm được càng lão đạo hơn. Hạ Hầu Mộc Lan buổi chiều đến Đông Châu, Hứa Thuần Lương cùng nàng hẹn tại cục dân chính cửa gặp bột, lên Hạ Hầu Mộc Lan xe, để nàng trước đưa mình đi dân chính bệnh viện. Hạ Hầu Mộc Lan hôm nay cảm xúc có chút xa xút, Hứa Thuần Lương phát hiện về sau, đưa thay sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp nói, thế nào? Gặp ta giống như có chút không cao hứng. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu nói, không hề không vui. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta trước cùng ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ta không sao, ngươi trước bận bịu chính sự. Trên đường Hứa Thuần Lương đem nghĩ làm kiểm tra sức khỏe trung tâm sự tình nói, Hạ Hầu Mộc Lan phản ứng đầu tiên là nàng có thể đầu tư, dù sao Hứa Thuần Lương muốn làm gì nàng khẳng định ủng hộ vô điều kiện. Hứa Thuần Lương để nàng không vội làm quyết định, trước đi theo mình đi qua nhìn một chút hoàn cảnh. Dân chính bệnh viện ở vào cho nên Hoàng Hà Bờ, trong thành thị, phong cảnh tú lệ, mặc dù chủ thể kiến trúc già một chút, nhưng thắng ở vị trí tuyệt hảo. Hạ Hầu Mộc Lan tướng xe lái vào bãi đỗ xe, nhìn thấy cửa bệnh viện xem bệnh trên lầu phương treo Đông Châu thị dân chính bệnh viện, Đông Châu thành thị bệnh viện thứ 2 phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu. Chỉ từ bãi đỗ xe thưa thớt dừng xe tình trạng liền có thể nhìn ra dân chính bệnh viện căn bản không có nhiều bệnh nhân. Hứa Thuần Lương phóng tầm mắt nhìn tới. Không nhìn thấy Tần Ngọc Kiều Cayenne, đoán chừng nàng 89 phần 10 không tại bệnh viện. Hai người xuống xe, đi trước phòng khám bệnh lâu dạo qua một vòng, phòng khám bệnh lâu ngoại trừ mấy cái cùng kiểm tra sức khỏe tương quan phòng coi như có chút nhân khí, những khoa thất khác đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ở trong đó còn có không ít đánh lấy dân chính bệnh viện cờ hiệu tư nhân nhận thầu phòng, tỉ như bên trong Tây Y kết hợp phòng khám bệnh, bệnh lây qua đường sinh dục phòng khám bệnh, trong đá vụn tâm, châm cứu vật lý trị liệu, y học mỹ dung. Trợ trong lúc mang thai. Hạ Hầu Mộc Lan mặc dù không có cái gì bệnh viện phương diện quản lý kinh nghiệm, nhưng nhìn đến cái này đủ loại phòng thiết trí cũng cảm thấy có chút không ổn, hảo hảo một nhà công hữu bệnh viện làm những này làm gì. Bất quá danh mục lại nhiều cũng không cải biến được không có buôn bán hiện thực. Phòng khám bệnh lâu hết thảy 4 tầng, lầu 2 trở lên toàn bộ để đó không dùng. 1. Đằng sau còn có 3 tòa nhà, 6 tầng chính là phòng bệnh lâu, 3 tầng chính là hành chính ký túc xá. Còn có một tòa 2 tầng chính là phụ trợ kiểm tra phòng. Có thể nói dân chính bệnh viện vô luận vị trí địa lý vẫn là phần cứng công trình đều là coi như không tệ. Phòng bệnh trong lầu trên thực tế cũng chỉ có 2 cái phòng tại bình thường vận doanh, một cái là cán bộ kỳ cựu khoa, một cái là khôi phục khoa,
khôi phục khoa cũng không thuộc về dân chính bệnh viện, mà là trung y viện mượn dùng địa bàn của bọn hắn, chỗ có nhân viên y tế cùng thu chữa bệnh viên quản lý đều thuộc về trung y viện. Cái này một vòng vòng xuống đến Hứa Thuần Lương đáy lòng liền có bài bản, dân chính bệnh viện nhàn rỗi địa phương nhiều lắm. Hạ Hầu Mộc Lan có chút khó hiểu nói, ta nhớ được Trường Thiện bệnh viện cũng để đó không dùng không ít địa phương, vì cái gì các ngươi không tại mình bệnh viện kiến thiết kiểm tra sức khỏe trung tâm đâu. Hứa Thuần Lương nói, Trường Thiện bệnh viện dù sao cũng là giang ruột chuyên khoa bệnh viện, ta là lo lắng có người sẽ bởi vì cái này nguyên nhân sinh ra cố kỵ tâm lý. Hạ Hầu Mộc Lan nói, bệnh viện này địa thế thật là không tệ. Hứa Thuần Lương chỉ hành chính ký túc xá, đã tới thuận tiện đến đó cũng nhìn xem, nhìn một chút dân chính bệnh viện các lãnh đạo khác. Dân chính bệnh viện viện trưởng Tần Ngọc Kiều không tại, phó viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ nghe nói trong đám người đến, cũng không dám lãnh đạm, hắn là Nam Giang Y khoa đại tốt nghiệp, chuyên nghiệp là vệ sinh kinh tế quản lý, đi bệnh viện lớn không gian phát triển rất nhỏ. Lúc ấy cũng là tìm quan hệ tới dân chính bệnh viện liền đồ cái thoải mái. Ngô Sĩ Kỳ nay tuổi 30 năm tuổi, làm phó viện trưởng đã 8 năm, đi qua cùng hắn cùng là phó viện trưởng Tần Ngọc Kiều đã chuyển chính thức, tại dạng này bệnh viện trên cơ bản không có gì lên cao không gian, cho nên cũng ít đi rất nhiều lục đục với nhau. Hứa Thuần Lương tự giới thiệu về sau, Ngô Sĩ Kỳ thái độ lập tức nhiệt tình rất nhiều, Hứa chủ nhiệm, ngài tốt, người đến thị sát công việc cũng không có sớm thông chi chúng ta. Chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Một Hứa Thuần Lương cười nói, chính là muốn để các ngươi không chuẩn bị. Hắn tướng bên người Hạ Hầu Mộc Lan giới thiệu cho Ngô Sĩ Kỳ nhận biết, Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc Hạ Hầu Mộc Lan tiểu thư. Ngô Sĩ Kỳ nghe nói Mộc Lan tập đoàn, hắn mời hai người ngồi xuống. Hứa Thuần Lương khoát tay áo nói, không ngồi, Hạ Hầu tiểu thư là xử lý chữa bệnh đầu tư, đối dân chính bệnh viện có chút hứng thú, người mang theo nàng đi dạo, giới thiệu một chút tình huống cụ thể. Ngô Sĩ Kỳ cấp bậc bên trên chỉ là một cái môn phụ, chớ nhìn hắn là cái phó viện trưởng, nhưng cái này phó viện trưởng tại cục dân chính căn bản không có gì tồn tại cảm. Hứa Thuần Lương là cục chủ nhiệm phòng làm việc vẫn là xã cứu khoa khoa trưởng, về mặt thân phận là thượng cấp của hắn, Ngô Sĩ Kỳ cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương mục đích, tóm lại có người tới đầu tư là chuyện tốt. Ngô Sĩ Kỳ lại dẫn bọn hắn đi dạo qua một vòng, đi vào khôi phục khoa thời điểm, Hạ Hầu Mộc Lan hỏi thăm một chút khôi phục khoa giường bệnh số lượng. Nhân viên y tế cấu thành. Ngô Sĩ Kỳ nói, nơi này thuộc về trung y viện cùng chúng ta không quan hệ. Hứa Thuần Lương một bên nghe lập tức không vui, sao có thể nói không quan hệ đâu. Nơi này là dân chính bệnh viện, phòng bệnh cũng không thể bạch cho bọn hắn dùng a. Ngô Sĩ Kỳ cười nói, Hứa chủ nhiệm có chỗ không biết a, trung y viện cùng chúng ta dân chính bệnh viện là quan hệ hợp tác, cổng treo đến bảng hiệu người nhìn thấy không? Trên đó viết Đông Châu bệnh viện thứ hai phụ thuộc bệnh viện. Lúc trước ký tự hợp tác hiệp nghị thời điểm, bên trong liền có bọn hắn sẽ cho chúng ta cung cấp chữa bệnh tài nguyên cùng hướng dẫn kỹ thuật, chúng ta có thể cung cấp một bộ phận phòng bệnh cung cấp cho bọn hắn sử dụng. Hàng năm nhiều ít tiền thuê. Ngô Sĩ Kỳ sửng sốt một chút, hắn phản ứng rất nhanh, cười cười nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, cái này người phải hỏi Tần viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, trung y viện có cùng chúng ta hợp tác xây dựng kiểm tra sức khỏe trung tâm mục đích sao? Ngô Sĩ Kỳ nói, đề cập qua, chủ yếu là bọn hắn hiện tại phòng bệnh rất khẩn trương, năm ngoái liền đưa ra muốn đem kiểm tra sức khỏe trung tâm đem đến chúng ta dân chính bệnh viện đến, bất quá bởi vì bọn hắn nội bộ ý kiến không thống nhất, cho nên một mực kéo đến bây giờ. Hứa Thuần Lương nói, bệnh viện bỏ trống địa phương nhiều lắm, đây là làm việc tài nguyên lãng phí. Ngô Sĩ Kỳ không tiện tỏ thái độ, trong lòng có chút kỳ quái, dân chính bệnh viện không vẫn luôn là cái dạng này sao? Mới tới chủ nhiệm phòng làm việc làm sao lại đối bọn hắn bệnh viện cảm thấy hứng thú như vậy? Hạ Hầu Mộc Lan nói, Ngô viện trưởng, ta nếu là đầu tư bệnh viện các ngươi, cùng ngươi đàm có thể chứ? Ngô Sĩ Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này cần cùng chúng ta Tần viện trưởng đàm. Hứa Thuần Lương nói, nàng không có đi làm a? Ngô Sĩ Kỳ bật thốt lên, họp đi. Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào họp, mở họp cái gì, trong đám không gặp nàng báo cáo chuẩn bị a? Ngô Sĩ Kỳ bị đang hỏi, ách, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao nàng là lãnh đạo chúng ta, có một số việc ta cũng không tiện hỏi đến. Hứa Thuần Lương nói, Ngô viện trưởng, các ngươi không muốn làm vòng quan hệ a, dân chính bệnh viện là thuộc về cục dân chính quản lý, không phải vương quốc độc lập, tổ chức kỷ luật cũng muốn hướng trong đám làm chuẩn. Là. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liên lạc một chút Tần Ngọc Kiều, nhìn nàng một cái ở nơi nào họp.
Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy Hứa Thuần Lương giọng quan 10 phần bộ dáng, trong lòng thầm suy nghĩ cười, khoan hãy nói Hứa Thuần Lương làm liên quan đến trả hữu mô hữu dạng. Ngô Sĩ Kỳ nói, cái này, vạn nhất họp khẳng định là muốn yên lặng. Hứa Thuần Lương nói, đánh, rất có uy áp ánh mắt tập trung vào Ngô Sĩ Kỳ, Ngô Sĩ Kỳ bị hắn gây kinh hãi, do dự một chút, vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra cho Tần Ngọc Kiều gọi điện thoại, lấy hắn đối Tần Ngọc Kiều hiểu rõ, Tần Ngọc Kiều chỉ muốn rời khỏi bệnh viện, cú điện thoại này đại khái suất là không tiếp. Quả nhiên, điện thoại vang lên mấy âm thanh cũng không thấy Tần Ngọc Kiều nghe, Ngô Sĩ Kỳ hướng Hứa Thuần Lương ngượng ngùng cười cười, đoán chừng đang họp. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào nói, lại đánh. Đánh tới nàng tiếp mới thôi. Tần Ngọc Kiều rốt cục vẫn là nghe điện thoại, nghe nói Hứa Thuần Lương đến dân chính bệnh viện thị sát tin tức, lập tức liên tưởng tới hôm nay Trường Thiện bệnh viện Cố Hậu Nghĩa đến đây bệnh viện nói chuyện hợp tác bị mình lạnh nhạt sự tình, đoán chừng hai người ở giữa tồn tại tất nhiên liên hệ, tiểu tử này là công nhiên tìm đến mình phiền phức sao. Tần Ngọc Kiều để Ngô Sĩ Kỳ chuyển cáo Hứa Thuần Lương, mình ở bên ngoài tham gia hội nghị, tạm thời không thể trở về đi. Nàng đã nói như vậy, Ngô Sĩ Kỳ cũng không tiện nói gì, bất quá hắn luôn cảm thấy hôm nay vị này Hứa chủ nhiệm kẻ đến không thiện. Ngô Sĩ Kỳ cúp điện thoại, dựa theo Tần Ngọc Kiều ý tứ chuyển đạt một lần. Hứa Thuần Lương nói, nàng không đến vậy đi, người đem Trung Y Viện cùng dân chính bệnh viện lúc trước ký tên hợp đồng tìm cho ta ra đến xem. Hứa chủ nhiệm, cái này giống như không hợp chương trình A. Hứa Thuần Lương nói, người nói là ta không có quyền lực này vẫn là hợp đồng này bên trong có vấn đề ngươi không dám cho ta nhìn. Ngô Sĩ Kỳ nói, là như thế này, người nhìn hợp đồng không phải là không thể được, nhưng là phải đi qua chúng ta Tần Viện trưởng đồng ý, nếu không người nhìn dạng này được hay không, chờ ngày mai Tần Viện mở xong sẽ trở về người tìm nàng đàm. Hứa Thuần Lương ngay trước Ngô Sĩ Kỳ bột cho Tống Tân Vũ gọi điện thoại, hàn huyên vài câu về sau trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Sĩ Kỳ tống cục điện thoại. Tống Tân Vũ liền đoán được Hứa Thuần Lương khẳng định nuốt không trôi một hơi này, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương phản kích vậy mà như thế nhanh chóng, như sét đánh không kịp bưng tai. Tống Tân Vũ kinh ngạc sau khi thế mà cũng cảm nhận được một tia nhanh an ủi, Tần Ngọc Kiều, ngươi không là ưa thích nhỏ trâu cái lộn nhào sao? Hôm nay ngươi nhưng gặp được kẻ khó chơi, cứng rắn vượt qua ngươi tưởng tượng. Vì yêu sinh hận Tống Tân Vũ quyết định nho nhỏ trợ giúp một chút, nói cho Ngô Sĩ Kỳ, Hứa Thuần Lương ý tứ chính là chính mình ý tứ. Hứa Thuần Lương là đại biểu trong đám đi qua, dân chính bệnh viện làm thuộc hạ đơn vị nên phối hợp công việc, huống hồ hợp đồng cũng không phải bí mật, để Ngô Sĩ Kỳ không được chế tạo chướng ngại. Ngô Sĩ Kỳ tiếp xong Tống Tân Vũ điện thoại tự nhiên không dám thất lễ, Tống Tân Vũ chẳng những là cục dân chính phó cục vẫn là bọn hắn dân chính bệnh viện phân công quản lý lãnh đạo, hắn đương nhiên muốn nghe, Ngô Sĩ Kỳ đem lúc trước bên trong bệnh viện hợp đồng điều ra. Hứa Thuần Lương an vị tại phòng làm việc của hắn bên trong đem hợp đồng xem hết. Còn để Hạ Hầu Mộc Lan cùng đi gây chuyện. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, phần này hợp đồng đối dân chính bệnh viện tương đương không công bằng, Đông Châu Trung Y Viện cam kết mấy món sự tình đều không có hoàn thành, hiện tại khôi phục khoa chiếm dụng bọn hắn dân chính bệnh viện phòng bệnh thế mà một phân tiền không cho, Hứa Thuần Lương không nhìn lầm, liền phí điện nước đều là dân chính bệnh viện gánh chịu. Hứa Thuần Lương chỉ vào hợp đồng chất vấn Ngô Sĩ Kỳ, hợp đồng này ngươi ký. Ngô Sĩ Kỳ hoảng vội vàng lắc đầu, không phải. Không phải, đây là chúng ta Tần Viện trưởng ký. Trung Y Viện khôi phục khoa chiếm dòng giã một tầng lầu, tiền thuê nhà không cho, phí điện nước cũng không cho. Cái này cái gì đạo lý? Ngô Sĩ Kỳ nói, là như thế này, Trung Y Viện cho chúng ta treo thứ hai phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu, chúng ta ký hợp đồng thời điểm cân nhắc đến bên trong bệnh viện nhãn hiệu hiệu ứng. Bọn hắn có cái dám cho nhãn hiệu hiệu ứng, Hứa Thuần Lương tức giận đến nhịn không được phát nổ nói tục. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ giọng ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý ngôn từ, dù sao cũng là cái tiểu lãnh đạo phải chú ý hình tượng. Ngô Sĩ Kỳ nói, Đông Châu Trung Y Viện tại chúng ta Đông Châu vẫn rất có danh khí. Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn lời kế tiếp cho nén trở về, Hứa Thuần Lương nói, ngươi thông chi Trung Y Viện khôi phục khoa, cho mướn hợp đồng một lần nữa ký kết. Thế nhưng là chúng ta có hợp đồng. Loại này không công bằng hợp đồng căn bản cũng không nên ký. Còn có, bên trong cam kết điều khoản bọn hắn hơn phân nửa đều không có thực hiện, là bọn hắn trái với điều ước trước đây, chúng ta giữ lại bắt đền quyền lợi, ta sau khi trở về lập tức sẽ đời biểu trong đám cho Trung Y Viện phương diện hạ thông cáo, dám tại bọn hắn cho tới nay không có chấp hành hợp đồng bên trong ước định, chúng ta quyết định đơn phương bỏ dở hợp tác. A, Ngô Sĩ Kỳ quá sợ hãi.
Hứa Thuần Lương nói, a à, cái gì a? À? Người thân là dân chính bệnh viện người quản lý không biết giữ gìn dân chính bệnh viện quyền lợi. Như thế nhục nước mất chủ quyền điều ước ngươi cũng dám ký. Không phải ta ký, Ngô Sĩ Kỳ có ngốc cũng biết trốn tránh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, còn có, các ngươi mấy vị viện lãnh đạo văn phòng diện tích đều vượt chỉ tiêu, liền nói ngươi một cái phó khoa cấp cán bộ, văn phòng so mấy vị cục trưởng đều lớn hơn, ngươi liền tối thiểu chính trị giác ngộ đều không có có. Ngô Sĩ Kỳ luống cuống ta ngày mai liền chuyển, ngày mai liền chuyển. Hứa Thuần Lương nói, đem phần này hợp đồng đánh cho ta ấn hai phần, ta trở về hướng cục lãnh đạo báo cáo. Ngô Sĩ Kỳ nào dám không theo, nhanh đi đem hợp đồng in ra, liệt ấn thành sách cung cung kính kính giao cho Hứa Thuần Lương. Thật vất vả mới đưa Hứa Thuần Lương tên ôn thần này cho đưa tiễn, vừa vặn Tần Ngọc Kiều gọi điện thoại tới, hỏi thăm Hứa Thuần Lương đến bệnh viện khảo sát tình huống, Ngô Sĩ Kỳ tướng vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng. Tần Ngọc Kiều cũng không có quá kịch liệt phản ứng. Ngữ khí lãnh đạm nói, biết. Ngô Sĩ Kỳ nói, Tần Viện, hắn đem hợp đồng cầm đi, còn nói muốn giải trừ hợp đồng, nói phần này hợp đồng nhục nước mất chủ quyền. Tần Ngọc Kiều ha ha cười một tiếng, quan mới đến đốt ba đống lửa, người ta đám lửa này nhất định phải tại bệnh viện chúng ta điểm, chúng ta cũng không tốt ngăn đón, để hắn một mực phóng hỏa, liền sợ tức giận điên rồi đem mình cũng đốt. Hạ Hầu Mộc Lan nằm tại Hứa Thuần Lương trong ngực, ôn nhu nói, người hỏa khí thật to lớn. Hứa Thuần Lương cười nói, may mắn người đã đến, không phải ta đều không có dập lửa địa phương. Hạ Hầu Mộc Lan bảo vệ lỗ tai của hắn nói, người coi ta là tiêu phòng đội viên đúng hay không? Không phải, ta đem người trở thành xe phun nước. Chán ghét chết ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan cúi đầu, tại trên lồng ngực của hắn cắn một chút, cắn rất khoa trương nhưng là không nỡ dùng sức. Hứa Thuần Lương ôm nàng thân thể mềm mại, nói khẽ, người có phải là có tâm sự gì hay không? Hạ Hầu Mộc Lan nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, nhìn qua ánh mắt của hắn, cắn cắn môi anh đào nói, bốn đại trưởng lão đạt thành một cái hiệp nghị, bọn hắn nói nếu như ta thuận lợi thông qua bỉ môn sáu kỹ khảo hạch còn muốn thêm cái trước đầu kiện. Điều kiện gì? Bọn hắn nói nữ tử trở thành bỉ môn môn chủ nhất định phải hứa hẹn chung thân không gả, càng không được sinh con dưỡng cái. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, cái này chủ ý ngu ngốc là ai nghĩ ra được. Khảo hạch còn chưa bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu cả yêu thiêu thân. Khó trách Hạ Hầu Mộc Lan hôm nay cảm xúc có chút xa xút, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ai nghĩ ra được cũng không trọng yếu, mấu chốt là bốn đại trưởng lão toàn đều đồng ý, nếu như không phải là vì che giấu bí mật kia, ta mới không muốn làm cái gì môn chủ. Hứa Thuần Lương nói, hứa hẹn liền hứa hẹn, cùng lắm thì hết thảy giải quyết về sau, người tử đi người môn chủ này, lại thanh thản ổn định giúp ta sinh con. Hạ Hầu Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên. Mắng, ai muốn cho ngươi sinh con? Hứa Thuần Lương nói, không sinh chẳng phải là lãng phí tốt như vậy gen. Hạ Hầu Mộc Lan cuộn lại tại trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói, địch bình thanh cùng ngươi đối nghịch chính là cùng ta là địch, ta không tha cho hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp ứng đối. Cục dân chính trưởng Vương Đồng An gần nhất phiền lòng sự tình không ít, Dương Sơn nghĩa địa công cộng phong ba chưa lắng lại. Dân chính bệnh viện bên kia lại sinh khởi sự đoan. Thứ năm sáng sớm, dân chính bệnh viện viện trưởng Tần Ngọc Kiều liền đến tìm hắn, hướng hắn kể ra Hứa Thuần Lương lấy cục dân chính danh nghĩa hướng Trung y viện phát một phần giải trừ hiệp ước tuyên bố. Vương Đồng An lúc đầu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn, hắn để Tần Ngọc Kiều về trước đi, chuyện này chờ hắn hiểu qua tình huống cụ thể lại làm kết luận. Đem Tần Ngọc Kiều đuổi đi về sau, hắn lập tức đem Tống Tân Vũ cho gọi đi qua. Tống Tân Vũ nhìn mặt hắn sắc liền biết tâm tình của hắn chẳng ra sao cả, cười nói, Vương Cục, sớm như vậy tìm ta tới có dặn dò gì? Vương Đồng An nói, dân chính bệnh viện bên kia tình huống như thế nào? Tống Tân Vũ nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, cái gì tình huống như thế nào? Hết thảy bình thường a. Vương Đồng An nói, Hứa Thuần Lương trong cục danh nghĩa cho Trung y viện phát một phần giải ước tuyên bố người biết không? Tống Tân Vũ nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương xin phép qua hắn. Là thông qua hắn cho phép về sau mới làm như vậy. Vương Đồng An nói, vì cái gì a? Cho tới nay không phải hợp tác hảo hảo. Nhìn thấy Vương Đồng An có chút nóng nảy, Tống Tân Vũ nội tâm không hiểu cao hứng, lão hồ ly, để ngươi cái gì đều giao cho ta, cái này mẹ nó chính là của ngươi báo ứng. Tống Tân Vũ đã sớm chuẩn bị, hắn đem dân chính bệnh viện cùng Trung y viện lúc trước ký tên hợp đồng đặt ở Vương Đồng An trên bàn công tác, là như thế này, trải qua chúng ta giải. Từ khi ký tên hiệp ước về sau,
trung y viện kia bên cạnh đối hiệp ước bên trong quy định điều khoản trên cơ bản đều không có chấp hành, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói là bọn hắn trái với điều ước trước đây, liền lấy trước mắt dân chính bệnh viện khôi phục khoa nói, bọn hắn chiếm dụng bệnh của chúng ta phòng đã 3 năm, chúng ta không có từ bên trong thu hoạch được một phân tiền lợi ích. Còn vì bọn họ dựng vào phí điện nước, cái này cũng chưa tính phòng ốc hao tổn. Vương Đồng An nói, không thể chỉ nhìn kinh tế lợi ích, cũng muốn cân nhắc xã hội hiệu quả và lợi ích, ngươi cho rằng Đông Châu Trung Y Viện phụ viện bảng hiệu là cho không ngươi treo lên. Tống Tân Vũ nói, tiểu hứa châm đối với chuyện này tiến hành điều tra, khối này phụ viện bảng hiệu không có cho chúng ta mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại cho chúng ta mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng. Tiểu hứa còn nói, như có cần, hắn có thể liên hệ Trung Hoa khai thác mỏ đại học là dân chính bệnh viện treo biển hành nghề. Vương Đồng An không vui nói, cái gì đều là tiểu hứa nói, đến tột cùng là ngươi lãnh đạo hắn hay là hắn lãnh đạo ngươi. Tống Tân Vũ cười nói, người ta nói đúng chúng ta liền nên ủng hộ, không phải người để cho ta cho hắn kiểm định một chút sao. Vương Đồng An nói, để ngươi giữ cửa ải không phải để ngươi ủng hộ hắn làm bừa, bản chức công việc không hảo hảo làm, một chân dẫm lên dân chính bệnh viện, hắn như thế thích bệnh viện, nên tại cục vệ sinh ở lại, đến cục dân chính làm gì. Tống Tân Vũ nói, Vương Cục, ta cảm thấy dân chính bệnh viện xác thực tồn tại một vài vấn đề, quốc gia cấp phát không phải để bọn hắn phụ cấp bên trong bệnh viện, Trung Y Viện còn nói muốn đem kiểm tra sức khỏe trung tâm cho chuyển tới, ta cảm thấy đã nhưng là hợp tác liền muốn song phương đôi bên cùng có lợi, bây giờ được lợi ích chỉ là Trung Y Viện một phương, chúng ta đã phát hiện vấn đề nên kịp thời dừng tổn hại. Vương Đồng An có chút phiền, được rồi, ta đã biết, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tống Tân Vũ cố ý nói, Vương Cục, nếu không ta để tiểu hứa tới hướng người ở trước mặt giải thích một chút. Vương Đồng An tức giận nói, để hắn giải thích cái gì? Có gì có thể giải thích? Điện thoại di động của hắn vang lên, là Trung Y Viện Viện trưởng Trương Vân Thanh gọi điện thoại tới, hai người là bạn học cũ, Vương Đồng An đoán được lúc này gọi điện thoại tới, nhất định là vì dân chính bệnh viện sự tình, không khỏi nhíu mày. Tống Tân Vũ biết điều lui đi ra ngoài, đây cũng là bên trong thể chế quy tắc một trong. Thượng cấp gọi điện thoại thời điểm tốt nhất đừng dự thính. Chờ hắn rời đi, Vương Đồng An mới nhận nghe điện thoại, lão Trương, tìm ta có việc a? Trương Vân Thanh tại đầu bên kia điện thoại phàn nàn, Đồng An, các ngươi làm sao đột nhiên liền muốn bỏ dở hợp tác đâu? Còn có hay không điểm khế ước tinh thần a? Vương Đồng An nói, lão Trương, ngươi đem ta làm hồ đồ rồi, đến cùng nói là chuyện gì nha? Ta nhìn ngươi là giả bộ hồ đồ, chuyện lớn như vậy ngươi có thể không biết. Trương Vân Thanh đối vị bạn học cũ này đùa nghịch thái cực thủ đoạn là hiểu rõ vô cùng, trực tiếp đem thoại đề làm rõ. Vương Đồng An vẫn giả bộ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ có chuyện này. Ta là thật không biết, trong đám nhiều chuyện như vậy, ta không có khả năng không rõ chi tiết tất cả đều tự mình phụ trách, dân chính bệnh viện kia một khối ta đã sớm giao cho Tống Tân Vũ, hắn tại sao có thể làm như vậy đâu. Ta lập tức tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Tần Ngọc Kiều trong vòng một ngày nhận được 3 phần thông chi. Thông chi văn kiện đều là trong đám phát xuống, phần thứ nhất là liên quan tới giải trừ cùng Trung Y Viện hợp tác, phần thứ hai là yêu cầu dân chính bệnh viện tự tra tự xét lại, chỉnh đốn vi quy làm việc dùng phòng vấn đề, thứ ba phần là nghiêm túc tổ chức kỷ luật, nghiêm ngặt đi làm xin phép nghỉ khảo hạch chế độ. Tần Ngọc Kiều nhìn thấy 3 phần văn kiện nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này tất cả đều là nhắm vào mình, nguyên nhân gây ra hẳn là mình đối Trường Thiện Bệnh viện viện trưởng Cố Hậu Nghĩa tới nói chuyện hợp tác chọn lựa lãnh đạm thái độ. Chuyện này nên được tội Hứa Thuần Lương. Tần Ngọc Kiều không phải chưa nghe nói qua Hứa Thuần Lương danh khí, nhưng là nàng cho rằng Hứa Thuần Lương lại thế nào lợi hại cũng bất quá là cái hàng tiểu bối, mà lại giữa bọn hắn cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ, luận cấp bậc Hứa Thuần Lương là khoa cấp, nàng cũng là khoa cấp, Hứa Thuần Lương không có quyền lực hỏi đến chuyện của nàng, nàng cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương có năng lượng lớn như vậy, một tay liền có thể đánh ra 3 tấm hàng hiệu, thẳng đến nàng uy hiếp mà tới. Tiểu tử này có chút không theo sáo lộ ra bài, một cái chủ nhiệm phòng làm việc dựa vào cái gì bàn tay dài như vậy. Mấu chốt của vấn đề vẫn là xuất hiện ở Tống Tân Vũ trên thân, nếu như vị này trực quản lãnh đạo không đồng ý, cái này 3 phần văn kiện cũng sẽ không hạ phát. Tần Ngọc Kiều cầm tới văn kiện cùng ngày liền đi tìm Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ, Tống Tân Vũ đối với mình vị này ánh trăng sáng còn tính là không phải thường khách khí, kiên nhẫn nghe nàng phát xong bực tức. Kỳ thật nghe nói Tần Ngọc Kiều đụng phải cái đinh hắn trong lòng vẫn là mừng thầm, Tống Tân Vũ vừa mới phát hiện nhìn thấy không có được ánh trăng sáng thụ ngược đãi không phải đau lòng mà là vui vẻ, khó trách đều nói không có được liền muốn hủy đi. Tống Tân Vũ nói, Tiểu Tần, người cũng không cần sinh khí,
cùng trung y viện giải trừ hợp đồng sự tình trước mắt chỉ là thông chi bọn hắn, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn là phải nhìn trung y viện bên kia phải chăng có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý, về phần nghiêm ngặt đi làm chế độ cũng không phải nhằm vào ngươi, trong đám đối mỗi cái bộ môn đều là giống nhau, các ngươi dân chính bệnh viện làm việc dùng phòng vi quy sớm có người phản ứng, trong mắt của ta, văn phòng đủ là được, không cần thiết làm đến khoa trương như vậy. Tránh khỏi người khác nói nhàn thoại, người nói có đúng hay không? Tần Ngọc Kiều nói, Tống Cục, chúng ta dân chính bệnh viện cùng trung y viện một mực hợp tác hảo hảo, ta cũng phi thường rõ ràng lần này là có người đang trả thù ta, còn không phải là bởi vì ta ngăn cản một ít người đường. Tống Tân Vũ cười nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi ngăn cản ai đường? Ai dám trả thù ngươi a? Tần Ngọc Kiều lộ ra ủy khuất lay, Tống Cục, người đêm hôm đó cũng nghe đến, Hứa Thuần Lương nghĩ thúc đẩy Trường Thiện Bệnh viện hợp tác với chúng ta, cùng một chỗ làm kiểm tra sức khỏe trung tâm, ta ngay lúc đó xác thực có hứng thú, nhưng về sau ta một điều tra, kia Trường Thiện Bệnh viện chính là nhà bọn hắn mở, ta đương nhiên phải thận trọng đối đãi, không thể để cho dân chính bệnh viện trở thành một ít người giành tư lợi công cụ, nhưng hắn cũng không thể bởi vì việc này liền nhằm vào ta đi. Tống Tân Vũ nói, Tiểu Tần, các ngươi làm việc dùng phòng vi quy không phải Tiểu Hứa báo cáo, là người khác, không chỉ một người, cũng không chỉ một lần. Tần Ngọc Kiều nói, Tống Cục, ngươi là chúng ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, dân chính bệnh viện tình huống vẫn luôn rất đặc thù, đi qua trong đám cho chúng ta chính sách đều tương đương rộng rãi, nhưng từ khi Hứa Thuần Lương muốn đem Trường Thiện Bệnh viện đưa vào đến liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tống Tân Vũ trong lòng tự nhủ, ngươi cuối cùng nhận thức đến ta là ngươi lãnh đạo trực tiếp, nhưng ta bằng cái gì vì ngươi ra mặt? Ta lại không chiếm qua ngươi tiện nghi. Hắn cười nói, gặp được vấn đề không muốn luôn luôn từ trên thân người khác tìm nguyên nhân a. Tần Ngọc Kiều nói, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật, chúng ta dân chính bệnh viện không phải là mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, cho tới nay đều vận doanh bình thường, sở dĩ lựa chọn trung y viện, cũng là bởi vì trung y viện kinh doanh lý niệm cùng bọn ta tương xứng. Tống Tân Vũ ho khan một tiếng, kéo ra ngăn kéo, xuất ra một phần tài liệu, Tiểu Tần, đây là liên quan tới dân chính bệnh viện trước mắt phòng khám bệnh phòng nhận thầu phương tư liệu. Còn có một phần là người bệnh châm đối với mấy cái này phòng ném tố, ta nhưng một mực giúp ngươi đẻ ép không có đi lên báo. Tần Ngọc Kiều nói, cái gì? Nàng tiếp nhận chỗ tài liệu đó, lật xem một lượt, bên trong không ít khiếu nại đều là chuyện cũ năm xưa, không biết ai nhàm chán như vậy đem nợ cũ đều lật ra ra. Tống Tân Vũ nói, trong cục thái độ là, dân chính bệnh viện không lợi nhuận có thể tiếp nhận, nhưng là nếu như danh dự chịu ảnh hưởng là tuyệt không thể. Đã phía trên có dân chính hai chữ này liền muốn làm được nghiêm lấy kiểm chế bản thân khiết thân từ tốt, bất kỳ người nào bởi vì phương châm bên trên sai lầm ảnh hưởng đến cục dân chính hình tượng đều là không cách nào dễ dàng tha thứ. Tần Ngọc Kiều nói, Tống Cục, người không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì bỗng nhiên ra đến như vậy nhiều về chúng ta mặt trái tin tức? Tống Tân Vũ nói, lượng biến sẽ tích lũy thành chất biến, có một số việc thiếu khuyết chính là một cái đốt bạo điểm, một khi bộc phát không thể vãn hồi. Gần nhất trong đám cũng không yên ổn, Tiểu Tần, làm thượng cấp lãnh đạo của ngươi, ta cho ngươi một cái lời khuyên, có một số việc vẫn là phải điệu thấp xử lý, trước từ tự thân tìm nguyên nhân, trước tiên đem đã tồn tại vấn đề giải quyết hết. Tại Tần Ngọc Kiều trong ấn tượng, Tống Tân Vũ nói chuyện với nàng còn chưa hề nghiêm túc như thế qua, nàng mím môi ta hiểu được. Tống Tân Vũ sợ nàng không phải thật sự minh bạch, nhìn thấy Tần Ngọc Kiều buồn nản dáng vẻ lại động thương hương tiếc ngọc lòng chắc ẩn, Tiểu Tần a. Ngươi cũng là cục dân chính lão nhân, nên chú ý vẫn là phải chú ý một chút, đang làm việc phương diện, dùng xe phương diện thật không cần thiết quá kiêu căng. Tần Ngọc Kiều tâm như là bị châm nhói một cái, Tống Tân Vũ hảo ý nhắc nhở bị nàng lý giải thành một loại trong lòng không công bằng ác ý. Tần Ngọc Kiều nói, xe là ta tự mua, ta dựa vào đầu tư bất động sản cổ phiếu kiếm tiền, ta thu nhập là hợp pháp, chịu nổi cha. Tống Tân Vũ biết nàng hiểu lầm, cười giải thích nói, ta cũng không có ý tứ gì khác. Tần Ngọc Kiều nói, trong đám mở Cayenne cũng không phải ta một cái, người vẫn là quan tâm một chút có ít người đừng phạm sai lầm đi. Tống Tân Vũ vừa mới sinh ra điểm này yêu thương trong nháy mắt bị Tần Ngọc Kiều đập nện đến thất linh bát lạc. Tần Ngọc Kiều cuối cùng vẫn là không có đem hắn cái này phó cục trưởng để vào mắt, tức giận đứng người lên, lắc lắc thướt tha thân eo rời đi phòng làm việc của hắn. Tống Tân Vũ ánh mắt thuận eo của nàng mông đường cong du tẩu, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cưỡng ép đè xuống sông đi lên từ phía sau đem nữ nhân này giải quyết tại chỗ suy nghĩ. 1. Tần Ngọc Kiều trong hành lang gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương người không việc gì chào hỏi một tiếng, Tần Việt, người hôm nay làm sao có rảnh đến trong đám. Tần Ngọc Kiều nói, bị người khiếu nại, cho nên tới hướng lãnh đạo giải thích.
Hứa Thuần Lương cười nói, loại chuyện này ta gặp hơn nhiều, thanh giả tự thanh, không cần thiết giải thích. Tần Ngọc Kiều cười lạnh một tiếng, tiểu Hứa, ngày đó ngươi đi bệnh viện ta vừa vặn không tại, nghe Ngô Sĩ Kỳ nói, ngươi đối với chúng ta bệnh viện sự tình rất là quan tâm a. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không muốn đi, nhưng lãnh đạo an bài, chúng ta lập tức thuộc không nghe không được a. Đối người ngày đó đi chỗ nào đi họp. Trung y viện, Tần Ngọc Kiều âm điệu không tự chủ được sách cao lên, tiểu tử này quá khinh người, ta không cho Trường Thiện bệnh viện bật đèn xanh, ngươi liền phía sau đâm đao, tuổi không lớn lắm, làm người như thế nào như thế âm. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, người vẫn là Đông Châu Trung y viện danh dự phó viện trưởng đâu. Tần Ngọc Kiều đỏ mặt, tiểu tử này đối tình huống của mình khẳng định là một phen xâm nhập điều tra, cái này hắn thế mà cũng biết. Tần Ngọc Kiều nói, trên danh nghĩa mà thôi, ta lại không bắt bọn hắn một phân tiền tiền lương. Hứa Thuần Lương nói, Trung y viện làm việc không đủ đại khí a, cái này kêu là lại để cho con ngựa chạy, lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ. Ta nghe nói bọn hắn khôi phục khoa dùng chúng ta địa phương cũng không đưa qua một phân tiền. Tần Ngọc Kiều đối với hắn dùng chúng ta cái từ này rất là mâu thuẫn, không che giấu chút nào mình không vui, nhíu mày một cái nói, có một số việc không thể đơn dùng tiền tài để cân nhắc. Hứa Thuần Lương nói, cũng thế, chúng ta đi qua cục dân chính nhân viên kiểm tra sức khỏe đều là tại Trung y viện kiểm tra sức khỏe trung tâm, là người phụ trách a. Tần Ngọc Kiều lập tức cảnh giác lên, đúng vậy a. Hứa Thuần Lương nói, ta lật xem một lượt ghi chép, bọn hắn cho báo giá cho chiết khấu quá ít, đồng dạng hạng mục đi khác kiểm tra sức khỏe trung tâm chí ít có thể đánh chiết khấu 70%. Tần Ngọc Kiều nói, Hứa chủ nhiệm quan tâm sự tình thật đúng là không ít đâu. Trong đám đem kiểm tra sức khỏe công việc cũng giao cho ngươi. Nàng phi thường rõ ràng chuyện này là công hội phụ trách, công hội phương diện đem chuyện này giao cho nàng, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương rõ ràng tại ám chỉ cái gì, kỳ thật hiện tại các đại thể kiểm bên trong một lòng vì kéo nghiệp vụ cho trích phần trăm đều không ít. Bắt bọn hắn dân chính kiểm tra sức khỏe nghiệp vụ tới nói, làm bút nghiệp vụ này kết nối người, Tần Ngọc Kiều có thể từ đó cầm tới đại khái 10% trích phần trăm. Tần Ngọc Kiều ý thức được Hứa Thuần Lương xuất thân từ hệ thống vệ sinh, đối cái này phương diện nội tình hẳn là hiểu rõ vô cùng, nội tâm lập tức cảm thấy có chút thấp thỏm, tiểu tử này sẽ không phải đối với chuyện này làm văn chương a. Hứa Thuần Lương cười cười nói, nếu như chúng ta có mình kiểm tra sức khỏe trung tâm liền tốt, số tiền kia cũng không cần bị người khác kiếm. Tần Ngọc Kiều nói, ngươi nói là Trường Thiện Bệnh viện hợp tác sự kiện kia. Hứa Thuần Lương nói, Trường Thiện bệnh viện cho rằng dân chính bệnh viện thành ý không đủ đã bỏ đi hợp tác ý nghĩ. Tần Ngọc Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trường Thiện bệnh viện biết khó mà lui cũng tốt, nhưng nàng lại ý thức được đối với chuyện này khả năng triệt để đắc tội Hứa Thuần Lương, đắc tội liền đắc tội, dù sao thủ đoạn của hắn đã đều lấy ra, ta sẽ còn sợ ngươi một tên mao đầu tiểu tử hay sao? Tần Ngọc Kiều giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hứa Thuần Lương phát hiện nàng mang chính là Chopin đồng hồ kim cương. Nữ nhân này thật đúng là đủ cao điều, bất quá nữ nhân xinh đẹp hơn phân nửa đều có tiền. 2. Tần Ngọc Kiều nói, ta bệnh viện còn có việc, đi trước, hôm nào trò chuyện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tránh ra một con đường. Tần Ngọc Kiều lên xe, có chút tâm phiền ý loạn, lái xe rời đi cục dân chính, bấm một số điện thoại. Trong xe miễn để vang lên vài tiếng về sau, một cái trầm thấp giọng nam vang lên, Ngọc Kiều, chuyện gì a? Tần Ngọc Kiều có chút không vui nói, không có việc gì ta liền không thể điện thoại cho ngươi. Đối phương nở nụ cười, ta cũng không có nói như vậy, tức giận. Tần Ngọc Kiều nói, có người luôn luôn tìm ta phiền phức. Ai vậy? Tần Ngọc Kiều thở dài nói, cục chúng ta mới tới chủ nhiệm phòng làm việc. Hứa Thuần Lương, một. Ngươi biết. Đối phương trầm mặc xuống, hắn trầm mặc chính là ngầm thừa nhận. Một lát sau hắn mới nói, ngươi cùng hắn tại sao có thể có mâu thuẫn? Tần Ngọc Kiều nói, đừng nói nữa. Nàng đem gần đây phát sinh sự tình nói một lần, càng nói càng là tức giận, nàng tại cục dân chính công việc lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp được công khai cùng mình đối nghịch người. Đối phương kiên nhẫn nghe, chờ Tần Ngọc Kiều nói xong, hắn cười nói, ngươi a, hắn nghĩ hợp tác ngươi đáp ứng chính là, làm gì bác mặt mũi của hắn? Tần Ngọc Kiều nói, ngươi là không biết. Trường Thiện bệnh viện chính là nhà bọn hắn, ta không thể tùy ý hắn chiếm công gia tiện nghi đi. Công gia tiện nghi ai chiếm không phải chiếm, chỉ cần hắn không chiếm tiện nghi của ngươi là được. Tần Ngọc Kiều mắng, bệnh tâm thần a ngươi, trong mắt ta hắn chính là đứa bé, ta làm sao có thể đối với hắn có hứng thú. Ngọc Kiều, đừng nóng giận, dân chính bệnh viện cũng không phải chính ngươi,
các ngươi nhiều như vậy phòng bệnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho thuê ai dùng không phải dùng. Chiếu ngươi nói, là ta làm sai. Ngươi không làm sai. Ta chính là nuốt không trôi một hơi này, hắn thế mà phía sau đâm ta đao, chưa thấy qua như thế âm người trẻ tuổi. Đối phương cười ha hả, tiếng cười sau khi dừng lại nói, hứa lâu dài làm việc phải giảng cứu sách lược, lấy lui làm tiến phương là thượng sách. Tần Ngọc Kiều sửng sốt một chút, ngươi gọi là ta nhượng bộ. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết Trường Thiện Bệnh Viện là bọn hắn hứa ra. Hợp tác là chuyện tốt, không hợp tác ngươi làm sao bắt hắn bím tóc. Tần Ngọc Kiều giống như có điều ngộ ra. Cố Hậu Nghĩa nhận được Tần Ngọc Kiều điện thoại, Tần Ngọc Kiều trong điện thoại biểu thị đã hoàn chỉnh nhìn qua hắn hợp tác phương án, nàng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng song phương có thể ước định một cái thời gian gặp mặt bàn lại một lần. Cố Hậu Nghĩa một đoán chính là Hứa Thuần Lương làm ra tác dụng, hắn vui sướng đáp ứng xuống, cúp điện thoại về sau, Cố Hậu Nghĩa trước tiên tướng chuyện này phản hồi cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương ngược lại khuyên Cố Hậu Nghĩa tạm thời từ bỏ lấy Trường Thiện Bệnh Viện danh nghĩa tìm kiếm hợp tác, Tần Ngọc Kiều sở dĩ cải biến thái độ, chưa hẳn đại biểu nàng nhận sai, nàng rất có thể là muốn khai thác sách lược tính nhượng bộ, đồ mưu về sau đối với chuyện này làm văn chương. Hứa Thuần Lương đã động dân chính bệnh viện suy nghĩ liền sẽ không bỏ rơi, hắn sẽ còn thúc đẩy hợp tác, nhưng là hợp tác trước đó đầu tiên muốn thanh trừ tai họa ngầm. Đinh Tứ lúc này ngay tại Hứa Thuần Lương văn phòng, đem đập tới một chồng ảnh chụp giao cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tiếp nhận ảnh chụp, nhìn mấy chương, chậc chậc khen, người cái này chụp ảnh trình độ có thể a. Đinh Tứ cười nói, thủ hạ ta vẫn là có mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp, nhắc tới nương môn rất nổi danh tức giận, đi qua dân chính một cành hoa. Hiện tại mặc dù già, nhưng vẫn là có thể mê cũng không ít người. Hứa Thuần Lương nói, nàng rất có tiền a. Đinh Tứ nói, nữ nhân xinh đẹp có mấy cái không có tiền. Ta nghe ngóng, ba nàng quá khứ là cục dân chính lão cục trưởng, nàng tỷ là các ngươi cục nhân sự khoa Tần Ngọc Đình, tỷ phu là Cảnh Thanh Tùng, chúng ta đều rất quen thuộc. Hứa Thuần Lương vừa nghe hắn trò chuyện vừa nhìn ảnh chụp. Đinh Tứ tiếp tục nói, chiếc kia Cayenne là nàng. Nghe nói này nương môn đầu tư cổ phiếu xào phòng kiếm không ít tiền, trước mắt nàng ở tại Vạn Phúc Trang Viên biệt thự bên trong, phòng ở không tại tên của nàng dưới, ta tìm mấy cái bằng hữu mới tra được nhà chủ nhân là ai. Hứa Thuần Lương cầm trong tay ảnh chụp nhìn một lần, cũng không có cái gì đặc biệt có giá trị, ai vậy? Đinh Tứ cố ý thừa nước đục thả câu, nói lên người này ngươi cũng nhận biết. Hứa Thuần Lương ném cho hắn một bình nước khoáng, ngươi ít thừa nước đục thả câu, có chuyện mau nói. Đinh Tứ vặn ra nắp bình, uống một hớp về sau mới nói, biệt thự quyền sở hữu thuộc về Khang Kiệt tập đoàn. Hứa Thuần Lương thật sự là không nghĩ tới, làm sao đánh một vòng thế mà cùng Địch Bình Thanh có liên lạc. Chẳng lẽ Tần Ngọc Kiều là Địch Bình Thanh nhân tình, kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái, Địch Bình Thanh cũng là nam nhân, chỉ cần là cái nam nhân bình thường không có có bất hảo cái này một ngụm, bất quá hai người này giấu đủ sâu, dù sao ngoại giới là không có một chút phong thanh truyền tới. Đinh Tứ không khỏi đắc ý nói, không nghĩ tới a. Hứa Thuần Lương nâng tay lên bên trong những hình kia, phía trên này không có đập tới Tần Ngọc Kiều nhân tình a. Đinh Tứ nói, ta để cho người ta nhìn chằm chằm, sớm tối đều có thể đập tới. Hứa Thuần Lương cười nói, tiếp tục cố gắng. Hạ Hầu Mộc Lan hôm nay cùng đi Hứa Thuần Lương đi chính thức thăm viếng Hứa Trường Thiện lão gia tử, nàng hiện tại là Nhân Hòa Đường đại cổ đông, nói lên lần này gặp mặt vẫn là Hứa lão gia tử chủ động nhắc tới. Hứa Trường Thiện đối hiểu lầm đại ca Chu Nhân Hòa tích chữ một cái khúc mắc, hiện tại đại ca đã qua đời, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Nhân Hòa Đường có thể phát dương quang đại, đương nhiên muốn tại Hứa gia nhân trên tay, về phần lớn ca kia hai cái có chủ tâm không tốt con nuôi đã cùng Nhân Hòa Đường không có bất cứ quan hệ nào. Chu Nhân Hòa sau khi qua đời, Nhân Hòa Đường thuộc về cũng là phong ba không ngừng, bất quá Hứa Thuần Lương rất tốt xử lý sự kiện kia, hiện tại Nhân Hòa Đường đã bị Hạ Hầu Mộc Lan cầm xuống, nội bộ chỉnh đốn về sau sẽ dùng càng thêm hiện đại hóa phương thức đến đóng gói quản lý Nhân Hòa Đường, tương quan trung thành thuốc cũng sẽ tại tương lai không lâu lần lượt đưa ra thị trường. Hạ Hầu Mộc Lan chuyên cho Hứa lão gia tử mang đến một lần nữa thiết kế Nhân Hòa Đường sản phẩm. Hứa Trường Thiện dần dần xem xét, mỗi một loại dược phẩm thành phần phối liệu biểu đều không buông tha. Hạ Hầu Mộc Lan mỉm cười cười nói, Hứa gia gia, người yên tâm, chúng ta ưu tuyển nhất phẩm chất cao dược liệu dùng để làm thuốc. Nhân Hòa Đường chiêu bài chúng ta sẽ chỉ phát dương quang đại. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan tập đoàn bản thân liền là trong nước trồng trung thảo dược đầu xí nghiệp, tại thuốc đông y trồng, chọn tài liệu, chế dược phương diện có được rất lớn ưu thế,
đây cũng là ta yên tâm tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu trao quyền cho bọn hắn nguyên nhân. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, Hạ Hầu tiểu thư là cái người hữu tâm a. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Hứa gia gia, người gọi ta Mộc Lan chính là, ta cùng Thuần Lương là bạn rất thân. Nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nàng cùng Hứa Thuần Lương tốt trình độ còn thật sự không cách nào ra bên ngoài nói. Hứa Trường Thiện cười nói tốt, Mộc Lan cô nương, ta đã sớm nghe nói qua Mộc Lan tập đoàn, có cơ hội ta đi các ngươi trồng cơ nhìn một chút. Hạ Hầu Mộc Lan nói, quá tốt rồi, ngài lúc nào muốn đi, ta phái xe tới đón người. Hứa Trường Thiện nói, qua ít ngày đi, chúng ta Thuần Lương thời gian. Hứa Thuần Lương chính muốn nói chuyện, lúc này cha hắn Hứa Gia Hiên phong trần mệt mỏi trở về, Hứa Gia Hiên trên đùi vết thương đạn bắn khi lấy được Hứa Thuần Lương trị liệu về sau đã cấp tốc khép lại, đã sớm hành tẩu tự nhiên. Hứa Gia Hiên gặp về đến trong nhà có khách, nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan không khỏi hai mắt tỏa sáng, một đoán cô bé này cùng nhi tử quan hệ liền không phải bình thường. Hứa Thuần Lương đem Hứa Gia Hiên giới thiệu cho Hạ Hầu Mộc Lan, Mộc Lan, đây là cha ta. Hứa Gia Hiên trong lòng cực kỳ vui mừng, đây là Hứa Thuần Lương trước mặt người khác lần thứ nhất như thế giới thiệu hắn, mặc dù không có trực tiếp kêu ba ba, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hứa Gia Hiên cười nói, Mộc Lan, lần đầu tiên tới nhà chúng ta đi, đừng khách khí. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, thúc thúc người ngồi. Hứa Gia Hiên nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tắm. Ban đêm ta mời ăn cơm, nhất định cho ta mặt mũi. Hắn hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Hứa Thuần Lương tới, ta cùng ngươi có mấy câu nói. Hứa Thuần Lương đi theo Hứa Gia Hiên đi gian phòng của hắn. Hứa Gia Hiên cười nói, tiểu tử ngươi có thể a, chỗ nào gạt như thế một cô nương xinh đẹp trở về. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tin tức linh như vậy thông, ngươi không biết a. Hứa Gia Hiên để Hứa Thuần Lương đem cửa phòng đóng lại, Hạ Hầu Mộc Lan. Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc, thân gia đến có trên trăm ức đi, so lão tử ngươi ta có tiền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình có tiền. Hứa Gia Hiên thở dài nói, ngươi mặc dù là ta sinh ra, nhưng ta phát hiện không có chút nào hiểu rõ ngươi, Thuần Lương, ngươi biết bối cảnh sau lưng của nàng sao? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng với nàng ở chung chủ yếu là nhìn nàng người tốt, cũng không phải nhìn nàng bối cảnh. Hứa Gia Hiên nói, nàng lão tử là Hạ Hầu tôn. Bì môn môn chủ, người trong giang hồ, ngươi là thể chế bên trong người, từ xưa đến nay giang hồ miếu đường tận lực đừng hướng một khối lẫn vào, không sau đó hoạn vô tận. Hứa Thuần Lương nói, ta lớn bao nhiêu? Hứa Gia Hiên minh bạch hắn ý tứ, đúng vậy, ta nói cho ngươi những này không phải ta muốn quản ngươi, ta là nhắc nhở ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chân tốt trôi chảy. Hứa Gia Hiên đem dương hành lý mở ra bên ngoài cầm đồ vật thời điểm, Hứa Thuần Lương thấy được một bản manga. Nữ y, hắn có chút kỳ quái, quyển sách này là Bạch Lan chỗ, giống Hứa Gia Hiên loại này tuổi tác người theo lý thuyết sẽ không đối loại này tiểu thuyết cảm thấy hứng thú. Hứa Gia Hiên nhưng thật ra là cố ý tướng quyển sách này lộ ra, Hứa Thuần Lương ánh mắt bị quyển sách này hấp dẫn thời điểm, Hứa Gia Hiên lại đang quan sát Hứa Thuần Lương biểu tình biến hóa, ý vị thâm trường nói, Bạch Lan ngươi nhận a? Hứa Thuần Lương nói, nhận biết, một cái bán đảo nữ tác gia. Hứa Gia Hiên nói, bạn gái của ngươi vòng thật sự là phức tạp, nàng cũng không phải cái gì nữ tác gia thân phận chỉ là dùng để đánh yểm trợ, kỳ thật nàng là cái nữ sát thủ. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, ngươi nói đùa cái gì? Hứa Gia Hiên nói, cho nên nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, nữ nhân xinh đẹp hơn phân nửa đều là có chuyện xưa nữ nhân. Thật sự là kinh nghiệm phong phú. Hứa Gia Hiên nói, cho ngươi thêm một đầu kinh nghiệm. Càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Mẹ ta nguy hiểm không? Hứa Gia Hiên bị đang hỏi, một lát sau mới thống khổ đáp lại nói, đâu chỉ nguy hiểm, đơn giản chính là ta ác mộng. Hứa Thuần Lương lật ra cái lườm nguýt. Hứa Gia Hiên nói, còn tốt, cha người ta hiện tại ác mộng triệt để tỉnh, không muốn ngươi lại bước ta theo gót. Một, Hứa Thuần Lương nói, mẹ ta nhưng từ không sau lưng sau nói qua ngươi nói xấu. Hứa Gia Hiên nói, ta là người bị hại. Tiện nghi gì đều để nàng chiếm, nàng bằng cái gì nói ta. Nghe Hứa Thuần Lương xưng hô Phùng Minh Quân là mẹ, Hứa Gia Hiên nghĩ khởi đãi ngộ của mình, khó tránh khỏi có chút trong lòng không công bằng. Hứa Thuần Lương nói, lão Hứa, các ngươi nghề này thu nhập không tệ a. Hứa Gia Hiên nói, lấy mạng đổi, nếu như ta có thể có từ đầu lựa chọn cơ hội, ta tình nguyện lưu tại Đông Châu yên ổn làm cái công chức. Cho tới bây giờ Hứa Gia Hiên cũng không có chính diện thừa nhận qua mình là cái lão đặc công.
nhưng là hắn phi thường rõ ràng, nhi tử hẳn là đoán được thân phận của hắn. Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi cái này tính tình chắc chắn sẽ không an tại bình thản. Hứa Gia Hiên nói, ta nói tiểu tử ngươi nói chuyện với ta có thể hay không bày ngay ngắn vị trí, ta là cha ngươi, ngươi là nhi tử ta, hẳn là ta giáo dục ngươi, không phải ngươi lên cho ta khóa, phản ngươi còn. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười. Hứa Gia Hiên nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đi dân chính là Diệp lão an bài a. Hứa Thuần Lương không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Hứa Gia Hiên nói, Diệp gia đối ngươi mặc dù không tệ, nhưng có một số việc chúng ta vẫn là không tiện lẫn vào, Diệp Sương Nguyên ngoài ý muốn chết cho Diệp lão đả kích rất lớn, ta lần này đi kinh thành nghe nói một chút sự tình, ngươi còn cần nhiều điểm cảnh giác. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua phụ thân, chớ nhìn hắn một bộ bất cần đời dáng vẻ, nhưng đầu não rất thanh tỉnh, Hứa Thuần Lương làm sao nhìn không ra Diệp lão bởi vì đau mất ái tử thâm thụ đả kích. Chu thư ký tiến về giảm tai ủy tiếp thay Diệp Sương Nguyên công việc chính là Diệp lão làm ra tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, ta loại tiểu nhân vật này có thể lớn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Hứa Gia Hiên nói, ta cũng không phải lo lắng Diệp lão lợi dụng ngươi, chỉ là ta cảm thấy vạn nhất xuất hiện một đám lão thần tiên đánh nhau chẳng diệt, chúng ta loại phàm nhân này vẫn là ít lẫn vào vi diệu, người thông minh như vậy hẳn là hiểu ta ý nghĩ. Hứa Thuần Lương nói, ta tâm lý nắm chắc. Hứa Gia Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thuần Lương, ta cuối tuần liền đi, ngươi còn có cần gì không? Hứa Thuần Lương nói, có ý tứ gì? Hứa Gia Hiên nói, không có ý gì, ta là cha ngươi, ngươi muốn là sinh hoạt bên trên trong công tác gặp được khó khăn gì, một mực nói với ta. Hứa Thuần Lương nói, để ngươi người về sau cách Tô Tình xa một chút. Hứa Gia Hiên thở dài nói, ta tính đã nhìn ra, tiểu tử ngươi về sau phiền phức không thể thiếu, đối nữ nhân không thể quá đa tình. Phiền phức không dứt. Hứa Thuần Lương chợt nhớ tới một sự kiện, ngươi không phải tin tức linh thông sao, giúp ta tra chút chuyện. Nói, Hứa Thuần Lương đem Địch Bình Thanh đem mình từ bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện kiến thiết đá ra khỏi cục sự tình nói, để Hứa Gia Hiên hỗ trợ điều tra thêm Địch Bình Thanh bối cảnh, thuận tiện để hắn điều tra thêm Tần Ngọc Kiều. Hứa Thuần Lương quyết định Hứa Gia Hiên chính là cái lão đặc công, chưa chừng Lưu Hải Dư đều là thủ hạ của hắn, Lưu Hải Dư có thể làm được. Hứa Gia Hiên càng là không cần tốn nhiều sức, đương nhiên để lão Hứa làm những chuyện này có chút dao mổ trâu giết gà. Sự thật chứng minh Hứa Thuần Lương không có nhìn lầm, Hứa Gia Hiên dễ như trở bàn tay liền giúp hắn giải quyết những vấn đề này, Địch Bình Thanh cùng dân chính hệ thống quan hệ không hề tầm thường, hắn cùng trước mắt dân chính người đứng đầu Đàm Tân Dân là đại học đồng học, hai người hay là đồng hương, tương lai nhi nữ thân gia, Địch Bình Thanh nữ nhi cùng Đàm Tân Dân nhi tử đã đính hôn. Khó trách Địch Bình Thanh có thể tướng khỏe mạnh dưỡng lão làm được phong sinh thủy khởi. Về phần Tần Ngọc Kiều nàng quả nhiên cùng Bình Thanh có mập mờ, Hứa Gia Hiên vừa ra tay, lập tức đạt được Tần Ngọc Kiều sống chung hòa bình ảnh chụp, mặc dù không phải tiêu chuẩn lớn giường chiếu, nhưng là những hình này đã có thể chứng minh quan hệ giữa hai người rất không bình thường. Mặc dù Địch Bình Thanh trong nội tâm cũng không thừa nhận Hạ Hầu Mộc Lan vị này đời môn chủ, nhưng là nghe nói Hạ Hầu Mộc Lan người tại Đông Châu tin tức. Hắn vị này bì môn trưởng lão cũng không thể không có chỗ biểu thị. Thừa dịp Hoàng Vọng Lân cũng tại Đông Châu, hai người cùng một chỗ làm chủ mở tiệc chiêu đãi Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Mộc Lan đối ăn cơm cũng không hứng thú, nàng đưa ra có thể đi Bình Thanh ở vào Đông Châu mới thành khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện nhìn xem. Đã đời môn chủ đưa ra yêu cầu, thân là thuộc hạ Địch Bình Thanh tự nhiên không tiện cự tuyệt. Hạ Hầu Mộc Lan cũng không phải là một mình đến đây, để Địch Bình Thanh buồn bực là... Hứa Thuần Lương thế mà cùng đi nàng cùng một chỗ tới thị sát. Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, Địch Tổng, Hoàng Tiên Sinh, Cục Dân Chính Hứa chủ nhiệm tin tưởng ta không cần hướng các ngươi giới thiệu a. Hứa Thuần Lương chủ động chào hỏi Hoàng Vọng Lân, tam gia người tốt. Hoàng Vọng Lân cũng không che giấu chút nào giữa hai người giao tình, vui tươi hớn hở nói, Thuần Lương, người bồi Hạ Hầu Tiểu Thư cùng đi đến. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Hầu Tiểu Thư cùng ta là bạn cũ. Bốn đại trưởng lão liên hợp cho tương lai môn chủ tăng thêm một đầu môn quy, yêu cầu nữ tính gánh đảm nhận môn chủ nhất định phải chung thân không gả, còn không phải sinh con dưỡng cái, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể bại lộ quan hệ của hai người, ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường, các ngươi trước mắt có thể hạn chế kết hôn sinh con, nhưng chúng ta hai cùng giường chung ngủ các ngươi nhưng không xen vào, có gan ngươi nhóm bốn đại trưởng lão đem cấm chỉ hai chúng ta cùng giường cũng thêm vào. Địch Bình Thanh trong lòng cảm giác khó chịu, có chút hối hận. Lúc trước nên thêm một cái nữa, môn chủ nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, bất quá đầu này coi như nói ra hơn phân nửa cũng vô pháp thu hoạch được thông qua,
tất cả mọi người sẽ cho là hắn là công nhiên tại làm khó dễ Hạ Hầu Mộc Lan. Nhìn Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương ở giữa trạng thái, hai người tám thành đã sớm đem chuyện nên làm đều xong xuôi, không phải hai người cũng sẽ không đối lẫn nhau sự tình như thế để bụng. Địch Bình Thanh tại trên mặt mũi làm được có thể, mỉm cười nói, Hứa chủ nhiệm hôm nay không cần đi làm a. Hứa Thuần Lương nói, đi làm, bất quá nghe nói Mộc Lan muốn tới đây nhìn xem, ta liền đi theo cùng nhau tới, Đông Châu thị phạm vi bên trong tất cả dưỡng lão cơ cấu đều tại chúng ta dân chính giám thị phạm vi, về sau chúng ta đánh quan hệ nhiều cơ hội. Hắn mặc dù cười híp mắt nói ra lời nói này, thế nhưng lại đưa tới Địch Bình Thanh cảnh giác, tiểu tử này rõ ràng là đang uy hiếp mình, xem ra sau này người này không thiếu được muốn tìm phiền toái với mình. Trong lòng coi như lại không thoải mái, Địch Bình Thanh hôm nay cũng phải đem mặt mũi cho làm đủ, tự mình mang theo khách người tham quan một chút hắn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Nhìn qua quy cách khác biệt nuôi gian phòng cuối cùng hoạt động không gian về sau, mấy người bên trên đã chuẩn bị xong xe điện, đi khỏe mạnh hậu hoa viên, cũng là cho các lão nhân chuẩn bị ngoài trời hoạt động nơi trốn. Lâm viên quy hoạch rất tốt, cây xanh râm mát sắc màu rực rỡ, có thể nhìn thấy top 5 top 3 người già chính ở trong vườn dạo bước, từng cái biểu lộ cũng phi thường nhàn nhã khoái hoạt, cái này cũng xây dựng ở có thể đến khỏe mạnh dưỡng lão nhân cơ sở kinh tế đều rất hùng hậu trên cơ sở. Hoàng Vọng Lân cảm khái nói, hoàn cảnh nơi này thực là không tồi. Hứa Thuần Lương nói, giá cả cũng rất tốt, một cái tiêu chuẩn ở giữa, lão lưỡng khẩu một tháng liền phải hơn vạn A, liền Đông Châu cái này bình quân tiền lương, có thể gánh vác khởi cũng không nhiều. Địch Bình Thanh nói, chúng ta làm vốn chính là cấp cao dưỡng lão, chúng ta phục vụ lý niệm thẩm thấu đến mỗi một chi tiết nhỏ, sẽ để cho mỗi một khách hộ cảm thấy đáng giá. Hứa Thuần Lương nói, tòa này dưỡng lão bệnh viện đầu tư không ít A. Địch Bình Thanh cười nói, hiện tại dưỡng lão sản nghiệp bộc lộ, rất đầu tư thêm người đều xem trọng cái nghề này, thực không dám giấu giếm, tòa này dưỡng lão bệnh viện cũng không phải ta một người đầu tư, Hứa chủ nhiệm hẳn phải biết a, Xích Đạo vốn liếng cũng xâm đầu. Hứa Thuần Lương cố ý nói, như thế cơ hội kiếm tiền ngươi làm sao bỏ được phân cho người khác đâu. Địch Bình Thanh nói, tiền là kiếm không hết, bất kỳ cái gì đầu tư cũng đều là có phong hiểm. Đem cơ hội kiếm tiền phân cho người khác đồng thời cũng trở tại tướng một bộ phận phong hiểm phân ra ngoài, đừng nhìn một gian nho nhỏ dưỡng lão cơ cấu, bên trong liên quan đến cũng không phải một người lợi ích. Địch Bình Thanh trong lời nói có hàm ý, hắn đang nhắc nhở Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi đừng luôn muốn sống mái với ta, ngươi phải cẩn thận đắc tội là một cái lợi ích đoàn thể, thật đem chúng ta chọc giận, ngươi chịu không nổi. Hứa Thuần Lương nói, địch tổng ném mới bệnh viện kia 60 ức cũng không phải người bỏ vốn a. Địch Bình Thanh cười ha ha nói, Hứa chủ nhiệm đối sự kiện kia y nguyên canh cánh trong lòng a. Hạ Hầu Mộc Lan nói, canh cánh trong lòng không chỉ có riêng là Hứa chủ nhiệm, ban sơ chúng ta Mộc Lan tập đoàn cố ý đầu tư cái kia hạng mục, lúc đầu đã tiến vào đàm phán quá trình, thật không nghĩ đến địch tổng nửa đường gia nhập, không nhưng cướp đi đầu tư của chúng ta hạng mục, còn muốn cầu bệnh truyền nhiễm viện phương diện ký tên một phần sắp xếp hắn hiệp nghị, địch tổng, người khi đó giống như quên tiền là kiếm không hết. Hẳn là đem cơ hội kiếm tiền phân cho người khác một chút. Hạ Hầu Mộc Lan lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra, nhưng là tất cả mọi người nghe ra nàng giấu giếm phong mang. Hoàng Vọng Lân đối bệnh truyền nhiễm viện mới viện chuyện đầu tư cũng không hiểu rõ, cũng không biết Hạ Hầu Mộc Lan sớm tại Địch Bình Thanh đầu tư trước đó liền có đầu tư mục đích, hiện tại xem ra cái này Địch Bình Thanh có thiệt hồ chi ngại, nếu như là phổ thông thương nghiệp hành vi ngược lại cũng không gì đáng trách, nhưng là Hạ Hầu Mộc Lan chẳng những là đồng môn của bọn hắn. Vẫn là đời môn chủ, cấp trên của hắn, Địch Bình Thanh biết rất rõ ràng còn như thế làm cũng có chút không tử tế. Địch Bình Thanh nói, Hạ Hầu tiểu thư, ta lúc đầu thật không biết người cũng đối hạng mục này có hứng thú, nếu như ta biết, khẳng định nguyện ý cùng người hợp tác. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt nói, hợp làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng là muốn đem phong hiểm chuyển gả cho ngươi đâu? Địch Bình Thanh nói, Hứa chủ nhiệm người thật biết nói đùa. Ta cùng Hạ Hầu tiểu thư phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp, ta làm sao có thể hại nàng đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn có tầng này giao tình. Mộc Lan, ngươi nhìn tốt cái gì hạng mục tốt nhất vẫn là trước cùng Địch Tổng lên tiếng kêu gọi, miễn cho hắn không biết rõ tình trạng quay đầu lại đoạt ngươi hạng mục. Hạ Hầu Mộc Lan nói, sinh ý trên trận nguyên vốn cũng không hẳn là giảng cứu cái gì giao tình, Địch Tổng lên cho ta bài học. Hoàng Vọng Lân xem như thấy rõ. Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương hôm nay tới là tìm Địch Bình Thanh suối quẩy tới, hắn không tiện nói chuyện, dứt khoát giả câm, Địch Bình Thanh làm việc thật có chút quá phận, coi như người thật muốn cạnh tranh, cũng nên cùng Hạ Hầu Mộc Lan lên tiếng kêu gọi, người ta hiện tại dù sao cũng là bì môn đời môn chủ,
người nửa đường tiệt hồ liền rõ ràng không có để người ta để vào mắt, người ta ở trước mặt châm chọc khiêu khích cũng là tình có thể hiểu. Địch Bình Thanh cười nói, Hạ Hầu tiểu thư, ta có thể cam đoan về sau người nhìn chúng hạng mục, ta tuyệt không nhúng tay vào. Hạ Hầu Mộc Lan nói, thật sao, vậy ta vẫn hẳn là trước cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, ta dự định tại Đông Châu Dân Chính Bệnh viện đầu tư một cá thể kiểm trung tâm. Địch Bình Thanh nội tâm hơi hồi hộp một chút, không cần hỏi khẳng định là Hứa Thuần Lương nguyên nhân, Hạ Hầu Mộc Lan làm như thế lớn sinh ý, làm sao có thể đối một cái nho nhỏ kiểm tra sức khỏe trung tâm cảm thấy hứng thú, nữ nhân A quả nhiên là tình cảm động vật, vì tình cảm coi là thật là chuyện gì đều chịu làm. Hứa Thuần Lương tiểu tử này nguyên vốn không phải muốn để Trường Thiện Bệnh viện ném kiểm tra sức khỏe trung tâm sao. Đoán chừng là lo lắng bị người nắm tóc, cho nên mới để Hạ Hầu Mộc Lan ra mặt, tiểu tử này đủ giảo hoạt. Địch Bình Thanh mỉm cười nói, Hạ Hầu tiểu thư, người nghĩ tại Dân Chính Bệnh viện đầu tư kia muốn cùng Hứa chủ nhiệm thương lượng, ta nhưng giúp không được gì. Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng không cần khiêm tốn, người cùng Tần viện trưởng quan hệ ta rất rõ ràng. Địch Bình Thanh nội tâm lại lần nữa lột bột một chút, Hứa Thuần Lương có ý tứ gì? Hắn tại ám chỉ ta cùng Tần Ngọc Kiều quan hệ không tầm thường sao? Địch Bình Thanh tự nhận là che giấu đến thật tốt, ha ha cười nói, ta cùng Tần viện trưởng ngược lại là nhận biết, Hạ Hầu tiểu thư nếu quả thật cần ta hỗ trợ dẫn kiến, ta vui với đương người trung gian này. Hoàng Vọng Lân nói, có thể giúp một tay tự nhiên là phải giúp một tay, chúng ta cùng Hạ Hầu tiên sinh đều là bạn cũ. Bởi vì không tiện tại Hứa Thuần Lương trước mặt bại lộ bọn hắn đều lệ thuộc vào Bì Môn, Hoàng Vọng Lân dùng phương thức như vậy nhắc nhở Bình Thanh, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Hạ Hầu tôn dù sao cũng là chúng ta môn chủ. Địch Bình Thanh nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, mời mấy người cùng một chỗ tiến về phòng ăn đi ăn cơm. Hứa Thuần Lương không có để lại ăn cơm, lấy cớ trở về còn có cái nhiệm vụ tiếp đãi. Hứa Thuần Lương đi mới nhà tang lễ công trường, hôm nay Viên Hoàng Bình đến đây. Nguyên nhân gây ra là Đinh Tứ nghe theo đề nghị của hắn, tại nhà tang lễ đại môn lối vào chỗ mời một tôn bóng mặt trời, đặc địa mời Viên Hoàng Bình tới xem một chút phương vị. Bóng mặt trời không lớn, Đinh Tứ đánh lấy đưa cho nhà tang lễ cờ hiệu, nhưng trên thực tế hắn dụng ý thực sự là trừ tà, chỉ cần hắn tại nhà tang lễ nhận kiến công trình trong lúc đó bình an vô sự là được. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Viên Hoàng Bình đã xác định rõ vị trí, Đinh Tứ an bài công nhân tướng bóng mặt trời ngay tại quy vị. Nhà tang lễ người phụ trách Cảnh Thanh Tùng một bên nhìn xem, hiện tại mới nhà tang lễ chưa chính thức bắt đầu dùng, hắn tại công trường cũng không có nhiều quyền lên tiếng, dù sao Đinh Tứ yêu làm sao giày vò đều được, chỉ cần nhà tang lễ có thể đúng thời hạn giao công liền tốt. Viên Hoàng Bình nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hứa Thuần Lương đi đến bên cạnh hắn nói, Viên tiên sinh đích thân tới. Viên Hoàng Bình nói, Hứa chủ nhiệm ủy việc nhờ ta tự nhiên muốn trước sau vẹn toàn. Đinh Tứ nói, Hứa chủ nhiệm, người cùng Viên tiên sinh đi trước uống trà, ta bên này sắp xếp xong xuôi lập tức đi tới, đúng, hôm qua Chu Mãnh bắt mấy cái gà rừng, ta để Dương Khánh Nguyên sáng nay đi chợ mua một chút hồ tươi, giữa trưa mời các vị nếm thử, Viên tiên sinh, quay đầu ta hảo hảo mời ngài mấy chén. Viên Hoàng Bình cười nói, kể từ đó ta từ chối thì bất kính. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Viên Hoàng Bình đi trước văn phòng, Cảnh Thanh Tùng đi theo đến đây, rõ ràng có việc muốn theo Hứa Thuần Lương nói. Bất quá khi Viên Hoàng Bình bột hắn không tiện nói. Hứa Thuần Lương nhìn ra ý đồ của hắn, hướng Cảnh Thanh Tùng nói, có việc. Cảnh Thanh Tùng gật đầu nói, có chút ít sự tình. Hứa Thuần Lương để Viên Hoàng Bình trước tới phòng làm việc nghỉ ngơi, hai người tại cửa ra vào hàn huyên vài câu. Cảnh Thanh Tùng là vì cô em vợ sự tình tới, Hứa Thuần Lương cùng Tần Ngọc Kiều trở mặt sự tình đã truyền ra ngoài, Cảnh Thanh Tùng là Tần Ngọc Kiều tỷ phu, hắn lúc đầu cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Nhưng lão bà hắn Tần Ngọc Đình không phải để hắn mời Hứa Thuần Lương gặp mặt. Tần Ngọc Đình là cục dân chính nhân sự khoa trưởng, nàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương là như thế nào đi vào cục dân chính, muội muội cùng Hứa Thuần Lương là địch hiển nhiên là không sáng suốt, thân là tỷ tỷ, nàng muốn mau sớm giúp muội muội hòa hoãn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa mâu thuẫn, để tránh tạo thành càng lớn xung đột. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết Cảnh Thanh Tùng mục đích ở đâu, cười nói, ăn cơm cũng không cần. Chờ ta trở về cục đi tìm tẩu tử tâm sự. Cảnh Thanh Tùng nhẹ gật đầu, hắn đối Tần Ngọc Kiều cái này cô em vợ cũng là rất có phê bình kín đáo, bình thường bọn hắn lui tới không nhiều, luôn cảm thấy Tần Ngọc Kiều trong lòng xem thường nhà bọn hắn. Một chốc lát này Viên Hoàng Bình vẽ ra tấm phù, đây cũng là Đinh Tứ tìm hắn cầu. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh vẫn là thiên sư truyền nhân.
Viên Hoàng Bình cười nói, ta đã từng là chính nhất giáo. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi rõ ràng là thiên môn, hắn cũng không nói ra, ngồi xuống về sau nói, chuyện bên này phiền phức Viên tiên sinh. Viên Hoàng Bình nói, mới nhà tang lễ liên quan đến Đông Châu dân sinh, ta ra một phần lực cũng là chuyện đương nhiên, ta hôm nay tới còn có một chuyện chính là nghĩ hỏi thăm một chút già nhà tang lễ cánh đồng sự tình. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Viên Hoàng Bình sẽ không bạch uổng phí, hắn cười nói, Viên tiên sinh lần trước cho ta nhìn thực cảnh hiệu quả đồ, ta đã giao cho Đông Châu văn lữ, bọn hắn đối với ngài phương án cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là mảnh đất kia diện tích không nhỏ, coi như trong thành phố thật có thể tiếp thu người phương án đoán chừng phía đầu tư bột cũng là một cái rất lớn số lượng. Viên Hoàng Bình nói, ta có thể đầu tư. Hứa Thuần Lương đã sớm đoán được hắn tại chỗ này đợi đây, Viên tiên sinh, khoản này đầu tư không có quá lớn ích lợi. Viên Hoàng Bình nói, trong mắt của ta xã hội giá trị muốn so kinh tế giá trị ý nghĩa nặng lớn, ta cả đời này tận sức tại trấn hưng truyền thống văn hóa, phát dương quốc học, mặc dù sức một mình ta cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ta tin tưởng vững chắc chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, những chuyện này tại người khác xem ra nhưng có thể báo lại không cao khinh thường tại đi làm, nhưng là ta lại làm không biết mệt. Hứa Thuần Lương biết Viên Hoàng Bình không có cao thượng như vậy, những năm này hắn đánh lấy quốc học cờ hiệu vòng tiền không ít. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh có đức độ để cho người ta khâm phục, ta nhất định tướng ý của ngài chuyển cáo cho văn lữ phương diện, đúng, Đông Châu văn lữ đã đối giả hỏa táng chàng cánh đồng triển khai khảo sát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Viên Hoàng Bình nói, kia ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hứa Thuần Lương mời hắn uống trà. Viên Hoàng Bình nhấp một ngụm trà nói, gần nhất ta nghe nói một chút sự tình, trong thành phố muốn trọng điểm phát triển cổ tuyền trấn, không biết tin tức này là không là thật. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh tin tức thật đúng là linh thông, không sai, trong thành phố hoàn toàn chính xác có ý hướng này, không đơn thuần là cổ tuyền trấn, còn bao gồm Nguy Sơn hồ ven bờ một chút thôn trấn, muốn rèn đúc toàn vực du lịch. Viên Hoàng Bình nói, có phải hay không gặp một chút trở ngại? Hứa Thuần Lương nhìn qua Viên Hoàng Bình, không biết hắn cụ thể chỉ cái gì. Viên Hoàng Bình nói, ta nghe nói một chút Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình. Vấn đề đã giải quyết. Viên Hoàng Bình mỉm cười nói, ta ngay tại chỗ nhận biết một người bạn, ta nghe nói chuyện này giống như cũng không giải quyết, Dương Sơn thôn đề cử mấy tên đại biểu đã đi kinh thành. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Viên Hoàng Bình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chuyện này, hắn bình tĩnh nói, trong làng nhiều người như vậy, đi nơi nào là tự do của bọn hắn. Viên Hoàng Bình nói, có người cho bọn hắn chi chiêu, đi kinh thành cáo trạng, nói cục dân chính một vị nào đó cán bộ thô bạo chấp pháp, chấp hành song trọng tiêu chuẩn. Ẩu đả liệt sĩ hậu đại. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ một vị nào đó cán bộ khẳng định là mình, bất quá Viên Hoàng Bình thế nào giải rõ ràng như vậy. Hứa Thuần Lương khinh thường cười cười nói, thanh giả tự thanh, tại thể chế bên trong công việc, cả ngày đều gặp phải dạng này. Viên Hoàng Bình nói, đám kia bảo an bên trong có hai tên liệt sĩ hậu đại. Lúc đầu không có gì, nhưng có người cố ý đem mấy món sự tình đan vào một chỗ, vấn đề liền phức tạp hóa. Hứa Thuần Lương nói, người nói song trọng tiêu chuẩn gì? Viên Hoàng Bình nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng không phải Đông Châu duy nhất trái với kiến thiết tiêu chuẩn hương trấn nghĩa địa công cộng, Dương Sơn thôn thôn dân cho rằng cục dân chính chấp pháp bất công, dựa vào cái gì chỉ nhằm vào bọn họ mà đối với hắn hương trấn nghĩa địa công cộng làm trái xây hành vi làm như không thấy. Bọn hắn trọng điểm báo cáo Thanh Hồ nghĩa địa công cộng. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Thanh Hồ nghĩa địa công cộng ở vào Nguy Sơn đảo bên trên. Cũng là Hồ Sơn trấn duy nhất công cộng mộ địa. Viên Hoàng Bình nói, Thanh Hồ nghĩa địa công cộng đồng dạng tồn tại trái với tiêu chuẩn, hướng ra phía ngoài bán ra vấn đề, Tần Chính Dương trước đây đảm nhiệm qua Hồ Sơn trấn người đứng đầu A. Hắn nhậm chức trong lúc đó cũng không ngăn lại qua những hành vi này. Nếu như Viên Hoàng Bình không nói, Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng Dương Sơn thôn sự tình đã có một kết thúc, không nghĩ tới trước đây kia bỗng nhiên đánh không có đem Dương Sơn thôn đám người kia cho chế phục, bọn hắn thế mà ám độ Trần Thương. Vòng qua Đông Châu vòng qua trong tỉnh trực tiếp đi kinh thành cáo trạng. Hứa Thuần Lương cũng không sợ sự tình, coi như đám người này thật đi kinh thành, đem trạng cho cáo, cũng không làm gì được chính mình, nhưng là khẳng định phải cho Đông Châu chế tạo một chút phiền toái, những phiền toái này có lẽ sẽ lan đến gần Tần Chính Dương, thậm chí cho Uông Kiến Minh tạo thành bối rối. Kỳ thật Uông Kiến Minh rất sớm liền ý thức được điểm này, cho nên hắn không có đem cục muốn chết, lưu lại mấy phần chỗ trống, thậm chí không có để Tần Chính Dương lộ ra. Chỉ là để Hứa Thuần Lương ra mặt trừng trị Dương Sơn nghĩa địa công cộng những người kia. Nhưng mà sự thật chứng minh, người cho đối phương có lưu chỗ trống,
đối phương lại cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Lấy Viên Hoàng Bình trí tuệ, chưa chứng thực sự tình hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung, hắn nói cho Hứa Thuần Lương chuyện này có tốt như thế thành phần, cũng cho thấy hắn dự định cùng Hứa Thuần Lương trong tương lai thành ý hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh biết bọn hắn phía sau cao nhân là ai chăng? Viên Hoàng Bình mỉm cười nói, cái này cần chính ngươi đi tìm, ta coi ngươi là bạn, nhắc nhở một chút đã dùng hết bản phận. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Viên Hoàng Bình nói, ngươi đi qua sa mạc sao? Sa mạc trên gành bãi có thật nhiều đỏ liễu, nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng nếu như ngươi muốn đem rễ của nó móc ra, vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ lượng công việc. Ngươi sẽ phát hiện tha rễ cùng đất cát kết hợp đến như là xi măng cốt thép, bọn chúng cùng mảnh đất này sinh tử gắn bó. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn Viên tiên sinh nhắc nhở. Viên Hoàng Bình nói, trên đời này đơn giản nhất là cân bằng, khó khăn nhất cũng là cân bằng, có một số việc vẫn là phải tại ảnh hưởng không có mở rộng trước đó tận lực đem lửa diệt đi. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh có phương pháp phá giải. Viên Hoàng Bình nhấp một ngụm trà nói, biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn biết khó mà lui. Hứa Thuần Lương nói, xin lắng tai nghe. Viên Hoàng Bình nói, ta đi qua Dương Sơn nghĩa địa công cộng góc Tây Nam giấu giếm một tòa cổ mộ, nếu như ta không nhìn lầm nên là hán mộ, nếu, ta nói là nếu, tin tức này nếu là bị người tham lam biết đạo, bọn hắn có thể hay không biển thủ. Hứa Thuần Lương nhìn qua Viên Hoàng Bình, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cay độc. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa nhân tình này cho mình, Hứa Thuần Lương nói khẽ, Phượng Tê thư viện sự tình ta sẽ hết sức thúc đẩy. Đoạn thời gian gần nhất ở vào nội bộ tu sửa trạng thái Dương Sơn nghĩa địa công cộng đột nhiên đến rất nhiều xe cảnh sát, mang đi lấy Dương Tiến Tài cầm đầu hơn 10 người bảo an. Chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên, Dương Sơn thôn bí thư chi bộ Dương Hồng Căn biết được chuyện này thời điểm người còn tại trong huyện họp, hắn tranh thủ thời gian nửa đường rút lui, trước liên hệ nơi đó đồn công an. Người của đồn công an cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ biết là Đông Châu thị trực tiếp xuất cảnh, bọn hắn trước đó cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì, căn cứ bọn hắn trước mắt hiểu rõ đến tình huống, tựa như là cùng một chỗ trộm cướp cổ mộ sự tình có quan hệ. Dương Hồng Căn lập tức hoảng hồn, Dương Sơn nghĩa địa công cộng nào có cái gì cổ mộ. Nhưng công an sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, phái đi vào thành phố nghe ngóng tình huống người cũng truyền tới tin tức, nghe nói tội danh là biển thủ. Dương Tiến Tài đám người kia tại Dương Sơn công trong mộ phát hiện một tòa cổ mộ, không biết làm sao lại động lệch ra tâm nhãn, bọn hắn nghĩ trước vào xem, nhưng không có nghĩ rằng vừa mới bắt đầu đào móc, công an liền triển khai hành động, đem người tham dự nhân tang đều lấy được. Bao quát Dương Tiến Tài ở bên trong đám kia bảo an đều nói mình là ra ngoài hiếu kỳ, mà lại cổ mộ kia phía trên mấy cái trộm động, không biết bị trộm bao nhiêu lần, bên trong căn bản không có gì vật có giá trị. Bởi vì cái gọi là trộm trâu bắt cái nhổ vểnh lên, người ta phá án cảnh sát nhưng không quản bọn họ có phải hay không lòng hiếu kỳ quấy phá, trộm mộ cổ mộ, biển thủ hành vi cực kỳ ác liệt, trước bắt lại nói. Dương Hồng Căn lại là tức giận lại là sợ hãi, tức giận đến đấm ngực dậm chân, đứa con trai này thật sự là bất tranh khí, không nói đến kia tòa cổ mộ đến cùng có hay không bảo bối, cho dù có giá trị liên thành bảo bối ngươi cũng không thể đụng, ta đem Dương Sơn nghĩa địa công cộng giao cho các ngươi quản. Dương Sơn thôn thậm chí cổ tuyển trấn nhiều như vậy hương thân hương lý đều chôn ở bên trong, các ngươi làm một màn này, để cho ta về sau còn có cái gì mặt đi đối diện phụ lão hương thân. Trái với quốc gia pháp luật không nói, những này hương thân nếu là biết các ngươi biển thủ, ai còn sẽ tin tưởng các ngươi? Ai còn dám đem thân nhân mồ giao cho các ngươi? Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, ngươi đã có thể trộm cổ mộ, cũng giống vậy dám đối cái khác mộ táng ra tay. Sự thật chứng minh Dương Hồng Căn lo lắng không phải dư thừa, đã có người đi trong nhà hắn náo loạn, yêu cầu những cái kia người quản lý lăn ra Dương Sơn nghĩa địa công cộng, yêu cầu bọn hắn trả lại quản lý phí cũng đền bù tổn thất. Dương Hồng Căn ngồi trên xe, đi Dương Sơn thôn cổng lượn một vòng không dám vào đi, làm nhiều năm như vậy bí thư chi bộ, hắn phi thường rõ ràng ý kiến và thái độ của công chúng đáng sợ. Dương Hồng Căn để lái xe đem mình đưa đi trong trấn, trước đi tìm cổ tuyển trấn người đứng đầu Tương Kỳ Dũng. Tương Kỳ Dũng tự nhiên cũng không cho hắn sắc mặt tốt, trong khoảng thời gian này hắn không ít là Dương Sơn nghĩa địa công cộng nói chuyện, thật vất vả phong ba lắng lại đến không sai biệt lắm, kết quả nội bộ náo ra một màn như thế, này bằng với đem mặt của hắn đánh, cái này khiến hắn làm sao hướng lãnh đạo cấp trên giải thích. Dương Hồng Căn đầu tiên kiểm điểm mình không biết dạy con, chờ Tương Kỳ Dũng khí hơi tiêu một chút về sau, Dương Hồng Căn lúc này mới mặt dạn mày dày mời Tương Kỳ Dũng ra mặt hỗ trợ trò chuyện, căn cứ hắn giải. Kia tòa cổ mộ căn bản chính là trống không,
không có giá trị gì, đi qua đều để người trộm qua 800 khắp cả. Tương Kỳ Dũng nghe hắn nói như vậy lập tức lại tức giận, không khách khí chút nào vạch chuyện này không phải cổ mộ có giá trị hay không vấn đề, từ trên căn bản Dương Tiến Tài đám người hành vi chính là biển thủ, chính là phạm tội, người Dương Hồng Căn nhất định phải nhận rõ sự thật này. Dương Hồng Căn thái độ rất hèn mọn, hắn biểu thị nhận lầm, hắn sẽ hết tất cả cố gắng tiến hành bổ cứu, nhưng là chuyện này có chút kỳ quặc, căn cứ Dương Tiến Tài thuyết pháp, hắn là bị người cho mê hoặc, hắn có cái gọi Thôi Trường Nghĩa Hồ bằng cẩu hữu không biết cho hắn rót nhiều ít thuốc mê, khiến cho hắn bị ma quỷ ám ảnh một dạng đi trong cổ mộ tầm bảo, hiện tại tất cả mọi người bị bắt, cái kia Thôi Trường Nghĩa ngược lại không thấy. Hiện tại xem ra cả kiện sự tình hẳn là bị người cho thiết kế, làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới bắt đầu hành động công an đã đến. Tương Kỳ Dũng bị Dương Hồng Căn cho khí cười, nói đến cùng người ta muốn vụ oan hãm hại con của hắn, chính các ngươi không có tâm bệnh cảnh sát cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bắt các ngươi, cho dù có người thiết kế ngươi, cũng chỉ có thể trách ngươi nhi tử lại xuẩn lại tham, không phải làm sao dễ dàng như vậy liền trúng kế của người khác. Vào tình huống như bây giờ Tương Kỳ Dũng là không thể nào là Dương Tiến Tài nói chuyện, có chút bận bịu có thể giúp, có chút bận bịu hắn là tuyệt đối không thể giúp, bất quá Tương Kỳ Dũng vẫn là nhắc nhở một chút Dương Hồng Căn, giải linh còn phải hệ linh người. Dương Hồng Căn từ Tương Kỳ Dũng nơi này không thể đạt được trợ giúp, chỉ có thể đi tìm Bình Thanh, hắn thấy Dương Sơn Nghĩa Địa công cộng phiền phức, địch Bình Thanh là thoát không ra liên quan. Để Dương Hồng Căn buồn bực là, địch Bình Thanh căn bản không muốn gặp hắn, gọi điện thoại không tiếp. Đi làm đất công điểm được cho biết địch tổng không tại. Dương Hồng Căn đứng tại khỏe mạnh dưỡng lão cửa bệnh viện, bên ngoài tung bay mưa nhỏ, giờ phút này hắn tình trạng tựa như một đầu bị người vứt bỏ lão cẩu. Dương Hồng Căn nhìn qua Khang Kiện tập đoàn chiêu bài, hận không thể tướng chiêu bài đạp nát. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới, để hắn đến cục dân chính văn phòng một chuyến, nhằm vào Dương Sơn Nghĩa Địa công cộng phát sinh sự tình làm ra giải thích. Chuyện xảy ra về sau, Dương Hồng Căn hồi tưởng chuyện này nguyên nhân gây ra, lớn nhất một cái điểm đáng ngờ chính là Hứa Thuần Lương, hắn hoài nghi mình khả năng bị Hứa Thuần Lương ám toán, nhưng là cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Hắn cho rằng Hứa Thuần Lương cái này cái thời điểm gọi điện thoại tới, 89 phần 10 là muốn bỏ đá xuống giếng. Dương Hồng Căn làm xong chuẩn bị xấu nhất, cùng lắm thì về sau triệt để rời khỏi Dương Sơn Nghĩa Địa công cộng, hắn không làm, chỉ cần có thể bảo trụ nhi tử, hy sinh điểm lợi ích cũng không có gì. Dương Hồng Căn đi vào Hứa Thuần Lương văn phòng thời điểm, hiển đến ít nhiều có chút chật vật, trên thân ướt sũng, sắc mặt có chút phát xanh. Hứa Thuần Lương nói, Dương thư ký, người mắc mưa, từng tuổi này, muốn chú ý thân thể. Rất quan tâm đưa qua một hộp khăn tay. Dương Hồng Căn không có nhận, ta trồng trọt xuất thân, thân thể cứng rắn. Hắt xì. Hứa Thuần Lương lại đem khăn tay đưa tới, lần này Dương Hồng Căn không có cự tuyệt, nhận lấy lau lau nước mũi, ném ở trong sọt rác. Hứa Thuần Lương để cho người ta rót cho hắn chén trà nóng. Dương Hồng Căn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Hứa chủ nhiệm tới tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, người nhi tử sự tình ta nghe nói. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm tin tức thật đúng là linh thông, người lúc nào nghe nói? Sẽ không sớm liền biết đi, thật sự là giận không chỗ phát tiết, nhìn ngươi một mặt cười xấu xa hùng dạng, chưa chừng chính là ngươi làm. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, liền Dương Tiến Tài cái tính khí kia sớm tối còn phải xảy ra chuyện, đều nói biết con không khác ngoài cha, người con trai mình cái dạng gì ngươi không rõ ràng. Còn không phải đem hắn đặt ở như thế mẫn cảm địa phương, hiện tại xảy ra chuyện đi. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm gọi ta tới là cười nhạo ta. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngươi chê cười ta không còn không bằng nghe tướng thanh, ta người này không có cười trên nỗi đau của người khác thói quen. Lão Dương, là cục dân chính không có cho các ngươi cơ hội. Vẫn là các ngươi ngại trước đó giáo huấn không đủ khắc sâu. Bên trong bộ chỉnh đốn chỉnh ra cái này yêu thiêu thân, ta nghe nói cổ mộ kia đều bị trộm 800 trở về, bên trong cũng không có gì bảo bối, con của ngươi liền thiếu tiền như vậy. Dương Hồng Căn buồn bực đến hận không thể đập đầu, thở dài nói, hắn không phải thiếu tiền, là thiếu thông minh, để người hữu tâm cho tính kế. Hứa Thuần Lương nói, đừng hơi một tí liền từ ngoại bộ tìm nguyên nhân, ngươi liền không suy nghĩ chính các ngươi tổn đang vấn đề. Hắn giơ lên trên bàn một phần văn kiện, ta tìm ngươi cũng không phải là vì Dương Sơn Nghĩa Địa công cộng sự tình, hôm nay nhận được thượng cấp văn kiện, nói các ngươi thôn có mấy cái gọi là gia đình liệt sĩ, đi kinh thành cáo trạng, chẳng những cáo ta, còn đem Tần thư ký cũng cùng nhau cáo tiến vào, ngươi biết à? Dương Hồng Căn con mắt nháy nháy,
nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương văn kiện trong tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chứng thực rồi. Hắn làm sao biết, Hứa Thuần Lương trong tay kia phần văn kiện cùng cáo trạng sự tình căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Dương Hồng Căn trong lòng âm thầm cân nhắc, tìm tới nguyên nhân, hắn nhất định là nghe nói thôn chúng ta phái đại biểu cáo hắn, cho nên mới suy nghĩ cái ám chiêu đối nhi tử ta ra tay, Hứa Thuần Lương a à, Hứa Thuần Lương, ngươi nhưng quá độc ác. Dương Hồng Căn thề thốt phủ nhận, không có sự tình. Hứa Thuần Lương cười nói, không có liền tốt nhất, lão Dương, ngươi cũng coi như làm mấy chục năm cách mạng công việc, có ý kiến không phải là không thể sách, nhưng vượt cấp cáo trạng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Ngươi cáo ta coi như xong, liền Tần thư ký cũng cùng một chỗ cáo, có suy nghĩ hay không qua hậu quả. Có biết hay không làm như vậy sẽ cho bí thư tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Dương Hồng Căn nói, ta không có. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chớ cùng ta ở chỗ này biện bạch, có thì đổi chi không thì thêm miễn. Đừng tưởng rằng chạy đến kinh thành cáo trạng liền có thể giải quyết vấn đề, cấp trên cũng muốn phân rõ không phải là, đúng, phương diện này cơ bản chương trình ngươi hẳn là thảo A, các ngươi chạy đến kinh thành cáo trạng, cấp trên sẽ đem vấn đề trả về cho trong tỉnh yêu cầu trong tỉnh ban điều tra lý, tỉnh ngành tương quan bình thường sẽ trả lại cho trong thành phố, để trong thành phố điều tra rõ ràng nghiêm túc xử lý. Dương Hồng Căn không nói, nâng chung trà lên ừng ực uống một hớp lớn trà nóng, nước quá bỏng, đem hắn bỏng đến nhe răng nhếch miệng. Hứa Thuần Lương nói, cho ngươi nghĩ kế người có thể là giúp ngươi cũng có thể là đang hại ngươi, hiện tại con của ngươi xảy ra chuyện, đi qua cho ngươi nghĩ kế người có phải hay không còn nguyện ý giúp ngươi. Dương Hồng Căn đầu đạp kéo xuống, bị Hứa Thuần Lương hỏi được không lời nào để nói, trong lòng thầm mắng, Địch Bình Thanh cái tên vương bát đản ngươi, lão tử bị ngươi hố khổ. Hứa Thuần Lương nói, làm hơn nửa đời người bí thư chi bộ, đáng tiếc ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ a. Dương Hồng Căn thế mà không có phản bác, Hứa chủ nhiệm, vậy ngài nói nên làm sao xử lý? Nhi tử ta chính là nhất thời hồ đồ, hắn lại không trộm được thứ gì. Hứa Thuần Lương nói, lão Dương a, người vẫn là đối tự thân sai lầm nhận biết không đủ khắc sâu, âm mưu giết người liền không gọi phạm tội. Không có trộm được không có nghĩa là không có trộm, chỉ có thể nói là tình tiết nặng nhẹ vấn đề, cái gì gọi là nhất thời hồ đồ. Người trưởng thành liền phải là hành vi của mình phụ trách. Nếu như các ngươi từ sự tình lần trước ở bên trong lấy được giáo huấn, liền sẽ không phát sinh hiện tại tình trạng. Dương Hồng Căn ủ rũ cúi đầu nói, Hứa chủ nhiệm, ta trở về tốt dễ tra rõ sở, nhất định cho ngài một cái công đạo. Hứa Thuần Lương nói, không phải cho ta bàn giao, là cho chính các ngươi một cái công đạo, ta nghe nói có người hướng Đông Châu văn vật bộ môn báo cáo, cho nên mới có lần này bắt hành động. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm, hy vọng người đừng cùng chúng ta chấp nhặt. Ta cam đoan về sau sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Hắn nhớ tới Tương Kỳ Dũng câu nói kia, cởi chuông phải do người buộc chuông, người này kỳ thực không phải Địch Bình Thanh, mà là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười nói, lão Dương, người nói với ta những này làm gì, ta cũng không phải cảnh sát, hiện tại xem ra, người nhi tử sự tình khá là phiền toái. Căn cứ hình pháp thứ 328 đầu thứ nhất khoản quy định, phạm trộm mộ tội chưa thỏa mãn, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cũng phạt tiền, tình tiết hơi nhẹ, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, cũng phạt tiền. Nhưng chưa thỏa mãn có thể từ nhẹ chỗ phạt, bất quá trộm mộ tội xử phạt bản thân nghiêm trọng, có thể hay không phán hoãn thi hành hình phạt không nhất định. Dương Hồng Căn vẻ mặt đưa đám nói, hắn cũng chính là uống rượu quá nhiều hiếu kỳ vào xem, bên trong sớm cũng làm người ta cho trộm giống, dạng này, ta nhận phạt còn không được nha, nếu là hắn đi vào đời này liền xong rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng chớ gấp, dạng này a, ta giới thiệu một cái tốt luật sư cho ngươi, giúp con của ngươi biện hộ, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hồng Căn cũng chỉ có thể tiếp nhận, Hứa Thuần Lương đem Thanh Nguyên luật sư sở sự vụ Trần Nguyên giới thiệu cho hắn, để hắn đi tìm Trần Nguyên. Có Hứa Thuần Lương đề cử, Trần Nguyên tự nhiên xem như một kiện đại sự đi làm. Lần này cảnh sát hành động bên trong, hết thảy bắt được xong 12 người, tất cả đều là Dương Sơn thôn bảo an. Lần này ngồi vững biển thủ tội danh, mặc dù kia trong cổ mộ không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, nhưng là che giấu không được ác liệt tính chất, bọn này bảo an bên trong cũng bao gồm mấy tên liệt sĩ hậu đại, trong đó có người nhà còn tham gia tiến về kinh thành cáo trạng hành động. Tiến về kinh thành cáo trạng Dương Sơn thôn đại biểu, tại việc này phát sinh không lâu sau liền vội vàng từ kinh thành chạy về, rút về bọn hắn đơn kiện. Thôn bí thư chi bộ Dương Hồng Căn chính thức tuyên bố tướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng quản lý đội ngũ hướng xã hội tiến hành công khai chiêu mộ, toàn bộ hành trình tại cục dân chính giám thị phía dưới,
đối Dương Sơn nghĩa địa công cộng nội bộ không hợp quy hiện tượng tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách, tiếp thụ xã hội giám sát. Cục dân chính nội bộ cũng đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là đối với mấy cái này hương chấn nghĩa địa công cộng vi quy chiếm diện tích hiện tượng lệnh cưỡng chế tại có hạn bên trong trả lại, trong mộ viên đã phát sinh trái với tiêu chuẩn kiến thiết hiện tượng không lại tiếp tục truy cứu, về sau nếu như lại phát sinh vi quy kiến thiết hiện tượng, sẽ cùng nhau xử phạt. Trải qua Đông Châu văn vật bộ môn luận chứng, Dương Sơn nghĩa địa công cộng bị trộm cổ mộ cũng không cái gì văn vật giá trị, nói cách khác đám kia bảo an trộm cái tịch mịch. Ngành công an cũng mặc kệ người có hay không trộm được đồ vật, đám người này động cơ phạm tội rõ ràng nhất, không có khả năng miễn trừ xử phạt. Tại Thanh Nguyên luật sư sở sự vụ tham gia về sau, Dương Hồng Căn vì giảm bớt nhi tử tội danh tốn không ít tiền, bất quá căn cứ đại luật sư Trần Nguyên thuyết pháp, hẳn là có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Dương Hồng Căn mặc dù nhận định chuyện này cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, nhưng là hắn hiện tại đối Hứa Thuần Lương là không hứng nổi nửa điểm trả thù tâm, bởi vì hắn triệt để minh bạch. Đừng nhìn mình ngay tại chỗ có chút thế lực, nhưng là hắn dễ bản không phải đối thủ của người ta, Hứa Thuần Lương có câu nói không có nói sai, liền coi như bọn họ bẩm báo kinh thành, cuối cùng xử lý quyền sẽ còn trả về đến Đông Châu, chỉ cần hắn đang còn muốn Đông Châu sinh hoạt, liền phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dương Hồng Căn cũng không phải một cái cam tâm thua thiệt người, hắn cho rằng đối với chuyện này mình là bị Địch Bình Thanh cho hố, đã Địch Bình Thanh bất nhân, liền đừng trách hắn bất nghĩa. Dương Hồng Căn quyết định Địch Bình Thanh đầu nhập tiền một phân tiền mơ tưởng lấy về. Dương Sơn nghĩa địa công cộng tại kinh lịch cuộc phong ba này về sau, cũng nghênh đón cục dân chính lãnh đạo hiện trường kiểm tra, lần này chiến trận rất lớn, từ cục dân chính trưởng Vương Đồng An tự mình dẫn đội, phó cục trưởng Tống Tân Vũ cũng cùng nhau đến, chủ nhiệm phòng làm việc Hứa Thuần Lương, nhà tang lễ người phụ trách Cảnh Thanh Tùng, thị nghĩa địa công cộng quản lý chỗ người phụ trách Dương Văn Tính toàn đều đi theo đến đây. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, cục dân chính có rất ít dạng này cảnh tượng hoành tráng. Vương Đồng An hiện tại là nhất định phải ra soát một đợt tồn tại cảm, lúc đầu hắn coi là Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình đã chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ai có thể nghĩ tới lại náo ra biển thủ sự tình. Trong thành phố mặc dù không có châm đối với chuyện này tỏ thái độ, nhưng Vương Đồng An không dám thất lễ, bởi vì Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình đã bị Uông Thư Ký phê bình một trận. Nếu như chuyện này lại kinh động đến Uông Thư Ký, chỉ sợ cũng không phải kêu lên quát lớn dừng lại đơn giản như vậy. Đông Châu thì cục dân chính người đứng đầu trước đến kiểm tra công việc, Nguy Sơn huyện phương diện tự nhiên phải có chỗ biểu thị, huyện dân chính cục cục trưởng Triệu Nhữ Mẫn cũng sớm đi vào Dương Sơn nghĩa địa công cộng cổng chờ lấy. Cổ Tuyền trấn người đứng đầu Tương Kỳ Dũng cũng không có thể giả câm vờ điếc, hắn quyết định tự mình cùng đi. Dương Hồng Căn đã sớm biết được cấp trên muốn tới kiểm tra tin tức. Hắn sinh ra ý niệm đầu tiên chính là trốn đi, nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, ý thức được mình trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, vẫn là cứng rắn lấy ra đầu qua tới đón tiếp lãnh đạo thị sát. Cùng Hứa Thuần Lương một phen nói chuyện về sau, hắn trở về lập tức liền bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, để cho người ta một lần nữa tiêu ký Dương Sơn nghĩa địa công cộng mộ viên phạm vi, vượt qua bộ phận tiến hành trả lại, đối đang xây những cái kia vi quy mộ tiến hành cả đổi. Vương Đồng An sắc mặt rất khó coi. Trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này liền không có gì sắc mặt tốt, một người tâm tình ác liệt thời điểm, ngoại trừ đối diện lãnh đạo còn có thể miễn cưỡng vui cười, đối với mấy cái này cấp bậc so với hắn thấp người, hắn đã trải qua lười nhác ngụy trang. Tương Kỳ Dũng cùng Vương Đồng An đánh qua quan hệ không nhiều, hắn hôm nay tới cùng đi cho rằng đã cho đủ mặt mũi, ở đáy lòng hắn đối Vương Đồng An loại này xử cấp cán bộ khuyết thiếu kính sợ, vừa mới bắt đầu khuôn mặt tươi cười đón lấy, biểu hiện ra tương đương cung kính. Nhưng là rất nhanh phát hiện Vương Đồng An không cho hắn một điểm sắc mặt tốt, tâm tình lập tức khó chịu, người Vương Đồng An mặc dù là cục dân chính người đứng đầu, nhưng không phải ta lãnh đạo trực tiếp, ta đến bồi ngươi kiểm tra là người tình. Không bồi ngươi là bản phận. Tương Kỳ Dũng có chút hối hận qua tới, thả chậm bước chân, rồi đang kiểm tra đội ngũ phía sau, sớm biết cái dạng này, còn không bằng phái cái phụ tá tới. Hứa Thuần Lương cũng đi tại đội ngũ phía sau, hai người cứ như vậy đi cùng nhau. Tương Kỳ Dũng đánh giá Hứa Thuần Lương, minh bạch gần nhất Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình chính là con hàng này cho giày vò ra, đi qua nghe nói qua Hứa Thuần Lương người này tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là bọn hắn một mực chưa từng có gặp nhau, Tương Kỳ Dũng đi vào Cổ Tuyền trấn thời điểm, Hứa Thuần Lương đã rời đi Nguy Sơn đảo. Theo lý thuyết Hứa Thuần Lương hỗn hắn dân chính, Tương Kỳ Dũng tại Cổ Tuyền trấn kinh doanh, hai người hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác là có thể đem chân đạp đến hắn chủ chính một mẫu ba phần đất, khiến cho nơi này gà bay cẩu khiêu, chó sủa không được an bình.
gần nhất trong thành phố đưa ra chế tạo Nguy Sơn Hồ toàn vực du lịch, quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết trung tâm hướng cổ Tuyền trấn chuyển di, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng Tương Kỳ Dũng lại phải tất hứa Thuần Lương trước mắt còn phụ trách lấy nghỉ phép khu kiến thiết chỉ huy bộ, nói cách khác hai người bọn họ về sau vô cùng có khả năng sinh ra càng nhiều gặp nhau. Hứa Thuần Lương chủ động cùng Tương Kỳ Dũng lên tiếng chào, Tương thư ký đi. Tương Kỳ Dũng cười cười nói, Hứa chủ nhiệm, người cũng tới. Hứa Thuần Lương nói, theo sát lãnh đạo bước chân, toàn tâm toàn ý phục vụ. Tương Kỳ Dũng gật đầu nói, Hứa chủ nhiệm giác ngộ có thể. Một đám người đi vào bị trộm cổ mộ trước, đây cũng là Vương Đồng An đặc địa yêu cầu. Trước đây trộm mộ hiện trường vành đai cách ly đã rút lui, chủ yếu là văn vật bộ môn ứng cảnh sát mời tới hiện trường làm khảo sát kết quả cho thấy cái này tòa cổ mộ cũng không cái gì khoa khảo giá trị. Cái này cũng cùng cảnh sát tuân hỏi kết quả có thể đối đầu, Dương Tiến Tài đám người kia thứ gì đều không tìm được, đối một tòa không có chút giá trị cổ mộ đương nhiên không có tiếp tục cô lập tất yếu. Vương Đồng An đứng tại cổ mộ trước một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, hảo hảo văn vật lại bị phá hư thành cái dạng này, tất cả đều là bởi vì các ngươi những này nơi đó cán bộ không làm. Dương Hồng Căn rũ cục lấy đầu, hôm nay dù sao làm xong bị mắng chuẩn bị, may mắn cái này cổ mộ không có gì giá trị. Cũng không có còn sót lại cái gì văn vật, vạn nhất thật có bảo bối gì, con của hắn đoán chừng liền không ra được. Đánh người không đánh mặt, Tương Kỳ Dũng còn ở nơi này đâu, hắn nghe được rõ ràng, Vương Đồng An đem hắn cùng một chỗ cho mắng đi vào, Tương Kỳ Dũng đọng lại thật lâu phẫn nộ lập tức bạo phát ra, hắn ha ha cười một âm thanh, Vương Cục, ý của ngài là dân chính cán bộ không làm vẫn là chúng ta cổ Tuyền trấn cán bộ không làm. Vương Đồng An nhìn qua Tương Kỳ Dũng, trong lòng tự nhủ ngươi một cái hàng tiểu bối. Khoa cấp cán bộ, lão tử còn không thể nói ngươi rồi. Trước mặt nhiều người như vậy ngươi dám chống đối ta, muốn cho ta xuống đài không được. Vương Đồng An nói, tiểu tương, ngươi phản ứng có chút kịch liệt a. Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề chúng ta đã nhiều lần vạch, mỗi lần các ngươi đều biểu thị chỉnh đốn và cải cách, nhưng già vấn đề không có giải quyết, vấn đề mới lại nhiều lần phát sinh, chẳng lẽ cái này không gọi không làm. Tương Kỳ Dũng căn bản không có đem Vương Đồng An để vào mắt, Vương Cục. Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề từ xưa đến nay, đã tồn tại nhiều như vậy vấn đề, lúc trước là cái gì có thể thông qua dân chính xét duyệt. Còn hai lần bị dân chính định giá văn minh tiêu binh, xin hỏi các ngươi xét duyệt tiêu chuẩn gì? Có thành tích toàn đều là các ngươi, xảy ra sự tình liền tất cả đều đẩy tới chỗ trên đầu, Vương Cục, các ngươi xử lý như vậy sự tình có phải hay không khiếm khuyết công chính? Vương Đồng An làm sao đều không nghĩ tới mình một cước này đá vào trên miếng sắt, cái này Tương Kỳ Dũng lai lịch gì? Ai cho hắn như thế lớn lực lượng? Một bang đi theo Vương Đồng An tới dân chính cán bộ đều không có lên tiếng âm thanh, bên trong hơn phân nửa đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thuần Lương cùng Tống Tân Vũ giao đưa một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, hai người đều rất thoải mái, chó cắn chó một miệng lông, làm chúng ta thí sự. Lão Vương a lão Vương, ngươi làm là tại cục dân chính. Nơi này là cổ Tuyền trấn, phát huy chọn sai trường hợp. Nguy Sơn huyện cục dân chính trưởng Triệu Nhữ Mẫn cũng không có thể giả câm vờ điếc, nàng nhắc nhở Kỳ Dũng, tiểu tương, người bớt tranh cãi, Vương Cục nói đều là sự thật. Tương Kỳ Dũng liền Vương Đồng An đều không thèm chịu nể mặt mũi huống chi nàng cái này huyện dân chính cục trưởng, Tương Kỳ Dũng nói, sự thật chính là các ngươi dân chính công không làm được vị, vấn đề xuất hiện ở các ngươi trên người mình, các ngươi không nên đem trách nhiệm giao cho địa phương, các ngươi nói Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhiều chỗ vi quy, vì cái gì không ngay đầu tiên quan ngừng. Vương Đồng An bị Tương Kỳ Dũng phách lối cho chọc giận, Tương Kỳ Dũng đồng chí, người đây là giải quyết vấn đề thái độ sao? Nếu như địa phương bên trên đều giống như người phối hợp thêm cấp bộ môn công việc, chúng ta dân chính công việc còn tại sao khai triển? Tương Kỳ Dũng nói, dân chính công việc như thế nào khai triển là chuyện của chính các ngươi, chúng ta địa phương bên trên muốn chuyện quản lý có rất nhiều, dân chính công việc tại công việc của chúng ta phạm vi bên trong chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nếu như có cần, ta sẽ an bài chuyên gia cùng các ngươi kết nối. Tương Kỳ Dũng chỉ kém không nói ta giúp ngươi là ân tình không giúp ngươi là bản phận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Đồng An một gương mặt mo đã bị tức tái rồi, Triệu Nhữ Mẫn nhìn thấy hiện trường đã xuất hiện cục diện bế tắc, nhắm mắt nói, tiểu tương, ta cảm thấy Vương Cục nói đúng, tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình bên trên, các ngươi cũng không là không có có trách nhiệm. Tương Kỳ Dũng nói, ta có trách nhiệm có thượng cấp của ta lãnh đạo hướng ta truy cứu, không có ý tứ A, ta còn có cái hội nghị khẩn cấp muốn mở, đi trước một bước. Hắn nói xong thế mà thật xoay người rời đi, đều chẳng muốn cùng Vương Đồng An lên tiếng kêu gọi.
Vương Đồng An tức giận đến kém chút không có đem một ngụm lão huyết cho phun ra, con hàng này cũng quá cuồng, ngay trước nhiều người như vậy ở trước mặt để cho mình xuống đài không được. Hứa Thuần Lương đối Tương Kỳ Dũng biểu hiện ra cường ngạnh ngược lại là có chút thưởng thức, người này lực lượng đủ đủ, đương nhiên cái này cùng Tương Kỳ Dũng bối cảnh có quan hệ, liền Uông Kiến Minh đều muốn chiếu cố mấy phần nhân vật, tại Vương Đồng An trước mặt từ nhưng không có sợ hãi. Vương Đồng An hôm nay mặt mũi ném đi được rồi, hắn nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại sau lưng Hứa Thuần Lương trên mặt, quát lớn tiểu Hứa, ngươi là thế nào làm việc? Hứa Thuần Lương kỳ thật vẫn luôn nếm thử thoát đi né tránh Vương Đồng An phạm vi tầm mắt, nhưng hắn là chủ nhiệm phòng làm việc, không có khả năng rời đi quá xa, mà lại hắn đối Tương Kỳ Dũng góc cạnh đoán chừng không đủ, cũng không nghĩ tới Tương Kỳ Dũng sẽ công nhiên không cho Vương Đồng An mặt mũi, Vương Đồng An một bụng tà hỏa thế mà chuyển hướng hắn, con hàng này cảm thấy mình dễ khi dễ sao. Mã Lệ Sát Phách, cảm thấy ta là quả hồng mềm. Hứa Thuần Lương ngược lại là không có giống Tương Kỳ Dũng như vậy tại chỗ bão nổi. Cười tủm tỉm nói, Vương Cục yên tâm, ta nhất định tăng cường giám thị. Vương Đồng An từ Hứa Thuần Lương trong tươi cười phẩm vị đến một loại nào đó âm trầm hàn ý, hắn ý thức được mình khả năng chọn sai mục tiêu, tranh thủ thời gian hướng trong đám người Dương Hồng Căn nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề một ngày không chiếm được giải quyết triệt để liền một ngày không được vận doanh, phi pháp chiếm dụng thổ địa lập tức trả lại, không phù hợp tiêu chuẩn mộ địa hết thảy chỉnh đốn và cải cách. Tống Tân Vũ trong lòng tự nhủ Vương Đồng An có phải hay không bị tức đến chập mạch rồi, phi pháp chiếm diện tích trả lại khẳng định là không có vấn đề, nhưng không phù hợp tiêu chuẩn mộ địa cũng muốn chỉnh đốn và cải cách. Ngươi xác định, người ta đều chôn ở phía dưới, ngươi đi chỉnh đốn và cải cách thử một chút, người chết gia thuộc không được cùng ngươi liều mạng. Trong đám châm đối với chuyện này đã thảo luận qua, phương án chính là ngăn chặn về sau lại có đồng loại vi quy sự kiện phát sinh, nói cách khác. Đi qua phát sinh qua sự tình liền trợn một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lúc sau quyết không cho phép lại có vượt qua tiêu chuẩn vi quy làm trái xây. Vương Đồng An phát tiết một trận về sau, cũng mất tiếp tục kiểm tra tâm tình, ném câu tiếp theo ngoan thoại, một tháng sau sẽ còn lại tới kiểm tra bọn hắn chỉnh đốn và cải cách thành quả, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Một đám cục dân chính cán bộ mắt lớn chừng mắt nhỏ, hơn phân nửa đều lựa chọn đi theo lãnh đạo đi, cẩn thận theo sau lưng, duy trì thích hợp khoảng cách. Sợ Vương Đồng An tà hỏa không chú ý đốt tới trên người mình. Hứa Thuần Lương không đi, bởi vì hắn lúc đầu cũng là tự mình lái xe tới, mà lại hắn cũng không muốn cùng Lão Vương cùng đường. Dương Hồng Căn người địa phương này cũng không thể đi, kỳ thật hắn đã hướng lên phía trên đưa qua đơn xin từ chức, nhưng là bị đánh trở về, dựa theo Tương Kỳ Dũng tới nói, con của hắn phạm sai muốn mình gánh chịu, Dương Hồng Căn không cần đối trộm mộ cổ mộ hành vi phụ trách, hắn cũng đừng nghĩ đi thẳng một mạch. Thật muốn từ chức nhất định phải tướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng cái này cục diện rối rắm thu thập nhẹ nhàng khoan khoái mới có thể đi. Dương Hồng Căn vẻ mặt cầu xin hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, Vương Cục yêu cầu hết thảy chỉnh đốn và cải cách, ta nên làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, hắn nói sao? Dương Hồng Căn gật đầu nói, hắn còn nói một tháng sau muốn tới kiểm tra. Hứa Thuần Lương cười một tiếng nói, một tháng sau hắn có còn hay không là cục dân chính trưởng đều không tốt nói. Dương Hồng Căn kinh ngạc há to miệng, hắn hôm nay xem như mở mắt, Tương Kỳ Dũng trước mặt mọi người chống đối Vương Đồng An đã là để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc, cái này Hứa Thuần Lương vậy mà ám chỉ Vương Đồng An làm không lâu. Dương Hồng Căn thanh sở Tương Kỳ Dũng bối cảnh, Dương Hồng Căn rõ ràng hơn Hứa Thuần Lương thủ đoạn, hắn tại Hứa Thuần Lương trước mặt đã rất là biết điều, cung kính nói, Hứa chủ nhiệm, người cảm giác đến công việc của chúng ta còn có cái gì không đủ. Hứa Thuần Lương nói, Cổ Tuyền Trấn rất nhanh liền có đại phát triển. Hết thảy đều muốn cho cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết nhường đường, cần muốn các ngươi làm ra hy sinh địa phương nhất định phải phối hợp, thổ địa không phải ngươi, cũng không phải Dương Sơn Thôn, cuối cùng đều là quốc gia. Dương Hồng Căn liên tục gật đầu. Hứa Thuần Lương lại nói, khỏe mạnh ở chỗ này đầu bao nhiêu tiền? Dương Hồng Căn mặt lộ vẻ khó xử. Hứa Thuần Lương nói, không chịu nói coi như xong. Không phải không chịu nói, cũng không có nhiều. Cái này không còn chưa bắt đầu toàn diện hợp tác liền bị cha xảy ra vấn đề nha. Hứa Thuần Lương nói, đem các ngươi trước đó ký tên hợp đồng đưa cho ta qua xem qua. Dương Hồng Căn dầu dĩ nói, người nên sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của chúng ta à. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm đi, muốn truy cứu cũng là truy cứu khỏe mạnh trách nhiệm, ta nói người nhìn người có chút không cho phép à, từ khi Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình sau khi phát sinh, Địch Bình Thanh liền làm rùa đen rút đầu. Chỗ có trách nhiệm đều là ngươi, hắn coi như không ra mặt, liền câu nói cũng không giúp ngươi nói sao.
dạng này người ngươi thế mà cũng nguyện ý hợp tác. Dương Hồng Căn trong lòng đối Địch Bình Thanh oán khí là rất lớn, đương nhiên hắn cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương đang chọn toa, thở dài nói, chỉ là sinh ý bên trên lui tới, người ta bằng cái gì giúp ta. Hứa Thuần Lương nói, hắn cùng dân chính phương diện quan hệ nhưng không là bình thường tốt, nếu như hắn thật muốn giúp ngươi, cũng sẽ không làm đến bây giờ cái dạng này. Dương Hồng Căn mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng hắn lịch duyệt xã hội là tương đương phong phú, hắn ý thức được Hứa Thuần Lương chân chính muốn đối phó người không phải mình, bằng không thì cũng sẽ không giới thiệu luật sư cho hắn. Hiện tại xem ra, Hứa Thuần Lương muốn nhằm vào người là Địch Bình Thanh, mình là bị Địch Bình Thanh liên lụy. Dương Hồng Căn nói, quay lại ta đem hợp đồng chỉnh lý tốt đưa cho ngài đi qua, bất quá, người nhất định phải giúp ta giữ bí mật a. Hứa Thuần Lương cười nói, nhất định. Hắn biết Dương Hồng Căn từ nhà ra giờ khắc này, nội tâm trời bình đã đảo hướng chính mình. Hứa Thuần Lương trở lại bên cạnh xe của mình, nhìn thấy cảnh Thanh Tùng còn chưa đi, tại cách đó không xa hút thuốc chờ hắn. Hứa Thuần Lương nói, cảnh chủ nhiệm, làm sao không có cùng Vương Cục cùng một chỗ trở về. Cảnh Thanh Tùng cười nói, sợ bị mắng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, lên xe, ta đưa ngươi. Cảnh Thanh Tùng thuốc lá bóp, lên xe của hắn. Lái vào đại lộ về sau. Cảnh Thanh Tùng nói, Hứa chủ nhiệm, lần trước nói cho ngươi sự tình ngươi không quên à. Hứa Thuần Lương nhớ tới hắn muốn mời mình chuyện ăn cơm, cười nói, hai ngày này bận quá, cho nên còn không có lo lắng đi tẩu tử nơi đó. Cảnh chủ nhiệm, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng thôi, chúng ta quan hệ này không cần đi vòng tử. Cảnh Thanh Tùng nói, cũng không nhiều lắm sự tình, chính là nghe nói ngươi cùng Tần Ngọc Kiều sinh ra một chút hiểu lầm, lão bà của ta muốn giúp lấy giải thích một chút. Hứa Thuần Lương nói, cũng là vì chuyện công tác, ta không có để ở trong lòng, liền không có giải thích cần thiết đi. Cảnh Thanh Tùng cười nói, ta cũng là nói như vậy. Hứa Thuần Lương nói, Tần viện trưởng bình thường không ít khiến hai người quan tâm à. Cảnh Thanh Tùng cười lên ha hả, chúng ta bình thường lui tới không nhiều, nàng cái nào dùng chúng ta quan tâm à. Cũng thế, nàng rất có tiền, biệt thự lớn ở, Cayenne mở ra, cảnh chủ nhiệm, câu hỏi không nên hỏi. Nàng ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cảnh Thanh Tùng nói, Hứa chủ nhiệm, người có phải hay không nghe nói cái gì rồi? Người nhưng chớ tin a, ta là biết đến, nàng đặc biệt có đầu óc kinh tế, đầu tư cổ phiếu, xào phòng đều rất có một bộ, điểm này chúng ta đều rất đeo phục. Hứa Thuần Lương cười nói, hai năm này xào phòng đến tiền xác thực nhanh, cảnh chủ nhiệm, người liền không có đi theo học một chút. Cảnh Thanh Tùng thở dài nói, chúng ta điểm này chết tiền lương nào có vốn liếng đi xào phòng a? Hứa Thuần Lương nói, Tần viện trưởng ở biệt thự tựa như là Khang Kiện tập đoàn danh hạ. Cảnh Thanh Tùng sửng sốt một chút, hắn là thật không biết, cho tới nay đều coi là cô em vợ mình mua biệt thự lớn đâu. Hứa Thuần Lương nói, đầu tư cổ phiếu, xào phòng đều sẽ lưu lại ghi chép, đầu nhiều ít, kiếm lời nhiều ít, có thể liệt kê một cái rõ ràng, nếu như thu nhập cùng chi tiêu không khớp, kia chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Cảnh Thanh Tùng nói, tiểu Hứa, lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất nghe nói một chút tin tức, đối Tần Ngọc Kiều có chút bất lợi, liền nói chúng ta cục dân chính kiểm tra sức khỏe khối này đi, vốn phải là công hội phụ trách, đều là Tần Ngọc Kiều tại liên hệ, ta để cho người ta sơ bộ hiểu rõ một chút, chúng ta kiểm tra sức khỏe giá cả không có bất kỳ cái gì chiết khấu, hòa đồng dạng tiền có thể tại địa phương khác làm càng nhiều hạng mục, ta quá khứ là làm chữa bệnh xuất thân, cho nên trong đó môn đạo ta là phi thường thanh sở. Cảnh Thanh Tùng nói, ý của ngươi là... Hứa Thuần Lương cười nói, chúng ta cái nào nói cái nào, ta chỉ là hữu nghị nhắc nhở, khả năng bên trong căn bản là không có vấn đề gì, Tần viện trưởng lại đầu tư cổ phiếu lại xào phòng, kiếm nhiều tiền người hẳn là sẽ không coi trọng chút tiền lẻ này, nàng kia a thông minh, sẽ không ở loại này vấn đề nhỏ bên trên thất bại. Cảnh Thanh Tùng nói, nàng tại trái phải rõ ràng bên trên vẫn có thể sách rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng không biết một tí gì nhà mình cô em vợ. Hứa Thuần Lương nói, dân chính hàng năm kiểm tra sức khỏe phí cũng có hơn 100 vạn, dựa theo bình thường quy tắc, trích phần trăm có thể đạt tới 10%. Cảnh Thanh Tùng trong lòng suy nghĩ, đây không phải là hàng năm đều có hơn 10 vạn trích phần trăm. Cô em vợ lợi hại a, quang thể kiểm một hạng trích phần trăm liền so với mình tiền lương cao. Cảnh Thanh Tùng đi theo Hứa Thuần Lương trở lại cục dân chính, trực tiếp đi nhân sự khoa tìm lão bà hắn Tần Ngọc Đình. Hắn đem Hứa Thuần Lương trên đường nói lời hướng Tần Ngọc Đình đơn giản thuật lại một lần, Tần Ngọc Đình nghe xong lập tức khẩn trương khởi tới. Lão Cảnh, người không nghe ra tới sao, hắn là cố ý đem những tin tức này tiết lộ cho ngươi. Cảnh Thanh Tùng làm sao lại nghe không hiểu,
hắn thở dài nói, muội muội của ngươi là người trưởng thành rồi, chuyện của nàng chúng ta cũng không quản được, liền nói biệt thự chuyện kia, ngươi biết là tại Khang Kiện tập đoàn danh nghĩa sao? Tần Ngọc Đình cũng không biết, nàng nói với ta là mình mua. Cảnh Thanh Tùng nói, nàng cái dạng gì người khác không biết ngươi không biết à? Ái mộ hư vinh, mèo khen mèo dài đuôi, liền nói chúng ta cái này cục dân chính bên trong, nàng đắc tội nhiều ít người, nàng có thể có hôm nay, còn không phải là bởi vì cha ngươi mặt mũi. Tần Ngọc Đình nói, ta phải nói một chút nàng. Nàng sẽ nghe lời ngươi. Ngọc Đình, đừng ngốc, ngươi là vì tốt cho nàng, nhưng nàng cho rằng ngươi là ghen ghét nàng, ngươi đánh ta nói tới. Hai. Tần Ngọc Đình nói, vậy ta cũng phải nói a, ta chỉ như vậy một cái muội muội. Cảnh Thanh Tùng quả nhiên không có nói sai, Tần Ngọc Đình tận tình thuyết phục căn bản không có đạt được Tần Ngọc Kiều lý giải, Tần Ngọc Kiều không những không nghe, ngược lại hướng về phía nàng quẳng lên văn kiện. Tỷ, người từ chỗ nào nghe được những lời đồn đãi này? Tần Ngọc Đình nói, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có đem Hứa Thuần Lương danh tự cho tuôn ra đến, chủ yếu là lo lắng muội muội tính tình đi lên trực tiếp đi tìm Hứa Thuần Lương lý luận. Ta nhìn căn bản chính là tin đồn thất thiệt. Tóm lại không có những chuyện này tốt nhất, Ngọc Đình, chúng ta tại thể chế bên trong công việc, sợ sẽ nhất là kinh tế bên trên xảy ra vấn đề. Tần Ngọc Kiều nói, người vẫn là chưa tin ta, dù sao từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta làm thế nào, trong mắt người ta đều là sai. Ta không có nghĩ như vậy qua, cha mẹ ta phải đi trước, thân là đại tỷ ta nên chiếu cố ngươi. Đủ rồi, Tần Ngọc Kiều lông mày đứng đấy, mắt phượng trợn lên, dáng vẻ phẫn nộ đem Tần Ngọc Đình giật nảy mình. Tần Ngọc Kiều nói, đi qua cha mẹ quản ta, hiện tại ngươi lại muốn xen vào ta, ta là một người, ta có tự do lựa chọn sinh hoạt quyền lợi, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Tần Ngọc Đình nói, Ngọc Kiều, ta là quan tâm ngươi. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa quan tâm, trong lòng ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào cho là ta không rõ ràng. Tỷ, đừng có lại lập người tốt xếp đặt, làm đến cuối cùng ngươi đem chính mình cũng lừa. Tần Ngọc Đình khí đến sắc mặt tái nhợt tay chân phát run, Ngọc Kiều, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta? Nếu như ngươi không phải muội muội ta, ta mới lười nhác quản ngươi. Tần Ngọc Kiều nói, ngươi tốt nhất đừng quản ta. Tần Ngọc Đình nói, được, là ta xen vào việc của người khác, Ngọc Kiều, ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu, người biệt thự kia là thế nào tới? Có phải hay không là ngươi danh tự? Tần Ngọc Kiều chỉ vào cửa phòng làm việc nói, ra ngoài. Tần Ngọc Đình tức giận đến nước mắt đều nhanh chảy xuống, quay đầu bước đi, kéo cửa phòng ra gặp ngay phải ở bên ngoài chuẩn bị gõ cửa phó viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ. Ngô Sĩ Kỳ tuét miệng lên tiếng chào, Tần Ngọc Đình căn bản không để ý hắn, nổi giận đùng đùng đi. Tần Ngọc Kiều cũng phát hiện Ngô Sĩ Kỳ, hai con đẹp mắt mắt phượng trừng đến căng tròn, Ngô Sĩ Kỳ đi cũng không được ở lại cũng không xong, đứng tại cửa ra vào dị thường xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, các nàng hai tỷ muội nên không phải hiểu lầm ta nghe lén. Các nàng cãi nhau à? Tần Ngọc Kiều nói, ngươi có việc? Không có, không có, à, có chút việc. Nói à? Ngô Sĩ Kỳ bị Tần Ngọc Kiều đột nhiên tăng cao âm điệu dọa đến khẽ run rẩy. Tại dân chính bệnh viện, hắn cũng là bị Tần Ngọc Kiều ức hiếp đã quen, hít vào một hơi nói, trung y viện bên kia nghĩ hẹn cái thời gian một lần nữa nói chuyện hợp cùng. Tần Ngọc Kiều nói, bọn hắn tìm tới ngươi rồi. Ngô Sĩ Kỳ lắc đầu, không phải. Thẩm viện trưởng cho ngài đánh mấy lần điện thoại người đều không có nhận, cho nên mới tìm tới ta. Tần Ngọc Kiều nhìn lướt qua mình điện thoại trên bàn làm việc, vừa rồi chỉ lo cùng tỷ tỷ cãi nhau, không để ý đến Trầm Đức Tài điện báo, nàng nhẹ gật đầu, được rồi, ta đã biết. Ngô Sĩ Kỳ còn chưa đi. Tần Ngọc Kiều nói, ngươi còn có chuyện khác. Ngô Sĩ Kỳ gật đầu nói, văn phòng sự tình, ta tìm mấy gian phù hợp tiêu chuẩn văn phòng, người muốn hay không chọn lựa một chút. Nhắc lên chuyện này Tần Ngọc Kiều liền hận đến nghiến răng, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, giết người bất quá đầu chạm đất, ta đã nhượng bộ, ngươi còn hùng hổ dọa người, nàng khoát tay áo nói, hai ngày nữa lại nói. Ngô Sĩ Kỳ nhìn ra tâm tình của nàng cực độ ác liệt, không cần thiết tiếp tục lưu lại rủi ro, biểu thị không sao, rời đi thời điểm lại trợ giúp Tần Ngọc Kiều giữ cửa cho mang lên. Ngô Sĩ Kỳ đã bắt đầu rời xa lúc đầu văn phòng, phòng làm việc của hắn diện tích cũng vượt chỉ tiêu. Cấp trên đã hạ chỉnh đốn và cải cách thông chi, hắn đương nhiên phải nhanh một chút giải quyết, trên một điểm này hắn cùng Tần Ngọc Kiều vô pháp so sánh, người ta có tiền có hậu đài, hắn cái gì cũng không có. Nhìn qua trung y viện thứ hai phụ thuộc bệnh viện chiêu bài, Ngô Sĩ Kỳ trong lòng thầm nghĩ, có lẽ núi vẫn là ngọn núi kia,
nước vẫn là cái kia đạo nước, hết thảy vẫn như cũ, hai ngày nữa hết thảy liền khôi phục như thường, trong đám không có khả năng tướng Trung Y Viện khôi phục khoa từ nơi này đuổi đi ra. Ngô Sĩ Kỳ trong lòng đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem hắn giật nảy mình, Ngô Sĩ Kỳ móc ra điện thoại, không cẩn thận điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình quẳng rách ra, Ngô Sĩ Kỳ nhìn điện thoại di động lại là đau lòng lại là phẫn nộ, ai gọi điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình danh tự, hắn khí trong nháy mắt lại tiêu tan, điện thoại là chủ nhiệm phòng làm việc Hứa Thuần Lương đánh tới. Ngô Sĩ Kỳ tiếp thông điện thoại, Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, Ngô viện trưởng, ngươi đến trong đám một chuyến. Sự tình gì? Ngươi đã đến liền biết, Hứa Thuần Lương bên kia đã cúp điện thoại. Ngô Sĩ Kỳ có chút buồn bực, ngươi một chiếc điện thoại liền đem ta kêu lên. Ta dù sao cũng là dân chính bệnh viện phó viện trưởng, ta cũng là phó khoa cấp. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút hắn cùng Hứa Thuần Lương ai lớn vấn đề, liền nửa phút đồng hồ đều không có do dự, liền quyết định lập tức đi tới. Hắn cũng do dự một chút muốn hay không đem trong chuyện này báo cho Tần Ngọc Kiều, bất quá cuối cùng vẫn quyết định không nói trước, chờ nhìn thấy Hứa Thuần Lương nhìn xem rốt cục sự tình gì mới quyết định. Nửa giờ sau, Ngô Sĩ Kỳ đã xuất hiện tại Hứa Thuần Lương văn phòng, hắn lo lắng cho mình chậm, sau khi vào cửa liền giải thích, Hứa chủ nhiệm, không có ý tứ a. Ta tại bệnh viện xử lý một ít chuyện, cho nên hơi muộn trong chốc lát. Hứa Thuần Lương cười nói, không muộn, ngồi. Ngô Sĩ Kỳ nhìn chung quanh một chút căn phòng làm việc này, liền ghế sofa đều không có, khó trách Hứa Thuần Lương nói bọn hắn văn phòng diện tích vượt chỉ tiêu, liền nói phòng làm việc của mình diện tích cũng là Hứa Thuần Lương căn phòng làm việc này gấp 3 lấy bên trên. Hứa Thuần Lương trong phòng dùng để tiếp đãi chính là hai thanh chồng chất ghế dựa, Ngô Sĩ Kỳ tìm một chương ngồi xuống. Cái mông vừa mới tiếp xúc đến ghế dựa bột liền phát ra két két tiếng vang, hắn không khỏi lo lắng, cái ghế kia có thể hay không tùy thời tan ra thành từng mảnh. Hứa Thuần Lương đứng dậy cầm một bình nước khoáng cho hắn. Ngô Sĩ Kỳ lại đứng dậy tiếp nhận, tạ ơn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không cần câu nệ, chúng ta một lần sinh hai hồi thục, ban đêm không có an bài a. Ngô Sĩ Kỳ nói, không. Hứa Thuần Lương nói, vậy là tốt rồi, quay đầu cùng nhau ăn cơm. Ta hẹn xã cứu khoa Diêm khoa trưởng, đối tống cục cũng sẽ tới. Ngô Sĩ Kỳ vốn định xin miễn, nhưng Hứa Thuần Lương nói xong ban đêm ăn cơm những người này, hắn lại không tốt cự tuyệt, nói xác thực là không dám, Ngô Sĩ Kỳ nhẹ gật đầu tốt. Hắn liếc qua đồng hồ trên tường, cách giờ tan sở còn có một giờ, Hứa Thuần Lương tìm mình muốn nói chuyện gì. Hứa Thuần Lương tựa hồ quên tìm hắn tới dự tính ban đầu, bắt đầu thẩm duyệt văn kiện, cũng không theo Ngô Sĩ Kỳ nói chuyện. Ngô Sĩ Kỳ ngồi ở chỗ đó có chút xấu hổ. Hứa Thuần Lương nói, người đầu tiên chờ chút đã, ta làm xong trên tay công việc sẽ hàn huyên với ngươi. Ngô Sĩ Kỳ cười nói, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Hứa Thuần Lương lại lần nữa vùi đầu công việc. Ngô Sĩ Kỳ có chút một ngày bằng một năm ý tứ, hắn vặn ra nước khoáng, uống một ngụm, chờ trong chốc lát, Hứa Thuần Lương phảng phất căn bản quên trong phòng còn có hắn người này, Ngô Sĩ Kỳ cũng không tiện đi, móc ra tay cơ. Nhìn qua vỡ vụn màn hình, điện thoại di động này mới mua không có mấy ngày, đều là Hứa Thuần Lương cho hại, Ngô Sĩ Kỳ đau lòng a, hắn lên đài điện thoại dùng 5 năm, thật vất vả lão bà đại nhân tài cho hắn đổi một đài. Hứa Thuần Lương bận bịu trong chốc lát, liền cầm lên điện thoại di động trò chuyện lên WeChat. Ngô Sĩ Kỳ lưu ý đến người này trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mập mờ tiếu dung, đoán chừng con hàng này rất có thể đang cùng bạn gái nói chuyện phiếm, dù sao cùng nam nhân sẽ không như thế cười. Cách giờ tan sở còn có 10 phút đồng hồ thời điểm, Hứa Thuần Lương cuối cùng nhớ tới hắn, đúng rồi, Ngô viện trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngô Sĩ Kỳ thật sự là im lặng, rõ ràng là ngươi gọi điện thoại để cho ta tới, hiện tại ngược lại hỏi ta tìm ngươi có chuyện gì? Ta không sao tìm ngươi làm gì, ta lại không bị coi thường. Ngô Sĩ Kỳ nói, Hứa chủ nhiệm, hắn vốn muốn nói người quý nhân hay quên sự tình. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Ngô viện trưởng a. Ngươi thật sự là không có chút nào chủ động, ta không hỏi ngươi, ngươi liền không nói lời nói, chỉ đùa với ngươi, chớ để ý a. Ngô Sĩ Kỳ qua loa cười hai tiếng. Hứa Thuần Lương nói, trong đám cho các ngươi hạ đạt chỉnh đốn và cải cách thông chi có phải hay không đã quán triệt thi hành. Ngô Sĩ Kỳ nói, đã tại chỉnh đốn và cải cách. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là tại chỉnh đốn và cải cách? Ba chuyện, chẳng lẽ không có một kiện hoàn thành? Ngô Sĩ Kỳ nói, chấm công chế độ đã tăng cường, chúng ta Tần viện trưởng chuyên cửa mở cái sẽ cường điệu chuyện này. Hứa Thuần Lương khinh thường cười nói, nàng còn có mặt mũi cường điệu, làm gương tốt liền tốt.
Ngô Sĩ Kỳ không tiện nói gì, bất quá Hứa Thuần Lương câu nói này nói đến ngược lại là không có chênh lệch, Tần Ngọc Kiều bình thường đi làm hoàn toàn chính xác quá tùy ý. Hứa Thuần Lương nói, lão Ngô, ngươi là người biết chuyện, các ngươi dân chính bệnh viện tồn tại vấn đề gì ngươi rõ ràng nhất. Ngô Sĩ Kỳ như ngồi bàn trông, hắn bắt đầu ý thức được Hứa Thuần Lương hôm nay tìm động cơ của mình không tốt, đây là muốn xúi dục mình đối phó Tần Ngọc Kiều sao. Ngô Sĩ Kỳ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục qua loa nói, Hứa chủ nhiệm yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm ngặt quản lý, tìm ra dân chính bệnh viện tồn tại vấn đề cũng tích cực sửa lại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chớ cùng ta chơi sáo lộ, lão Ngô, ta không dối gạt ngươi, có người hướng trong đám báo cáo Tần Ngọc Kiều rất nhiều làm trái nhật ký hành trình là, trước mắt chúng ta còn tại hiểu rõ bên trong, chẳng mấy chốc sẽ đưa nàng tất cả hỏi để tổng hợp hướng ban ngành liên quan tiến hành báo cáo, ngươi tốt nhất không có tham dự trong đó. Ngô Sĩ Kỳ bị Hứa Thuần Lương giật nảy mình, ta không có, chuyện của nàng ta không biết, ta cũng không có tham dự qua. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm vui, cái này Ngô Sĩ Kỳ căn bản cũng không cấm dọa, hắn cười nói, ngươi chớ khẩn trương a, ta lại không nói ngươi cùng với nàng thông đồng một mạch trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngô Sĩ Kỳ trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hỏng, Tần Ngọc Kiều khả năng thật bị để mắt tới, này nương môn bình thường liền quá kiêu căng. Chưa chừng kinh tế bên trên thật có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, nội tình tin tức, dân chính bệnh viện tầng quản lý gần nhất gặp phải một lần rất lớn biến động, đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Lão Ngô, ta cảm thấy ngươi cái này cái người hay là rất có tinh thần trọng nghĩa, rất có thể kiên trì nguyên tắc. Ngô Sĩ Kỳ nói, bệnh viện chúng ta làm quyết sách đều là Tần viện trưởng, người cũng biết, ta là phó chức, ta nói cũng không quản lý việc nhà. Hắn chỉ kém không nói dân chính bệnh viện bất cứ chuyện gì đều không liên quan tới mình. Hứa Thuần Lương nói, phó chức làm sao vậy, phó chức cũng là người quản lý, người thấy chức vị chính có sai lầm nên vạch đến, lui một bước cũng nên hướng trong đám báo cáo, ai cũng không phải vừa lên đến coi như chức vị chính, nếu như chứng minh Tần Ngọc Kiều Đức không xứng vị, như vậy ngươi liền có lý do thay vào đó. Ngô Sĩ Kỳ tuét miệng, cảm giác lạnh khí hung hăng hướng mình trong bụng rót, ta cũng nghĩ a, ta không có hậu trường a. Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi đừng đùa ta có được hay không? Lâm lúc tan việc, xã cứu khoa phó khoa trưởng Diêm Ái Quốc tới, tối nay là Hứa Thuần Lương tổ cục, mời khách địa phương tại Tống Tân Vũ nhà phụ cận Mân Nam Hải Thiên Thành. Diêm Ái Quốc hiện tại đã quyết tâm cùng Hứa Thuần Lương khóa lại ở cùng một chỗ, không chỉ bởi vì Hứa Thuần Lương là xã cứu khoa khoa trưởng, là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng bởi vì hắn từ Hứa Thuần Lương trên thân thấy được một loại hướng lên khả năng. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi trẻ, người ta thế nhưng là thực có can đảm làm, đi vào cục dân chính thời gian mặc dù không dài, nhưng là đã làm mấy kiện oanh oanh liệt liệt đại sự. Xã cứu khoa phó khoa trưởng Lý Học Khánh vốn là muốn khiêu chiến Hứa Thuần Lương quyền uy, kết quả không có mấy ngày liền bị Hứa Thuần Lương cho chuyển xuống, hiện tại xã cứu khoa kỳ thật chính là Diêm Ái Quốc đương gia. Hứa Thuần Lương nghề chính là cục chủ nhiệm phòng làm việc, xã cứu khoa sự tình trên cơ bản đều giao cho Diêm Ái Quốc. Diêm Ái Quốc hiện tại là danh chính ngôn thuận người đứng thứ hai, Hứa Thuần Lương không có ở đây thời điểm hắn định đoạt. Đương nhiên Diêm Ái Quốc cũng rõ ràng Lý Học Khánh cùng Tống Tân Vũ quan hệ, tự mình nhắc nhở Hứa Thuần Lương, Tống Tân Vũ có thể hay không đối bọn hắn có ý tưởng. Hứa Thuần Lương cho rằng Diêm Ái Quốc quá lo lắng, Tống Tân Vũ mới không đáng vì một cái đã không có hy vọng Lý Học Khánh tới tội mình, Tống Tân Vũ trong khoảng thời gian này rõ ràng thái độ đối với hắn thân cận rất nhiều. Trong thiên hạ liền không có không muốn mài chính phó chức, Tống Tân Vũ cũng giống như vậy, trong lòng của hắn nhất lo nghĩ là Vương Đồng An vị trí, gần nhất cục dân chính liên tiếp xảy ra vấn đề, trong thành phố mấy vị lãnh đạo đối Vương Đồng An đều rất có phê bình kín đáo, Tống Tân Vũ lại không phải người ngu, cơ hội tốt như vậy hắn mới sẽ không bỏ qua, nhưng là chỉ bằng Tống Tân Vũ một lực lượng cá nhân là không thể nào thực hiện đá đi Vương Đồng An thay vào đó nguyện vọng, hắn nhất định phải kết đảng mưu lợi riêng. Nhất định phải đoàn kết cục dân chính nội bộ sinh lực. Trước mắt mà nói, cục dân chính đã có thực lực lại có đảm lượng khiêu chiến Vương Đồng An người trẻ tuổi chính là Hứa Thuần Lương. Làm có hy vọng nhất tiếp nhận Vương Đồng An vị trí người, Tống Tân Vũ một mực điệu thấp làm người đoàn kết đồng sự, tại cục dân chính nội bộ danh tiếng không tệ, hắn hiện tại thiếu khuyết chính là một cái cơ hội, mắt thấy cơ hội rốt cục xuất hiện. Tống Tân Vũ thấy phi thường rõ ràng, Diêm Ái Quốc đã bị Hứa Thuần Lương cho thu phục. Người này minh là xã cứu khoa phó khoa trưởng, trên thực tế đã thành Hứa Thuần Lương tiểu đệ. So với xã cứu khoa trận kia không thấy khói lửa quyền lực tranh đấu, Dương Sơn nghĩa địa công cộng gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện, hiển nhiên muốn kịch liệt nhiều cũng đặc sắc hơn nhiều.
Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Tống Tân Vũ tự mình chứng kiến Dương Sơn thôn bí thư chi bộ Dương Hồng Căn cúi đầu toàn bộ quá trình. Vương Đồng An tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng bị Tương Kỳ Dũng đối phải gấp hỏa công tâm, dẫn lây sang Hứa Thuần Lương, tình cảnh Tống Tân Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn lúc ấy nội tâm mừng thầm, Vương Đồng An cái lão hồ ly này đắc tội ai không tốt, hắn nhất định phải đắc tội Hứa Thuần Lương. Tống Tân Vũ chính suy nghĩ muốn tự mình an ủi một chút Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương đã chủ động tổ cục ăn cơm. Mân Nam Hải Thiên Thành đã cho Hứa Thuần Lương dự lưu tốt phòng, Hứa Thuần Lương xe vừa tới bãi đỗ xe, thái quản lý ra đón lấy. Diêm Ái Quốc không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên, một cái cùng Đông Châu người đứng đầu thư ký xưng huynh gọi đệ người, một thân mạch có thể thấy được lốm đốm. Ngô Sĩ Kỳ toàn bộ hành trình đều là thấp thỏm lại kích động, chớ nhìn hắn cùng Diêm Ái Quốc một dạng đều là môn phụ, nhưng là hai người địa vị là không giống, lại càng không cần phải nói đêm nay còn có Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ. Dựa theo lệ cũ, bình thường tới nói lãnh đạo bình thường đều là cái cuối cùng đến, nhưng là hôm nay Tống Tân Vũ sách tới sớm. Hứa Thuần Lương bọn hắn tiến gian phòng thời điểm, Tống Tân Vũ một người ngồi ở đằng kia, quản lý đại sảnh cùng hắn chính nói chuyện phiếm, Tống Tân Vũ cũng là khách quen của nơi này. Hứa Thuần Lương vừa vào cửa liền cười nói, Tống Cục, không có ý tứ a, chúng ta trên đường kẹt xe tới chậm. Tống Tân Vũ nói, nhà ta liền ở tại phụ cận đi tới. Trong lòng đương nhiên minh bạch, Hứa Thuần Lương cũng là bởi vì cách hắn nhà gần mới an bài ở chỗ này. Thái quản lý đi theo vào, cúi đầu khom lưng hỏi Hứa Thuần Lương lúc nào mang thức ăn lên, Hứa Thuần Lương để hắn hiện tại liền có thể dọn thức ăn lên. Thái quản lý quay người ra ngoài, quản lý đại sảnh trước đưa hai bình mao đài tiến đến. Hứa Thuần Lương ở chỗ này ăn cơm đều là Đinh Tứ phụ trách tính tiền, đồ ăn đều không cần điểm, thái quản lý biết phải nên làm như thế nào. Ngô Sĩ Kỳ thở đều biến phải cẩn thận, đi vào Tống Tân Vũ trước mặt lên tiếng chào hỏi. Tống Tân Vũ cười nói, tiểu Ngô A, ta cũng không biết ngươi muốn đi qua. Ngô Sĩ Kỳ trong lòng tự nhủ, đừng nói ngươi không biết, liền ta chính mình cũng không biết ta muốn tới dùng cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, Tống Cục, người khả năng không biết, ta cùng Ngô Viện đã sớm quen biết, chúng ta là lão bằng hữu. Ngô Sĩ Kỳ trong lòng giật cả mình, Hứa Thuần Lương A, Hứa Thuần Lương. Ngươi không thể bẫy ta như vậy a, ta mới nhận biết ngươi mấy ngày. Ai cùng ngươi đã sớm nhận biết, ai cùng ngươi là lão bằng hữu. Tống Tân Vũ nói, nhớ lại, ngươi đi qua chính là hệ thống vệ sinh, khó trách a, ngươi vừa tới liền đối dân chính bệnh viện nội bộ tình huống quen thuộc như vậy. Ngô Sĩ Kỳ còn không có uống rượu cũng cảm giác mình đã choáng, xong, triệt để xong, Tần Ngọc Kiều gần nhất đều đang hoài nghi bọn hắn dân chính bệnh viện nội bộ có người mật báo. Hứa Thuần Lương làm như vậy tương đương đem chuyện này cho ngồi vững, mình này lại là trong đúng quần xóa bùn đất, không phải chết cũng là chết. Hứa Thuần Lương nói, nếu không phải Sĩ Kỳ hỗ trợ, ta còn không biết dân chính bệnh viện nội bộ tồn tại nhiều vấn đề như vậy đâu. Ngô Sĩ Kỳ đã chết lặng, đều gọi ta Sĩ Kỳ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mấu chốt là ngươi cũng không phải chi kỷ của ta, bằng cái gì muốn để ta vì ngươi chết. Hứa Thuần Lương đẩy đã chết lặng Ngô Sĩ Kỳ ngồi tại Tống Tân Vũ bên người. Diêm Ái Quốc cùng hắn khiêm nhượng một phen, cuối cùng vẫn là sát bên Tống Tân Vũ ngồi xuống, Hứa Thuần Lương ngồi tại Ngô Sĩ Kỳ bên người. Thức ăn tinh mỹ, rượu ngon cam thuần, nhưng Ngô Sĩ Kỳ miệng bên trong lại như là nhai sáp nến, một trái tim đã ngã rơi xuống thung lũng, chỉ là máy móc bồi tiếp mọi người cùng nhau bưng rượu. Ba chén rượu vào trong bụng, Tống Tân Vũ chủ động tìm Hứa Thuần Lương uống một chén, tiểu Hứa A, hôm nay tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng ngươi chịu ủy khuất, công việc đều là ngươi làm. Cuối cùng còn bị phê bình, ngươi yên tâm, chờ có cơ hội ta giúp ngươi hướng Vương Cục giải thích. Hứa Thuần Lương làm sao có thể nhìn không ra hắn mục đích, còn ngại mình đối Vương Đồng An hận đến không đủ, giúp đỡ hướng trên lửa lại thêm một thanh củi. Hứa Thuần Lương cười nói, Tống Cục, nói thật ta không có để ở trong lòng, gần nhất cục dân chính bộc lộ ra vấn đề hơi nhiều, Vương Cục tâm tình không tốt cũng rất bình thường, ta nghe nói hắn hai ngày trước bị Uông thư ký đánh một trận. Tống Tân Vũ nghe được trong lòng cực kỳ vui mừng, cùng Hứa Thuần Lương liền làm hai chén. Hứa Thuần Lương nói, ba người chúng ta cùng một chỗ kính Tống Cục một chén, hy vọng tương lai không lâu, cục chúng ta tại Tống Cục lãnh đạo hạ phong thanh vân chính, khai sáng phần mới. Diêm Ái Quốc cùng Ngô Sĩ Kỳ nội tâm đồng thời lục bục một chút, đây là muốn biểu trung tâm, đây là trắng trợn muốn xoán vị A. Diêm Ái Quốc không có vấn đề, hắn đã quyết tâm muốn cùng Hứa Thuần Lương trói buộc chung một chỗ. Đương tốt Hứa Thuần Lương tiểu đệ, hiện tại lại nhiều Tống Tân Vũ làm chỗ dựa hắn cầu còn không được, đi qua Tống Tân Vũ một mực không nhìn chúng mình, người hắn thích là Lý Học Khánh.
Bất quá thông qua đêm nay trận này dựa quan hệ có trên bản chất cải biến, Lý Học Khánh dám tỏ thái độ ủng hộ ngươi đương cục trưởng sao? Ta Diêm Ái Quốc có thể, chỉ cần Hứa Thuần Lương nói cái gì, ta liền dám làm gì. Ngô Sĩ Kỳ cũng bưng chén rượu lên, hắn không dám không hợp, nếu là hắn không bưng lên đến, Tống Tân Vũ liền sẽ hoài nghi hắn, hắn cảm giác mình bị mạnh kéo vào mưu phản người trận doanh, ta mẹ nó oan a, ta liền muốn tại dân chính bệnh viện yên ổn hỗn ngày, Hứa Thuần Lương ngươi đem ta kéo vào được làm phiếu lớn, không chỉ muốn nhằm vào Tần Ngọc Kiều, còn muốn đem Vương Cục cho kéo xuống ngựa. Tống Tân Vũ bưng lên chén rượu kia, hắn mím môi, có vẻ hơi kích động, nhưng là hắn cũng biết nói lời không thể quá vẹn toàn, nói khẽ, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, chúng ta là quốc gia công bộc, trách nhiệm của chúng ta là vì nhân dân phục vụ, nếu như quên điểm này, vậy liền có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân. Hứa Thuần Lương nói, Tống Cục nói đến quá tốt rồi, làm đi. Bốn người cùng một chỗ cạn ly rượu này, Hứa Thuần Lương nói, ta đến cục dân chính thời gian mặc dù không dài, nhưng là ta thấy được rất nhiều hiện tượng không bình thường, ta mặc dù cấp bậc không cao, thế nhưng là vị ti không dám vòng yêu nước A. Diêm Ái Quốc gật đầu, Ngô Sĩ Kỳ cũng chỉ có thể đi theo gật đầu, ngoại trừ Hứa Thuần Lương bên ngoài, bọn hắn đều là phó chức, theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đều là thất ý giả. Hứa Thuần Lương nói, Sĩ Kỳ ở phương diện này làm được liền rất tốt, hắn đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, đem dân chính bệnh viện tồn tại vấn đề nói ra, bởi vì việc này hắn còn nhận lấy xa lánh. Ngô Sĩ Kỳ đem đầu đạp kéo xuống, Hứa Thuần Lương ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi, dù sao ta không phản cũng phải phản, ta mẹ nó làm phản rồi, ta nhất định phải làm phản rồi. Tống Tân Vũ nói, ai dám, quả thực là bất chấp phương pháp, Tiểu Ngô, ngươi nói cho ta, ai xa lánh ngươi. Ta cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Ngô Sĩ Kỳ trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương đều nói rõ ràng như vậy, thiếu chút nữa đem Tần Ngọc Kiều danh tự báo ra tới, ngươi còn hỏi ta. Ta nên nói như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, Tống Cục, người đừng kích động, Sĩ Kỳ cũng không muốn kích thích giữa đồng nghiệp mâu thuẫn, vẫn là căn cứ. Tần Ngọc Kiều, Ngô Sĩ Kỳ lớn tiếng nói, có thể là kiềm chế quá lâu, có thể là cồn nguyên nhân, hắn không muốn kìm nén, không phải hắn có thể nín chết, bị Hứa Thuần Lương tươi sống cho nín chết, ngươi không là muốn cho ta cho thấy thái độ sao? Ta đầu hàng, ta quy thuận các ngươi được không? Dù sao ta cũng nhìn Tần Ngọc Kiều cô nương kia không vừa mắt. Ngô Sĩ Kỳ bưng lên ly rượu trước mặt mình một hơi cho làm, nàng người này tương đương bá đạo, lợi dụng trong tay quyền lực khư khư cố chấp, tổn hại công mập tư, tự do tản mạn, nghiêm lấy luật người, rộng mà đối đãi mình, dân chính bệnh viện tồn tại rất nhiều vấn đề đều là nàng tạo thành, chúng ta toàn thể nhân viên đối ý kiến của nàng đều rất lớn. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Ngô Sĩ Kỳ bả vai, hướng hắn dựng lên ngón cái. Tống Tân Vũ âm thầm thở dài, Tần Ngọc Kiều a Tần Ngọc Kiều. Không phải ta vì yêu sinh hận, cũng không phải ta muốn nhằm vào ngươi, hiện tại xem ra ngươi tự thân vấn đề lớn, ngươi đắc tội người cũng quá là nhiều. Diêm Ái Quốc nói, kỳ thật ta cũng đã được nghe nói không ít chuyện của nàng, bất quá ta cùng với nàng trong công tác tiếp xúc không nhiều, người ta bản thân cùng Vương Cục quan hệ lại rất gần, Vương Cục trọng dụng người chúng ta cũng không tốt nói thật sao. Hứa Thuần Lương nói, chẳng cần biết nàng là ai người, nếu như trái với kỷ luật liền nhất định phải tra rõ. Chúng ta dân chính đội ngũ nhất định phải làm được thả thiếu không ẩu. Tống Tân Vũ nói hay lắm. Hứa Thuần Lương nói ngược lại, địa cầu rời ai cũng có thể chuyển, ta không biết nàng là thế nào lên làm viện trưởng này, dựa vào trình độ vẫn là dựa vào nhan trị. Luận đến nghiệp vụ năng lực cùng năng lực quản lý, ta cảm thấy Sĩ Kỳ đều muốn hơn xa nàng. Ngô Sĩ Kỳ vốn định khiêm tốn một câu, nhưng nói đến bên môi lại nghĩ tới loại trường hợp này khiêm tốn cái giám A. Hắn thở dài, một bộ có tài nhưng không gặp thời dáng vẻ. Tống Tân Vũ nói, Tiểu Ngô, ngươi không cần sợ, đem ngươi hiểu rõ tình huống toàn nói hết ra, ta ủng hộ ngươi, dân chính bệnh viện công việc nên giao cho như ngươi loại này có tinh thần trọng nghĩa người tới làm. Ngô Sĩ Kỳ nhiệt huyết sôi trào, Hứa Thuần Lương cùng Tống Tân Vũ kẻ sướng người họa đã triệt để đem hắn kiềm chế thật lâu dã tâm cho kích phát ra, đi qua hắn vẫn cho là mình không có dã tâm gì, kia là hắn đối với mình nhận biết không đủ rõ ràng. Người sống một thế nếu là không có mục tiêu đó không phải là ngồi ăn rồi chờ chết. Ngô Sĩ Kỳ nói, Tống Cục, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Bầu không khí đã tô đậm đến chỗ này, mọi người ai cũng không cần ẩn tàng dã tâm của mình. Ngô Sĩ Kỳ thừa dịp chính choáng liệt kê từng cái Tần Ngọc Kiều tội trạng, muốn nói đúng Tần Ngọc Kiều hiểu rõ nhiều nhất vẫn là bên người nàng Ngô Sĩ Kỳ. Ngô Sĩ Kỳ liền Tần Ngọc Kiều có mấy cái bí mật nhân tình nói hết ra, có là Tống Tân Vũ đã từng nghe thấy qua. Có là hắn chưa từng nghe thấy.
vừa mới bắt đầu Tống Tân Vũ còn không có cảm thấy cái gì, càng về sau có chút nhìn thấy mà giật mình, may hắn không có dính nữ nhân này, không phải vô cùng có khả năng tiền đồ hủy hết. Hiện tại Tần Ngọc Kiều tại hắn hình tượng trong lòng hủy đến rối tinh rối mù, Tống Tân Vũ trong đầu đung đưa Tần Ngọc Kiều cái bóng, Tần Ngọc Kiều vũ mị cười cười, khom người xuống đi, vén váy lên, chó cái một dạng lắc lư lấy thân thể. Tống Tân Vũ thầm mắng, may mà lão tử đem ngươi trở thành thánh nữ một dạng cung cấp, nguyên lai ngươi vậy mà như thế thấp hèn. Kỳ thật loại sự tình này rất bình thường, người ánh trăng sáng chỉ là người khác đùa bỡn bạch mông giúp. Ngô Sĩ Kỳ đêm đó không có gì bất ngờ xảy ra, uống nhiều quá, Hứa Thuần Lương đem hắn đưa về chỗ ở, phát hiện Ngô Sĩ Kỳ ở tại an cư trong phòng, hoàn cảnh chẳng ra sao cả. Ngô Sĩ Kỳ lúc xuống xe khóc lên, hắn nói cho Hứa Thuần Lương mình bị Tần Ngọc Kiều ức hiếp đến quá độc ác, đối nàng sở tác sở vi sớm đã không thể nhịn được nữa, nhưng là Tần Ngọc Kiều phía sau có người. Hứa Thuần Lương biết Ngô Sĩ Kỳ nói cũng không chỉ là rượu nói, vỗ Ngô Sĩ Kỳ bả vai hướng hắn hứa hẹn, nhất định ủng hộ hắn đem Tần Ngọc Kiều từ dân chính bệnh viện thanh trừ ra ngoài. Ngô Sĩ Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan, lập tức liền đem tự mình biết tất cả đều sửa sang lại, giao cho Hứa Thuần Lương, từ hắn ra mặt chủ trì công đạo. Đêm này, cục dân chính trưởng Vương Đồng An cũng lăn lộn khó ngủ, Uông Kiến Minh ngày đó đem hắn kêu lên phát biểu, mặc dù về sau không tiếp tục đi tìm hắn. Nhưng Vương Đồng An nội tâm lại trở nên càng ngày càng thấp thỏm. Cục dân chính chuyện gần nhất thực sự nhiều lắm, hết thảy đều từ Hứa Thuần Lương tới về sau bắt đầu. Vương Đồng An vốn cho rằng Địch Bình Thanh thối lui ra khỏi Dương Sơn nghĩa địa công cộng hạng mục, hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc, ai có thể nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Vương Đồng An hôm nay trước mặt mọi người quát lớn Hứa Thuần Lương tuyệt không phải hào không có lý do giận chó đánh mèo, Tương Kỳ Dũng ghê tởm, Hứa Thuần Lương ghê tởm hơn. Vương Đồng An cho rằng Dương Sơn nghĩa địa công cộng cái vấn đề cho nên bị lộ ra, nguyên nhân căn bản tại Hứa Thuần Lương cùng Địch Bình Thanh mâu thuẫn, hắn thậm chí cho rằng đi sớm nhất Dương Sơn nghĩa địa công cộng báo cáo tỉnh đài phóng viên đều là Hứa Thuần Lương thông qua quan hệ an bài đi qua. Còn có dân chính bệnh viện sự tình, Hứa Thuần Lương bắt lấy Tần Ngọc Kiều đuổi đánh tới cùng, tiếp tục như vậy tuyệt không phải chuyện gì tốt, chưa chừng sẽ náo ra vấn đề càng lớn hơn. Vương Đồng An ý thức được mình nhất định phải ra mặt dập lửa. Trung y viện Trương Vân Thanh là hắn bạn học cũ lão bằng hữu, mặt mũi này là nhất định phải cho. Địch Bình Thanh nơi đó, mình cũng không có khả năng cắt chém sạch sẽ. Hứa Thuần Lương tồn tại không thể nghi ngờ đã trở thành nội bộ tai họa ngầm, ai cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ làm gì. Trêu ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Vương Đồng An rốt cuộc ngủ không nổi nữa, hắn vặn sáng đèn bàn ngồi dậy, trong phòng chỉ có hắn một cái, 5 năm trước hắn cùng lão bà liền đã phân giường mà cư. Cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn một chút, hiện tại là 11 giờ đêm, Vương Đồng An dần dần dọn dẹp hôm nay trò chuyện ghi chép, khi hắn thanh lý đến Bình Thanh Misco ghi chép thời điểm, do dự một chút, vừa xảo lúc này Địch Bình Thanh lại gọi điện thoại tới. Vương Đồng An nhận nghe điện thoại, đầu kia truyền đến Địch Bình Thanh thân thiết thanh âm, Vương Cục, đã trễ thế như vậy quấy rầy người thực sự không có ý tứ. Vương Đồng An nói, tìm ta có việc sao? Địch Bình Thanh nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là nghĩ Vương Cục giúp ta cùng Dương Hồng Căn lên tiếng kêu gọi, cầm lại ta bộ phận đầu tư khoản tiền. Vương Đồng An nói, người quyết định đầu tư thời điểm liền nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta lúc đầu có phải hay không nhắc nhở qua ngươi. Địch Bình Thanh thở dài nói, gần nhất các ngươi cục dân chính không yên ổn vấn đề thường thường ra tại nội bộ. Vương Đồng An nói đến còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta từ cục vệ sinh làm qua đến như vậy một viên đại tướng. Địch Bình Thanh biết hắn có ý tứ gì, Vương Đồng An là trách hắn đem Hứa Thuần Lương từ cục vệ sinh đá ra, nếu như Hứa Thuần Lương còn lưu tại bệnh truyền nhiễm viện, còn đang phụ trách mới bệnh viện kiến thiết, cũng sẽ không tới đến dân chính cục cho bọn hắn một ngạt. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ thế sự khó liệu, ta cũng không nghĩ tới hắn lần này thế mà khoảng cách lớn như vậy, có thể từ cục vệ sinh vượt đến cục dân chính. Địch Bình Thanh nói, hắn là Uông thư ký điểm tướng, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Vương Đồng An nói, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đem Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình thả một chút, không muốn kích thích mâu thuẫn. Địch Bình Thanh nói, Vương Cục, có cái kia tai họa tại liền không thể thiếu mâu thuẫn. Vương Đồng An nói, Địch Tổng, có chút vấn đề là cần ngươi dùng trí tuệ đi giải quyết, ta thực sự không tiện hỏi đến, đúng, gần nhất đều đang đồn Tần Ngọc Kiều ở biệt thự là ngươi mua cho nàng, có chuyện này hay không a? Địch Bình Thanh cười nói, ta cấp cho nàng. Giữa bằng hữu mượn phòng ở không tính là cái gì nguyên tắc tính sai lầm
Vương Đồng An nói, Tiểu Tần dù sao cũng là chúng ta cục dân chính cán bộ, coi như trên nguyên tắc không có sai lầm, để người khác biết ảnh hưởng cũng không tốt. Địch Bình Thanh nói, Vương Cục, người yên tâm, ta có thể xử lý tốt chuyện này. Vương Đồng An thở dài nói, mệt mỏi, ngày mai ta còn được ban. Vậy ta liền không chậm trễ người nghỉ ngơi. Địch Bình Thanh nghe được trong điện thoại cốc 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 âm thanh bận, cắn răng nghiến lợi mắng câu lão hồ ly, Hứa Thuần Lương gần nhất hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Tần Ngọc Kiều vừa tắm rửa xong, mặc màu trắng dục bào từ trong phòng tắm đi tới, đi vào Địch Bình Thanh sau lưng, hai tay ôm cổ của hắn. Địch Bình Thanh hơi không kiên nhẫn lấy ra hai tay của nàng. Tần Ngọc Kiều vòng qua đến Quật Cường ngồi ở trên đùi của hắn, mân mê bờ môi nói, ngươi cũng không nhìn thẳng nhìn ta. Địch Bình Thanh nói, ta nói qua cái gì tới, ngươi không nên cùng họ Hứa phát sinh xung đột chính diện, tiểu tử kia rất quỷ. Tần Ngọc Kiều nói, ta nghe ngươi, chủ động cho Cố Hậu Nghĩa gọi điện thoại, nhưng Cố Hậu Nghĩa lại không hợp ý nhau. Địch Bình Thanh nói, Hứa Thuần Lương bắt lấy vấn đề của ngươi không thả, khẳng định còn muốn tiếp tục tìm tật xấu của ngươi, lão Vương vừa cho ta để tỉnh được. Tần Ngọc Kiều nói, hắn có phải là có tật xấu hay không, vì cái gì luôn luôn cùng ta đối nghịch a? Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ngươi quá để ý mình, Hứa Thuần Lương mục tiêu khẳng định không phải ngươi. Tần Ngọc Kiều nói, ra, ngươi không thể tìm quan hệ bắt hắn cho cầm xuống. Một cái nho nhỏ khoa trưởng có gì có thể trâu. Địch Bình Thanh nói, hắn không đáng kể chút nào, mấu chốt là hắn người đứng phía sau. Tần Ngọc Kiều nói, hắn hậu trường thật sự là Uông Kiến Minh. Địch Bình Thanh nói, có lời đồn đại này, bất quá những này thể chế bên trong cán bộ am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình. Nếu như Hứa Thuần Lương thật phạm vào sai lầm gì lớn, từng cái liền sẽ tranh nhau chen lấn bỏ qua một bên quan hệ. Tần Ngọc Kiều cắn môi một cái nói, ý của ngươi là lão Vương lần này cũng sẽ không giúp ta nói chuyện. Địch Bình Thanh nói, hắn có thể làm lần đầu tiên ngươi sẽ không làm 15A. Tần Ngọc Kiều được hắn nhắc nhở có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác đúng, hắn cũng mở Cayenne, ta nghe nói hắn còn ở tại ẩn hồ quan để trong biệt thự, hắn còn quá trẻ ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Địch Bình Thanh nhịn không được cười lên, nghĩ tại kinh tế bên trên tìm Hứa Thuần Lương mau bệnh cũng không dễ dàng, hắn đùa bỡn Tần Ngọc Kiều ngón tay, thấp giọng nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tại phương diện kinh nghiệm cái nào so ra mà vượt ngươi. Tần Ngọc Kiều chớp chớp hai con ngươi, lão địch, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nên không phải muốn để ta hy sinh nhan sắc xuống tay với hắn. Địch Bình Thanh cười ha ha nói, ta làm sao bỏ được, lại nói làm như vậy đại giới cũng quá lớn. Trong lòng của hắn minh bạch vô cùng, Hứa Thuần Lương không phải không thấy qua việc đời mao đầu tiểu hòa tử, quay chung quanh tại hắn mỹ nữ bên cạnh không nên quá nhiều, liền bì môn tương lai môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan đều có thể bị hắn thu vào tay, hắn lại có thể nào tùy tiện chúng Tần Ngọc Kiều cái bẫy. Địch Bình Thanh bám vào Tần Ngọc Kiều bên tai thấp giọng nói một phen cái gì, Tần Ngọc Kiều nghe xong đỏ mặt nói, người thật là đủ âm. Địch Bình Thanh nói, người khác đều giết tới trên địa bàn của ngươi. Ngươi nếu là lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vậy chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hứa Thuần Lương tiểu tử kia nhìn ánh mắt của ngươi có chút không bình thường, ta hoài nghi hắn đối ngươi ôm có ý đồ. Tần Ngọc Kiều mắng, ta lớn tuổi như vậy, hắn làm sao có thể đối ta có ý tưởng. Địch Bình Thanh nói, ngươi đây liền không hiểu được, nhưng ngươi loại này mới là nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Chỉ có hưởng qua mới biết được trong đó tư vị. Hắn đột nhiên tướng Tần Ngọc Kiều ôm lấy, Tần Ngọc Kiều phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tại hắn đầu vai đập một quyền, sau đó áp sát vào trong ngực của hắn. Trung y viện lần này đàm phán mang theo mất bò mới lo làm chuồng ý tứ, Phó Viện trưởng Trầm Đức Tài đại biểu Trung y viện tới cùng dân chính bệnh viện một lần nữa bàn bạc. Dựa theo quá khứ lệ cũ, Vương Đồng An bình thường sẽ an bài Tống Tân Vũ đi qua đàm phán, nhưng lần này quyết định tự mình có mặt. Hắn không muốn ở giữa tái xuất cái gì đường rẽ. Vương Đồng An để Hứa Thuần Lương cùng đi hắn cùng có mặt đàm phán. Trung y viện bên kia nghe nói Vương Đồng An sẽ đích thân có mặt. Viện trưởng Trương Vân Thanh cũng lâm thời quyết định muốn đi qua. Hắn cùng Vương Đồng An cũng không trước đó câu thông qua. Kỳ thật cho tới bây giờ Trương Vân Thanh cũng nhận vì lần này phong ba không tính là cái đại sự gì. Vì lần này một lần nữa bàn bạc hợp tác có chút huy động nhân lực. Vương Đồng An đến dân chính bệnh viện về sau. Đưa ra đầu tiên đi thăm một chút bọn hắn làm việc địa điểm. Tần Ngọc Kiều là lãnh đạo dẫn đường, mang lấy bọn hắn đi thăm phòng làm việc của mình, tại Địch Bình Thanh nhắc nhở nàng về sau, nàng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành văn phòng di chuyển công việc.
Hứa Thuần Lương cùng trong đám người Ngô Sĩ Kỳ giao đưa một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, kỳ thật Tần Ngọc Kiều hai ngày này gió thổi cỏ lay Ngô Sĩ Kỳ sớm đã bí báo cho Hứa Thuần Lương. Trung y viện lần này đàm phán mang theo mất bò mới lo làm chuồng ý tứ, Phó Viện trưởng Trầm Đức Tài đại biểu Trung y viện tới cùng dân chính bệnh viện một lần nữa bàn bạc. Dựa theo quá khứ lệ cũ, Phương Đồng An bình thường sẽ an bài Tống Tân Vũ đi qua đàm phán, nhưng lần này quyết định tự mình có mặt, hắn không muốn ở giữa lại ra cái gì đường rẽ. Vương Đồng An để Hứa Thuần Lương cùng đi hắn cùng có mặt đàm phán, Trung y viện bên kia nghe nói Vương Đồng An sẽ đích thân có mặt, Viện trưởng Trương Vân Thanh cũng lâm thời quyết định muốn đi qua, hắn cùng Vương Đồng An cũng không trước đó câu thông qua, kỳ thật cho tới bây giờ Trương Vân Thanh cũng nhận vì lần này phong ba không tính là cái đại sự gì. Vì lần này một lần nữa bàn bạc đàm phán có chút huy động nhân lực, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, dù sao muốn làm cái bộ dáng, đối đầu đối hạ cũng tốt giao đời. Vương Đồng An đến dân chính bệnh viện về sau, đưa ra đầu tiên đi thăm một chút bọn hắn làm việc địa điểm. Tần Ngọc Kiều là lãnh đạo dẫn đường, mang lấy bọn hắn đi thăm phòng làm việc của mình, tại Địch Bình Thanh nhắc nhở nàng về sau, nàng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành văn phòng di chuyển công làm. Đổi thành phù hợp tiêu chuẩn văn phòng. Hứa Thuần Lương cùng trong đám người Ngô Sĩ Kỳ giao đưa một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, kỳ thật Tần Ngọc Kiều hai ngày này gió thổi cỏ lay Ngô Sĩ Kỳ sớm đã bí báo cho Hứa Thuần Lương. 2. Vương Đồng An cưỡi ngựa xem hoa nhìn mấy gian phòng làm việc về sau, đối dân chính bệnh viện có lỗi liền đổi thái độ biểu thị tán dương, hắn trước mặt mọi người khen ngợi cũng liền mang ý nghĩa vượt chỉ tiêu sử dụng văn phòng sự tình triệt để lật thiên. Trung y viện lãnh đạo cũng đúng giờ đi tới dân chính bệnh viện, Vương Đồng An cùng Trương Vân Thanh thân thiết nắm tay, đơn giản hàn huyên về sau, mọi người cùng nhau đi vào phòng họp nhỏ. Hội nghị từ Tần Ngọc Kiều chủ trì, nàng đầu tiên kiểm điểm một chút mình trong công tác tồn tại không đủ, không có thể làm tốt hai bên câu thông công việc, để song phương xuất hiện rất nhiều hiểu lầm, đồng thời cũng hứa hẹn về sau sẽ sửa chính cái này một tình trạng, đem song phương hợp tác trở nên càng trong suốt càng phù hợp đương kim tình trạng. Hứa Thuần Lương nghe được rất không chăm chú, chủ yếu là này nương môn rõ ràng đang nói lời nói khách sáo, từ đầu tới đuôi đều không có thừa nhận nàng sai lầm của mình, tướng hết thảy quy tội đến câu thông không đủ. Hứa Thuần Lương đã sớm nhìn ra, hôm nay cái này trận hí chân chính đạo diễn là Vương Đồng An, hắn hẳn là cảm giác được không ổn, sở dĩ chủ động ra bình phục tình thế. Trung y viện viện trưởng Trương Vân Thanh dẫn đầu phát biểu, hắn cười nói, gần nhất ta cũng nghe nói rất nhiều lời đồn đại. Nói trong chúng ta bệnh viện đối dân chính bệnh viện không đủ coi trọng, nói chúng ta tại trong hợp tác khiếm khuyết thành ý, ở đây ta phải tuyên bố một chút, nếu như chúng ta đối dân chính bệnh viện không đủ coi trọng, làm sao có thể tướng thứ hai phụ viện bảng hiệu cho dân chính bệnh viện phủ lên. Tại Đông Châu hệ thống vệ sinh, trong chúng ta bệnh viện thực lực tổng hợp mặc dù không dám nói đứng hàng thứ nhất, nhưng là năm vị trí đầu vẫn là phải tiến vào được. Đám người đi theo gật đầu, tựa hồ tán đồng Trương Vân Thanh thuyết pháp. Hứa Thuần Lương lúc này nói chuyện, đâu chỉ, chuyên khoa trong bệnh viện Trung y viện có thể xếp tới trước ba. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Hứa Thuần Lương trên thân, con hàng này nói đến cũng không phải lời hữu ích, Trương Vân Thanh vừa nói bọn hắn có thể xếp vào tổng hợp 5 vị trí đầu, bên này liền đến câu các ngươi chuyên khoa bệnh viện trước ba, cái này không phải là công nhiên đánh mặt à. Kỳ thật mọi người cũng đều hiểu, Trung y viện thực lực tổng hợp thật sắp xếp không tiến 5 vị trí đầu. Đông Châu Tam Giáp Tổng hợp Bệnh viện liền có 5 chỗ, người Trung y viện chỉ là một cái chuyên khoa Tam Giáp Bệnh viện, làm sao có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Trương Vân Thanh nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn nở nụ cười, tiểu Hứa cũng là chúng ta hệ thống vệ sinh bồi dưỡng ra được cán bộ, đối với chúng ta hệ thống sự tình hiểu rất rõ nha. Vương Đồng An ho khan một tiếng, ý là người Hứa Thuần Lương không nên vào lúc này cắm miệng nói chuyện, không lễ phép. Trương Vân Thanh nói, trong chúng ta bệnh viện đối dân chính bệnh viện vô luận đi qua hiện tại hay là tương lai đều là xem trọng, chúng ta đem dân chính bệnh viện làm thành huynh đệ đơn vị, phụ viện bảng hiệu liền mang ý nghĩa hai nhà chúng ta bệnh viện sẽ bù đắp nhau, cùng hưởng tài nguyên, đồng mưu phát triển. Đương nhiên, phát triển cũng không phải một lần là xong, cần một cái lâu dài quá trình, theo ta được biết, mấy năm này dân chính bệnh viện tổng thể thu nhập là từng năm tăng trưởng, là A Tiểu Tần. Tần Ngọc Kiều gật đầu nói, mấy năm này chúng ta dân chính bệnh viện thu nhập đều tiến vào tốt tăng trưởng. Hứa Thuần Lương nói, Tần Viện, người cái gọi là tốt tăng trưởng là cái gì? Ta cũng hiểu được một chút tình huống, mấy năm này dân chính bệnh viện đem Trung y viện khôi phục khoa thu nhập cũng đưa vào trong đó, nhưng là bộ phận này thu nhập cũng không nộp lên cho trong đám, mà chúng ta lại muốn gánh chịu khôi phục khoa phòng ốc sử dụng cùng thủy điện chi tiêu,
xin hỏi nhà ai khách trọ không giao nộp tiền thuê, không giao nộp phí điện nước, còn muốn đem tất cả thu nhập đều lấy đi. Trung y viện phó viện trưởng Trầm Đức Tài không nhịn được lên tiếng, tiểu Hứa đồng chí, ngươi thuyết minh có vấn đề a, trong chúng ta bệnh viện cũng không có tìm các ngươi muốn quan danh phí a. Từ khi hợp tác đến nay, chúng ta cũng cung cấp chuyên gia phòng khám bệnh cùng hướng dẫn kỹ thuật. Hứa Thuần Lương xuất ra sớm đã chuẩn bị xong văn kiện, hợp tác mới bắt đầu các ngươi xác thực cung cấp qua chuyên gia phòng khám bệnh, bất quá chỉ duy trì 3 tháng, tại trong lúc này, chuyên gia các ngươi cầm đi tất cả đăng ký phí. Chúng ta còn muốn gánh chịu công tác của bọn hắn bữa ăn, tổng cộng đăng ký bệnh nhân hết thảy 153 người, ta có thể hướng mọi người thêm vào nói rõ một chút, mang ý nghĩa trung y viện cái gọi là chuyên gia, bình quân mỗi ngày tỏa chấn nhìn không đến 2 cái bệnh nhân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Trương Vân Thanh nhìn qua Vương Đồng An liền không nên để người này có mặt, rõ ràng tại làm dối, chẳng lẽ là ngươi Vương Đồng An thụ ý. Vương Đồng An cũng là lão giang hồ. Sao có thể làm ra loại này hủy đi mình đài sự tình đâu? Vương Đồng An ngờ tới Hứa Thuần Lương khẳng định sẽ làm dối, đã sớm tối đều sẽ đem vấn đề tuôn ra đến, không nếu như để cho hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có vấn đề ở trước mặt giải quyết, không lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Vương Đồng An mỉm cười nói, tiểu Hứa nói những tình huống này, quý viện có cái gì giải thích? Trầm Đức Tài nói, Vương Cục. Phòng khám bệnh nguyên nhân không phải vấn đề của chúng ta, không có khả năng phủ lên trung y viện bảng hiệu, phòng khám bệnh lượng mấy lần gấp mấy chục lần đi lên gia tăng, bất kỳ cái gì bệnh viện đều không có sửa đá thành vàng bản lĩnh. Ta chỗ này cũng có một phần số liệu, tại hợp tác trong vài năm, dân chính bệnh viện phái ra đại lượng bác sĩ y tá tiến vào trung y viện bồi dưỡng học tập, căn cứ chúng ta song phương hiệp nghị, chúng ta chưa hề thu lấy qua bất kỳ phụ giáo phí cùng bồi dưỡng phí. Tần Ngọc Kiều liên tục gật đầu. Nàng làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Hứa Thuần Lương nói, đại lượng là nhiều ít, thẩm viện phó, người số liệu có chút không đủ chính xác, ta chỗ này vừa vặn có số liệu chính xác, trong mấy năm này, dân chính bệnh viện trung y viện bồi dưỡng bác sĩ tổng cộng có 12 người, y tá 25 người, hết thảy 37 người, đây chính là người cái gọi là đại lượng. Tần Ngọc Kiều nội tâm hơi hồi hộp một chút, người này là từ đâu cầm tới tinh như vậy xác thực số lượng? Ta cũng không biết, nàng lặng lẽ hướng Ngô Sĩ Kỳ nhìn lại, bồi dưỡng sự tình không phải hắn đang quản sao. Ngô Sĩ Kỳ rũ cục lấy đầu, căn bản không theo nàng ánh mắt tiếp xúc. Trương Vân Thanh cười nói, Vương Cục, người tìm cái tốt giúp đỡ a, hợp tác khó tránh khỏi sẽ có va va chạm chạm, hợp tác cơ sở là đôi bên cùng có lợi. Tại một cái giai đoạn mọi người hợp tác khăng khít, nhưng là theo thời đại phát dương, sự cân bằng này khó tránh khỏi sẽ bị đánh vỡ, vậy liền một lần nữa đàm nha. Chúng ta là anh em đơn vị, có lời gì một mực để lên bàn nói, riêng ta thì thưởng thức tiểu Hứa loại này dám làm dám chịu thái độ. Hứa Thuần Lương đã hiểu, người ta đây là tại gõ mình đâu. Vương Đồng An cũng nở nụ cười, xin các ngươi tới chính là muốn đàm nha, không tệ, chúng ta hợp tác xác thực không có lấy được muốn thành quả, nhưng là Trương Viện nói đúng, phát triển là phải có một cái lâu dài quá trình, muốn chịu được nhàm chán. Chúng ta không thể chỉ cố lấy truy cầu kinh tế lợi ích mà không để ý đến xã hội hiệu quả và lợi ích. Tiểu Tần, ngươi nói hai câu a. Tần Ngọc Kiều nói, vậy ta liền nói hai câu, chúng ta dân chính bệnh viện tại trở thành trung y viện phụ viện về sau, bệnh viện chúng ta ở trong xã hội lực ảnh hưởng tăng lên không ít. Những năm này, chúng ta liên thủ bên trong chuyên gia của bệnh viện nhóm cử hành nhiều lần chữa bệnh từ thiện, xâm nhập viện mồ côi, viện dưỡng lão cùng đề bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo khó khăn hộ trong nhà. Mang đến rất tốt xã hội tiếng vọng cùng phản hồi, đây đều là có theo nhưng cha. Nếu như một lòng truy cầu kinh tế lợi ích, như vậy những chuyên gia này thù lao ứng làm như thế nào tính? Hứa Thuần Lương nói, Tần Viện, ta chỗ này vừa vặn có một phần năm nay Trung Thu Viện mồ côi chữa bệnh từ thiện số liệu, Trung Y Viện tham gia chữa bệnh từ thiện 7 vị chuyên gia, mỗi người mỗi ngày đều cho 500 nguyên trợ cấp, Viện mồ côi còn chiêu đãi một trận cơm. Bữa cơm này cũng là có xuất xứ, lúc ấy ký tên biểu hiện phí tổn là 2.800 nguyên cả. Tần Ngọc Kiều mộng bức, người này làm sao điều tra ra? Nàng lại hướng Ngô Sĩ Kỳ nhìn lại, Ngô Sĩ Kỳ căn bản không cho nàng ánh mắt giao lưu cơ hội. Vương Đồng An mặt bắt đầu trở nên âm trầm, Hứa Thuần Lương mới đến mấy ngày. Lấy lực lượng một người không có khả năng tra ra nhiều chuyện như vậy, cái này chứng minh hắn khẳng định còn có nội ứng. Tiểu tử này quyết tâm muốn tại dân chính bệnh viện vấn đề bên trên làm văn chương. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa, loại này bất lợi cho đoàn kết sự tình thì không cần nói, chuyên gia chữa bệnh từ thiện tiếp đãi một chút cũng là chuyện đương nhiên, loại sự tình này đều lấy ra giảng làm trò cười cho người khác.
hắn ngay tại một chút xíu mất đi tính nhẫn nại. Trương Vân Thanh cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này thẳng thắn nói ra tốt, Tiểu Thẩm, về đi dò tra những cái kia tới chữa bệnh từ thiện chuyên gia tình huống như thế nào. Trái lại cầm vất vả phí cho ta tất cả đều trả lại, ăn cơm xong dựa theo ứng phó kim ngạch giao nạp, trung y viện thanh danh không thể phá hủy ở số ít người trong tay. Vương Đồng An âm thầm tán thưởng, Trương Vân Thanh không hổ là lão giang hồ, nhẹ nhõm hóa giải Hứa Thuần Lương làm khó dễ. Vương Đồng An chính là muốn để Hứa Thuần Lương hôm nay cây đuốc lực tất cả đều đánh xong, người đem đạn đánh xong cũng sẽ không có uy lực. Vương Đồng An nói, kỳ thật Tiểu Hứa hôm nay nói lời cũng đại biểu cục dân chính nội bộ một ít đồng chí ý kiến, bọn hắn không rõ tình huống, cho nên đối với song phương hợp tác có chỗ hiểu lầm, cho là chúng ta hợp tác cơ sở cũng không công bằng, cho nên ta để Tiểu Hứa đại biểu mọi người nói ra, tin tưởng hôm nay qua đi có thể giải thích rõ ràng rất nhiều hiểu lầm. Ê! Trương Vân Thanh nói, gặp được Vương cục sáng suốt như vậy lãnh đạo là vận may của các ngươi, hiểu lầm đều giải thích rõ, chúng ta phía dưới là không phải tiến vào chính đề. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta mẹ nó còn không có ra chiêu đâu, hai người các ngươi lão hổ ly kẻ sướng người họa vừa muốn đem chuyện này cho lừa gạt qua, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá hắn cũng không nhất thời vội vã, kiên nhẫn chờ đợi Trương Mây Thanh cái gọi là chính đề. Trương Vân Thanh để Trầm Đức Tài đem bọn hắn một lần nữa định ra hợp tác phương án lấy ra, Tần Ngọc Kiều chủ động tiến lên hỗ trợ phân phát cho mọi người. Tần Ngọc Kiều cố ý đem Hứa Thuần Lương cho đã bỏ sót, ý là ngươi một cái nho nhỏ viện xử lý chủ nhiệm, thật đúng là lấy chính mình đương mâm đồ ăn. Ngươi có tư cách nhập đàm phán sự tình sao? Vương Đồng An đeo lên kính lão lật xem một lượt, lần này các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a. Trương Vân Thanh cười nói, không vội, mọi người từ từ xem, có thể phân tổ thảo luận một chút nha. Vương Đồng An nhẹ gật đầu, được, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút, mọi người vừa dễ dàng xem thật kỹ một chút phần này phương án, tự do thảo luận, nói thoải mái. Hắn dù sao lớn tuổi, tuyến tiền liệt không tốt, đến thả nước thời gian. Trương Vân Thanh cùng hắn cùng đi toilet, trên đường hai người nhìn nhau cười một tiếng, Trương Vân Thanh thấp giọng nói, người cái này chủ nhiệm phòng làm việc rất lợi hại a. Vương Đồng An nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, không hiểu được biến báo. Trương Vân Thanh mời Vương Đồng An vào cửa trước. Tần Ngọc Kiều thừa dịp một chốc lát này hướng Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Hứa, ta có mấy câu muốn đơn độc nói với ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nói đi. Tần Ngọc Kiều nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, đi phòng làm việc của ta nói đi. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi theo nàng đi văn phòng, suy nghĩ nữ nhân này lại muốn chơi hoa dạng gì. Tần Ngọc Kiều hiện tại văn phòng so với quá khứ nhỏ hơn nhiều lắm, thậm chí so Ngô Sĩ Kỳ văn phòng còn muốn nhỏ, bất quá trong văn phòng cũng không có bày nhiều ít đồ dùng trong nhà, một bàn một ghế dựa một chương sofa, liền cái ngăn tủ đều không có. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này phòng làm việc nhỏ là dùng đến ứng phó, nàng khẳng định còn có thay quần áo bỏ đồ vật chỗ ngồi, 8-9 phần 10 là chia thành tốp nhỏ. Tần Ngọc Kiều chào hỏi Hứa Thuần Lương ở trên ghế salon ngồi xuống, đi cho hắn cầm chai nước, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần. Tần Ngọc Kiều đóng lại cửa ban công, thở dài nói, Tiểu Hứa, ta biết ngươi đối ta có ý kiến. 1. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Tần Viện, người cái này từ đâu nói đến? Ta đối với ngươi không có ý kiến, chúng ta cũng là vì công việc, ngươi vì bệnh viện, ta vì trong đám, nói trắng ra là cũng là vì bảo vệ chúng ta cục dân chính lợi ích, hai ta mục tiêu cuối cùng nhất nhưng thật ra là nhất trí. Tần Ngọc Kiều nói, được rồi, nơi này không có những người khác, ngươi cũng không cần vòng vo, ta biết Trường Thiện bệnh viện đầu tư sự kiện kia bên trên để ngươi đối ta sinh ra ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cười nói, Tần Viện, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi khả năng đối ta không ăn ý. Con người của ta luôn luôn công và tư rõ ràng, mà lại Trường Thiện bệnh viện cùng ta cũng không có quan hệ gì. Tần Ngọc Kiều nói, Trường Thiện bệnh viện đại cổ đông tựa như là Hứa lão tiên sinh a. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi không có làm rõ ràng ta giới thiệu Trường Thiện bệnh viện tới tìm kiếm hợp tác mục đích thực sự, ngươi càng không hiểu rõ Trường Thiện bệnh viện tình trạng, Trường Thiện bệnh viện phát triển tình thế rất tốt, xây viện thời gian mặc dù không dài, nhưng là đã trở thành Đông Châu thậm chí toàn bộ Giang Hải địa khu nổi danh nhất giang ruột chuyên khoa bệnh viện. Tần Ngọc Kiều không có phủ nhận, dù sao đây là sự thật không thể chối cãi, không nói những cái khác, liền nói Đông Châu Trung Y Viện, đi qua giang ruột chuyên khoa là bọn hắn đặc sắc phòng, bình thường có thể nói là một giường khó cầu, từ khi Trường Thiện bệnh viện lực lượng mới xuất hiện về sau, Trung Y Viện khoa hậu môn nguyên nhân lượng không ngừng hạ xuống, kinh tế thu nhập nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hứa Thuần Lương tiếp tục nói, Trường Thiện bệnh viện mình không phải là không có địa phương,
bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trống không địa phương kiến thiết kiểm tra sức khỏe trung tâm, nhưng là ta cân nhắc đến nếu như song phương hợp tác có thể đưa đến cả hai cùng có lợi hiệu quả, cho nên ta mới nói phục bọn hắn tới đây đầu tư, nếu như song phương hợp tác thành công, đối dân chính bệnh viện lợi ích lớn hơn. Tần Ngọc Kiều nói, tiểu hứa, ta muốn nói cũng không là chuyện này, ta là hy vọng, ngươi có thể hay không đừng có lại nhằm vào ta. Hứa Thuần Lương nói, ta nhằm vào ngươi. Ha ha, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy, ta nói tới mỗi một sự kiện có hay không khuếch đại thành phần. Nếu có ta có thể công khai xin lỗi, ta cũng là đối chuyện không đối người, Tần Viện ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi người đã không ý kiến cũng không hứng thú. Tần Ngọc Kiều bị Hứa Thuần Lương câu nói này cho thật sâu đau nhói, đây quả thực là vũ nhục nàng. Nàng gật đầu nói, tiểu hứa, ngươi làm việc không nên quá phận, ta lựa chọn nhượng bộ cũng không phải là bởi vì ta sợ hãi ngươi, mà là ta không muốn cùng một người trẻ tuổi chấp nhặt.